Lại thêm vài ngày trôi qua, cuối cùng đã tới ngày thứ bảy, mặt trời vừa hạ xuống phương Tây, trong khoảnh khắc ánh trăng lan tràn, lập tức bị một mảnh mây mỏng bao phủ, bầu trời nhất thời hắc ám, chỉ còn nhìn thấy thiên linh tinh treo cao chân trời, rực rỡ sáng lạn. Đã tới. Nhìn chằm chằm bầu trời, Lữ Chính Cường khoanh tay đứng thẳng, lẩm bẩm. Một thiên kỷ, huyền thiên môn khá lắm, chỉ sợ đã biết 7.000 năm sau sẽ có thiên lang phá nhật, cho nên cố ý dùng tinh nguyệt thiên sát đại trận che giấu phong ấn huyền thiên bí cảnh, khiến cho đại lục náo động, mục đích chỉ sợ là dùng thế lực linh vũ đại lục cùng Ma Vân Thành đối phó bốn đại sơn môn chúng ta. Lữ Chính Cường, có phải huynh suy nghĩ nhiều hay không? Lư Khâu Mỹ Vi nhíu mày nói. Sự thật là như thế, mấy ngày nay ta mới suy nghĩ cẩn thận, huyền thiên môn cố ý trả thù chúng ta à. Lữ Chính Cường thở dài nói. Trên bầu trời đêm, mây mỏng tiêu tán, trăng sáng nhô cao, những ngôi sao khác lại hiện lên, nhưng chỉ có thiên lang tinh sáng nhất. Ánh trăng bao phủ núi non, lá úa rơi khắp dãy núi. Thiên lang tinh phảng phất như bị trận gió thổi qua, bắt đầu chậm rãi rơi xuống, trong một khắc này thiên lang tinh bắt đầu chậm rãi xoay tròn di động. Những địa phương nó đi qua những ngôi sao khác biến thành tối tăm, thiên lang tinh đi qua cự môn tinh, tới lộc tồn tinh, tới từng ngôi sao nhanh chóng ảm đạm, mà giờ khắc này thiên lang tinh càng thêm chói mắt. Giờ khắc này, trên đại lục hải vực cuồn cuộn, chiều cường mãnh liệt dâng lên, sóng thần gào thét vô số địa phương, trong thiên địa có không ít cường giả đều nhìn lên hư không bấm tay tính toán, lập tức nhìn chằm chằm bầu trời, biến mất không còn nhìn thấy. Bên trong đoạn thiên sơn mạch, khi thiên lang tinh di động tới gần vầng trăng, bỗng dưng tản ra quang mang chói mắt, tia sáng như đám sương, chợt lóe rồi biến mất. Ngay tích tắc cả không gian xuất hiện một màn làm lòng người run rẩy sợ hãi, trời sao xa xa nháy mắt áp không giáng xuống, vầng trăng lập tức xuất hiện trên ngọn núi, hóa thành thể tích vài trăm thước như treo trên tầng trời thấp, giống như thiên địa lệch vị trí, mọi người thậm chí cảm thấy chỉ cần vươn tay là có thể hái xuống vầng trăng kia. Toàn bộ Vũ Vương Linh Vương đều cảm giác nhịp tim đập nhanh, hoặc là ngừng đập, chân khí linh lực bị áp chế tuyệt đối. Lúc này vầng trăng sáng đã bị thiên lang tinh trồng lên, ngay trong trạng thái mà mắt thường có thể nhìn thấy được, chậm rãi che khuất vầng trăng, một đạo quang mang chói mắt sáng như ban ngày bao phủ mặt đất, giờ khắc này khắp các nơi trong đại lục vô số người đều nhìn thấy thời khắc trước mắt, không khỏi cảm thấy kỳ lạ, dị tượng như thế làm gì có người từng nhìn thấy qua. Ngay khi thiên lang tinh hoàn toàn che phủ vầng trăng, quang mang nháy mắt biến mất, đại địa nhất thời lâm vào trong bóng tối. Oanh long long. Giờ khắc này đoạn thiên sơn mạch như bị đánh thức, mặt đất phát ra thanh âm vang vọng trầm thấp, thanh âm từ xa tới gần, giống như có thiên quân vạn mã từ trong lòng đất tối đen chạy trồm mà ra, mặt đất bỗng dưng nứt ra khe hở thật lớn. Một đạo quang mang từ khe nứt bắn ra, sát khí bức người tràn tới, cuồng phong gào thét, hắc vụ tràn ngập. Từng luồng năng lượng hung ác bạo ngược trong thiên địa tụ tập lao tới. Oanh long long. Trên bầu trời, một màn hào quang thần dị xuất hiện, màn hào quang bao trùm trời đất, chỉ nháy mắt vô số sát khí trào ra, cả thiên địa bị một mảnh sát khí cuồng bạo tàn sát bừa bãi, những ai thực lực thấp một ít hai mắt đột nhiên biến thành đỏ đậm. Vào lúc này không gian đột nhiên dao động thật khẽ, vô số ánh mắt chuyển nhìn lên màn hào quang, bởi vì hào quang đang bắt đầu nổi lên ba động từng đợt không ngừng. Trong lòng mọi người căng thẳng, huyền thiên bí cảnh trong truyền thuyết rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Ca ca. Không gian vặn vẹo kịch liệt, màn hào quang phát ra tiếng vỡ răng rắc, giống như tùy thời sẽ bị nghiền nát. Hô hô. Sát khí cuồng bạo tràn ngập, loại sát khí này dị thường luống cuống, giống như núi lửa bị đè nén muốn điên cuồng dâng lên, nhìn màn hào quang sắp phá nát, bên trong dãy núi ánh mắt vô số người biến thành đỏ đậm, thậm chí hơi thở cũng ồ ồ hơn rất nhiều. Huyền thiên bí cảnh xuất hiện, nếu có thể lấy được bảo tàng thật sự kiếm lớn. Phanh phanh. Rốt cục màn hào quang vang lên tiếng sấm, sau đó nứt toác thành vô số mảnh nhỏ. Huyền thiên bí cảnh xuất hiện, xông lên a. Ngay nháy mắt, cũng không biết từ khi nào khắp bốn phía xuất hiện vô số thân ảnh, hai mắt đỏ ngầu, tràn ngập ánh mắt tham lam luống cuống, nhất thời phóng thẳng về hướng màn hào quang. Nhân số chừng mấy ngàn người, có nhân mã tiểu thế lực. Có tán tu đại lục, lúc này không ai do dự lao tới trước. Bên trong bốn đại sơn môn có không ít người cấp tốc lao đi, mà hai mắt nhóm người phi linh môn đều đỏ đậm, nhất thời quên hết tất cả lao về phía trước, phảng phất bên trong màn hào quang có lực hấp dẫn không thể chống cự. Mau lui lại. Lữ Chính Cường quát lớn một tiếng xen lẫn theo chân khí quanh quẩn trong núi, dưới tiếng vang thật lớn,
ánh mắt đỏ đậm của mọi người nhất thời chợt phai nhạt, giống như bị xối nước lạnh, lập tức dừng lại thân hình, phục hồi lại tinh thần, sắc mặt chợt đại biến, nhất thời hít vào một hơi, vừa rồi bản thân họ giống như đã bị người khống chế đã làm gì cũng không biết. Phanh phanh. Mà lúc này ngay khi người của bốn đại sơn môn cùng phi linh môn bị quát tỉnh, chỉ nghe tiếng nổ vang, trong màn hào quang vừa phá nát bộc phát cỗ không gian lực cuồng bạo giống như dông bão thổi quét mở ra. A. À. Cùng lúc này những người lao tới nhanh nhất đều là người đứng mũi chịu sào, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bị không gian lực khủng bố thổi quét, kêu lên thảm thiết, nhất thời thanh âm kêu rên thê lương quanh quẩn trong đêm đen, thậm chí còn có không ít linh suất nháy mắt cũng bị biến thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, những người vừa được đánh thức không khỏi rùng mình, ước chừng có mấy trăm người đã bị đánh chết, nếu họ bị liên lụy tới, tuyệt đối không tránh được vận rủi. Sát khí thật là khủng khiếp, trực tiếp ảnh hưởng linh hồn người, còn có tinh nguyệt thiên sát đại trận khủng bố, 7.000 năm, đại trận dừng vận chuyển, nhưng vẫn còn lực khủng bố tới như thế. Gia Cát Tây Phong thu lại chiết phiến, sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm phía trước. Lực lượng thật mạnh, Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân, Linh Vũ song quái, cùng đám người Tả Thiên Khung đều hiện lên vẻ mặt kinh hãi. Ngay khi hết thảy đều tiêu tán, giữa không trung lại khôi phục ánh sáng, trăng sáng nhô cao, ở trong tầm mắt mọi người hiện ra một mảnh núi non mở mang. Vùng núi này giống như nơi hoang dã, trong mơ hồ xuất hiện một ngọn núi nguy nga, từ xa nhìn lại giống như mãnh thú viễn cổ đang phủ phục, làm lòng người rét lạnh. Vùng núi kia hùng vĩ đồ sộ, tận sâu trong tràn ngập bóng tối. Thậm chí ánh trăng cũng không chiếu tới, ngẫu nhiên còn truyền ra tiếng quỷ khóc thần hào, làm lòng người rùng mình. Bí cảnh xuất hiện, có thể đi vào. Đồng Quy Tinh nói, thân ảnh di chuyển, nhất thời lao thẳng tới trước, như đạo hắc quang cấp tốc bay đi, cường giả hắc sát giáo theo sát phía sau. Đi! Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Lữ Chính Cường cũng khẽ quát một tiếng, bay thẳng tới. Chúng ta cũng đi! Vân Tiếu Thiên trầm thấp nói. Người của Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn liền biến mất, hơn trăm thân ảnh bay xuống, nhất thời không ngừng vang lên tiếng rít gió. Xông lên a! Lúc này các tán tu cùng người của tiểu thế lực khắp chung quanh nhìn thấy có người lại lao vào, đôi mắt càng đỏ hơn, trong vô số tiếng hô, rậm rạp thân ảnh bay ra khẩn cấp lao vào hướng núi non tối đen. Ở giữa không trung, vài thân ảnh lăng không đứng thẳng, chính là thanh niên Lam Y cùng nữ tử xinh đẹp, ngoài ra còn có vài Linh Vương cùng Vũ Vương đi cùng. Cẩn thận một chút, với thủ đoạn của Huyền Thiên Môn, hẳn sẽ không đơn giản như vậy cho người tiến vào bí cảnh. Nữ tử nói, nhóm người chậm rãi đi về phía trước. Suy, ngay lúc nhóm người đi tới không xa, nữ tử nhất thời nói. Cẩn thận, tinh nguyệt thiên sát đại trận còn chưa phá hủy, nó được chia thành hai trận, hai bên phối hợp lẫn nhau, hiện tại chỉ có tinh nguyệt đại trận bị phá, mà thiên sát đại trận vẫn còn, tuy rằng bị nới lỏng nhưng không thể khinh thường. Bên trong có cỗ sát khí vô hình, có thể thẩm thấu linh hồn vô thanh vô tức. Dứt lời nàng đã dẫn đầu khởi động hộ thân quang quyển, mọi người cũng làm theo, ánh mắt có chút ngưng trọng. A, à, ngay một lối vào trong núi, một tiếng kêu thê thảm truyền tới, chỉ thấy một vũ xuất nhất trọng vung tay chém xuống, nháy mắt đem người bên cạnh một đao chém thành hai nửa, cũng chưa dừng công kích, lập tức lao thẳng tới người đứng gần nhất, một đạo đao mang bay ra, bám theo tàn ảnh thật lớn. Triệu Thanh, ngươi làm gì? Đồng bạn của hắn nhất thời hét lớn. Đều cẩn thận một chút, nơi này quỷ dị, có sát khí xâm lấn, đừng bị ảnh hưởng linh hồn. Một tiếng hô truyền tới, ngay lập tức nữ tử quần đỏ xuất hiện, đi tới bên người vũ xuất nhất trọng đã bị mất khống chế, thủ ấn rơi xuống, đôi mắt đỏ đậm của người kia nhất thời sút giảm, thân hình run lên, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đang quỷ dị nhìn mình, nghi hoặc hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Triệu Thanh, tên Vương Bát Đản, người giết đệ đệ của ta. Một thanh âm hét lớn truyền tới, đôi mắt đại hán vũ xuất nhị trọng nháy mắt biến thành đỏ đậm, một đạo trưởng ấn thật lớn trực tiếp vỗ qua. Oanh oanh oanh. Cùng lúc có thật nhiều người đỏ mắt, lập tức công kích đồng bạn bên cạnh, từng đạo công kích dâng lên, nháy mắt có vài người đã chết. Hỗn đản, đều dừng tay cho ta, cẩn thận sát khí ảnh hưởng linh hồn. Một tiếng hét lớn truyền ra. Lão giả tráng kiện kết xuất thủ ấn, không gian run lên, một quầng sớn thật lớn bao phủ không gian, đem sát khí vô hình ngăn cách bên ngoài. Cẩn thận, có sát khí nhập vào cơ thể. Giờ phút này ở một lối vào khác, một thân ảnh đeo mặt nạ hét lớn một tiếng, thanh âm quanh quẩn như sấm sét,
hơn trăm thân ảnh phía sau xuất hiện không ít người hai mắt đỏ đậm, không chút dấu hiệu xuống tay với đồng bạn bên cạnh, nhất thời đoàn người lâm vào trong hỗn loạn. Ở trong một không gian hỗn loạn, không ít tán tu đã lâm vào chém giết, thân thể đầm đìa máu tươi cũng không cảm thấy đau đớn, không hề sợ chết, càng hung ác bạo ngược lao vào nhau chém giết. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận thật quỷ dị, sát khí khủng bố như thế thật hiếm thấy, mọi người cẩn thận. Vân Thiếu Thiên hét lớn một tiếng. Phanh! Trong Phi Linh Môn đã có người thực lực yếu hai mắt đỏ tươi bắt đầu công kích đồng môn của mình. Đều bảo trì thanh tỉnh cho ta. Thanh Hỏa lão quỷ âm dương quái khí quát, thủ ấn kết xuất rơi lên người đệ tử phát điên kia, nhất thời xua tan sát khí. Vẻ đỏ đậm trong mắt đệ tử kia nháy mắt sút giảm, lập tức biến mất, cũng đã khôi phục lại bình thường, nhưng trên trán vẫn tuôn mồ hôi lạnh. A! À, lại một tiếng hét thảm truyền tới, lúc này trong bốn đại sơn môn cũng đã có đệ tử thực lực thấp chịu ảnh hưởng, hai mắt đỏ lên, nháy mắt cực kỳ nóng nảy, trực tiếp công kích đồng bạn đứng bên cạnh. Điều này làm mọi người cảm thấy bất an, không biết mình có bị khống chế hay không, cũng không biết người bên cạnh có công kích mình hay không, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đệ tử Linh Thiên Môn qua đây cho ta. Lữ Chính Cường quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, một quang cầu bay ra, chân khí linh hồn lan tràn, một màn hào quang hóa thành quang quyển bao phủ chung quanh, toàn bộ đệ tử Linh Thiên Môn đều được quang quyển che kín, nhất thời sát khí giảm đi. Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai nhìn thấy hành động của Lữ Chính Cường, lập tức bố trí thủ đoạn bảo vệ đệ tử của mình. Các đại môn phái đều có được cường giả bảo hộ đệ tử, nhưng tán tu cùng tiểu thế lực thì thảm thiết, đã rơi vào chém giết điên cuồng, dù là vũ xuất hay linh xuất nếu định lực không đủ, cũng sẽ bị sát khí ảnh hưởng. Chúng ta đã bị khốn trụ, đại trận còn chưa hoàn toàn bị phá vỡ, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận là do hai đại trận tạo thành, Thiên Lang Phá Nguyệt chỉ phá được một trận mà không phá toàn bộ. Không lui lại được nữa, trong này còn có ảo cảnh, mọi người cẩn thận. Cẩn thận, có sát khí hội tụ sát hỏa, đừng để ngọn lửa dính thân, đây không phải lửa bình thường, một khi sát hỏa dính thân, sát khí nhập vào cơ thể, tới lúc đó dù không chết tu vi cũng không cách nào tiến thêm. Trong đội hình người đeo mặt nạ, không ít cường giả nghị luận, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Thủ đoạn Huyền Thiên Môn quả nhiên không tầm thường, mấy ngàn năm vẫn duy trì được thực lực kinh khủng như thế. Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận này thật sự khủng bố. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong không gian khu vực hài cốt quỷ dị, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi, thủ ấn kết xuất, toàn thân bao phủ trong hoàng mang quang quyển. Vào ngày thứ bảy, không gian chung quanh Lục Lâm Thiên dao động mãnh liệt, từng luồng chân khí thổ hệ mãnh liệt tràn ra quanh thân hắn, lượn lờ bên ngoài thân thể, thiên địa năng lượng xâm nhập vào người hắn, cuối cùng truyền khắp thân thể. Dao động ngày càng kịch liệt. Thiên địa năng lượng quay chung quanh Lục Lâm Thiên, giống như hình thành lốc xoáy cực lớn. Phanh! Đan điền khí hải nổ vang một tiếng, khi tia năng lượng cuối cùng bị Lục Lâm Thiên cắn nuốt, từ thân thể hắn bộc phát ra cỗ khí thế mạnh mẽ. Khí thế trào ra, chấn khai không gian ba văn chung quanh, chỉ một lát liền thu liếm, Lục Lâm Thiên lại tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện. Trên Vân Dương Tông, núi non trùng điệp, khắp núi khô vàng, có vẻ điêu linh, gió thu đảo qua lá úa rơi đầy. Ngẫu nhiên còn bị trận gió thổi tung lên trời cao. Trên một ngọn núi, một trung niên phụ nhân áo trắng nhìn thiên không trước mắt, đột nhiên chợt rùng mình. Nương, mẹ làm sao vậy? Lục Vô Song liền hỏi, tà áo bay phấp phới, mái tóc mai thổi loạn bên tai, khiến cho nàng tăng thêm một phần dễ thương. Không biết là vì sao, trong lòng của mẹ đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Phụ nhân chính là La Lan Thị, bà nhìn Lục Vô Song. Trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nương, nhất định là do gió thu quá lớn, mẹ bị cảm lạnh, chúng ta trở về đi. Vân Hồng Lăng dìu La Lan Thị nói. Nhà đầu ngốc, hiện tại mẹ xem như là tu luyện giả, sao lại có thể dễ dàng cảm lạnh. Nhìn Vân Hồng Lăng, La Lan Thị mỉm cười nói, ánh mắt vẫn lo lắng. Gần đây có tin tức của Lâm Thiên hay không, hắn có khỏe không? Nương, mẹ không cần lo lắng, Lâm Thiên không có chuyện gì đâu. Vân Hồng Lăng nói, lúc này Lục Vô Song cũng không lên tiếng, đột nhiên dùng mình, một cỗ dự cảm bất tường nảy lên trong lòng nàng, nhất thời mặt hoa thất sắc, nhưng lập tức thu liếm, lộ ra ý cười, không để La Lan Thị chứng kiến. Bên trong Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận, hiện tại là ban ngày, ánh mặt trời chiếu xuyên qua một mảnh khí thể u tối, nhưng đúng lúc này. Mau lui lại, mọi người cẩn thận một chút. Trưởng lão,
ngăn cản không được, đây không biết là vật gì, quá kinh khủng. Cùng nhau ngăn trở, không để sát khí nhập vào cơ thể. Mọi người tạo thành đội hình, 5 người một nhóm, không được phân tán, cùng nhau đối kháng. Trong đội hình 4 đại sơn môn, một cỗ cuồng phong thổi quét khiến người không thể mở mắt, đây không phải cuồng phong bình thường, mà là sát khí hình thành, sát khí thao thiên gào thét tràn ra từ không gian lốc xoáy, không gian xung quanh bắt đầu sụp đổ, vô số lỗ hổng lần lượt xuất hiện trước mắt mọi người. Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong lăng không mà đứng, nhìn bụi mù màu vàng đầy trời, cau chặt mày, sát khí này thật quá kinh khủng, nếu bị thổi quét chúng đệ tử trong sơn môn tuyệt đối sẽ tổn thất thảm trọng. Ô ô, Long Quyển Phong sát khí bỗng nhiên truyền ra thanh âm quỷ khóc thần hào, không gian đột nhiên nổ tung, giống như có vật gì rít gào bên trong lốc xoáy. Sát khí này quá mạnh mẽ, ngăn cản không được. Người có tu vi thấp kinh hoàng hô to. Trời ạ, đó là cái gì? Vô số người lui về phía sau, không ít tán tu cùng người của tiểu thế lực đều thối lui, giống như nhìn thấy vật gì đó cực kỳ đáng sợ trong lốc xoáy, không ngừng hét to. Bên trong lốc xoáy từng luồng huyết tinh sắc tràn ra, phảng phất như xúc tu rất nhanh tràn ngập khắp không gian. Một vũ tướng hắc sát giáo vung đao đánh xuống, đao mang mang theo kình khí cường hãn, một đao chém xuống nhưng xúc tu màu đỏ kia lại chém không đứt, lập tức xúc tu màu đỏ trực tiếp bò đầy quanh thân vũ tướng kia. A! À, trong nháy mắt vũ tướng thê thảm kêu rên một tiếng, hóa thành một bãi máu loãng rơi xuống đất. Ô ô! Chỉ nháy mắt một mảnh thanh âm quỷ khóc thần hào vang vọng không gian, xúc tu màu đỏ hội tụ, hóa thành vật chất như huyết quỷ dữ tợn, nhân số lên tới hơn ngàn đầu. Sát khí hóa vật, mọi người chạy mau. Không ít tán tu phát ra tiếng hét kinh hãi, chạy trốn khắp bốn phía. Không gian chao đảo, bên trong không gian lốc xoáy còn có huyết sắc sát khí tràn ngập, khiến một mảnh mây đen áp không tràn tới, lại thêm thanh âm quỷ khóc thần hào, làm lòng người tràn ngập sợ hãi. Đáng chết! Nhóm người Lữ Chính Cường đưa mắt nhìn nhau, đồng thời hô lên, đồng thời kết xuất thủ ấn đánh vào bên trong huyết sắc sát khí. Không gian lốc xoáy không ngừng gia tăng, lốc xoáy càng xé nát lại càng lớn, có thể lờ mờ chứng kiến xúc tu huyết sắc từ trong tuôn ra, thanh âm quỷ khóc thần hào, cả không gian đều run rẩy lên. Phá cho ta! Lữ Chính Cường quát lớn, một mảnh linh hỏa dâng lên ngập trời, nháy mắt bao vây một vật chất dữ tợn màu đỏ, ngay lập tức nghe nó truyền ra tiếng kêu to, cuối cùng hóa thành cho tàn. Công Tôn Hóa Nhai đánh ra một đạo trưởng ấn hóa thành đao mang trực tiếp bổ ra một đầu đỏ tươi, nhất thời nó liền hóa thành máu đỏ sái đầy không trung. Mọi người lui ra phía sau, nhanh. Bạch Oánh quát lớn. Không nghĩ tới Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận lợi hại như thế, mẹ nó. Thanh Hỏa lão quỷ kêu lên, nhìn thấy vật đỏ không ngừng trào ra, ánh mắt cực kỳ sợ hãi. Một nữ tử dáng người uyển chuyển kết xuất thủ ấn, quanh thân khuếch tán quang mang, không biết dùng linh kỹ gì nhất thời chỉ thấy năng lượng thiên địa hội tụ, trong nháy mắt lực lượng dâng lên, một mảng lớn vật đỏ dữ tợn hóa thành mưa máu. Lam Thập Tam, mau nghĩ biện pháp mở ra không gian lốc xoáy, phỏng chừng có thể phá trận. Nữ tử lớn tiếng hô. Đồ vật này rất quỷ dị, chỉ sợ không dễ phá. Thanh niên Lam Y ngưng trọng nói. Nếu không phải thiên sát đại trận đã rộng, chúng ta căn bản không vào được, hiện tại chỉ cần phá vỡ không gian lốc xoáy, ngăn cản sát khí tràn ra là có thể phá trận. Nữ tử nói. Đồng loạt ra tay. Vài linh vương vũ vương đứng sau lưng hai người quát, từng luồng năng lượng lan tràn làm không gian rung chuyển. Diệt. Lam Thập Tam nhảy lên, thân hình lăng không, vạt áo phấp phới, trong tay đánh ra một đạo quang mang hình cung chợt lóe, lập tức đem vài đầu màu đỏ dữ tợn chém thành hai đoạn. Trong không gian đầy hài cốt, thiên địa năng lượng bắt đầu hội tụ, càng lúc càng thêm dày đặc. Khi thiên địa năng lượng tràn tới, sát khí trong không gian bắt đầu sôi trào cuồn cuộn. Thời gian trôi qua, thiên địa năng lượng ngày càng bàng bạc, lập tức hóa thành lốc xoáy chậm rãi xoay tròn giữa không trung, một cỗ sát khí không ngừng hấp xả thiên địa năng lượng tiến vào hồ năng lượng bên dưới, thế cho nên năng lượng lốc xoáy giữa không trung nháy mắt phập phồng lên kịch liệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt Bạch Linh nhất thời trầm xuống, cau chặt mày. Lần này chỉ sợ phiền toái, nếu tiểu tử này hấp thu thêm sát khí, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tâm tình, ngày sau tu luyện sẽ vô cùng bất lợi. Thiên Độc Yêu Long trừng mắt, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Hiện tại cũng không cách nào ngăn cản, trước nhìn kỹ hãng nói. Bạch Linh đáp. Hô hô,
sát khí cuồn cuộn gào thét, lốc xoáy cực lớn, lốc xoáy cấp tốc xoay tròn, tựa như long quyển phong rít gào, nương theo sau thiên địa năng lượng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Bạch Linh ngày càng ngưng trọng, trong đoàn sát khí còn xen lẫn năng lượng tàn hồn dày đặc xâm nhập vào, cũng không phân biệt được là do Lục Lâm Thiên hấp thu hay năng lượng tàn hồn chủ động đi vào trong cơ thể hắn. Hô hô! Chỉ một lát sau núi hài cốt bắt đầu khởi động, sát khí ngập trời, như muốn bao phủ cả trời đất, làm phong vân biến sắc, sát khí cùng năng lượng tàn hồn khủng bố không ngừng xâm nhập vào người Lục Lâm Thiên. Bạch Linh tỷ, sát khí quá nặng, sau khi lão đại cắn nuốt tuyệt đối có phiền toái, làm sao bây giờ? Trong mắt Tiểu Long tràn ngập lo lắng, theo trí nhớ truyền thừa của hắn, hắn hiểu rõ hậu quả, nếu để sát khí xâm nhập vào thân thể, nhẹ thì ảnh hưởng tu luyện sau này, trung thì tẩu hỏa nhập ma, tỉ như băng mộc tôn giả, nặng sẽ bị mất mạng. Hắn đang đột phá, không thể ngăn cản. Sắc mặt Bạch Linh ngưng trọng nói. Có cần mạnh mẽ ngăn cản hắn đột phá hay không? Thiên độc yêu Long nghĩ kế nói. Không được, làm như vậy càng thêm phiền toái. Bạch Linh cắn răng nói. Việc đã tới nước này, hiện tại hắn cũng không có phản ứng nào khác, hết thảy phải xem vận khí của hắn. Vào lúc này quanh thân Lục Lâm Thiên tràn ra cỗ chân khí cường hãn, một vầng quang quyển chói mắt khuếch tán, khí tức cấp tốc kéo lên, lốc xoáy xoay tròn càng lúc càng nhanh. Hô hô! Chân khí kéo lên, một đường có xu thế như trẻ tre, chấn động sát khí giữa không trung, một cỗ chân khí từ trong lốc xoáy phóng lên cao. Khí tức chấn động lòng người, tàn hồn năng lượng bắt đầu run lên, tốc độ đã giảm chậm hơn không ít. Linh xuất cửu trọng, chủ nhân đột phá thật nhanh. Cảm giác được chân khí lan tràn, Huyết Mị kinh ngạc nói. Không tốt. Huyết Mị vừa dứt lời, Bạch Linh biến sắc, chỉ thấy linh lực chân khí của Lục Lâm Thiên vừa thu liễm xuống, lại thêm một cỗ chân khí bắt đầu tăng lên, khí tức tràn ngập hung ác bạo ngược. Hô hô. Sát khí thao thiên vừa tắt nghẽn, lúc này lại bị kéo xuống, nháy mắt trở nên cuồn cuộn, ngày càng kịch liệt, liên tục hội tụ tràn tới, lại thêm năng lượng tàn hồn không ngừng xâm nhập vào người Lục Lâm Thiên. Giờ phút này Lục Lâm Thiên đang cắn nuốt sát khí cùng tàn hồn năng lượng nồng đậm, đó không phải thiên địa năng lượng, cũng không phải chân khí hay linh lực, mà chính là sát khí lẫn tàn hồn. Vào lúc này trên mỗi bộ xương cốt đang bắt đầu mấp máy, mỗi hài cốt đều có một tia khí thế u tối nhỏ như sợi tóc phóng lên cao, cuối cùng hội tụ giữa không trung, càng lúc càng nhiều, còn bám theo khí thế linh hồn cùng sát khí bức người. Núi xương cốt giống như cự thú thức tỉnh, thanh âm quỷ khóc thần hào dựng lên. Xen lẫn sát khí ngập trời, trong không gian đã giống như chốn địa ngục, giống như có tiếng gào thét kể lại cuộc chiến máu chảy thành sông kịch liệt nhiều năm về trước. Trong thiên sát đại trận, giờ phút này nơi nơi đều là một mảnh hỗn loạn, sát khí hóa vật ngập trời, tựa hồ như vô cùng vô tận, giết mãi không hết. Không ít người bị phá hủy linh hồn, lập tức bị sát khí khống chế, biến thành cỗ máy giết người, hơn 10 tới trăm người bắt đầu tử vong, đệ tử bốn đại sơn môn cũng không ngoại lệ. Thậm chí cả Song Đao môn, Ma Tâm cốc, Thiên Âm môn, kể cả đệ tử Phi Linh môn đều rơi vào tình cảnh như thế. Hoàng Bác Nhiên, thanh tỉnh một chút cho ta. Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, vài đạo thủ ấn rơi lên người Hoàng Bác Nhiên, vẻ đỏ đậm trong hai mắt người này lập tức sút giảm, sau khi tỉnh lại liền tuôn mồ hôi lạnh, toàn thân gần như hư thoát. Trương Minh Đào, canh chừng hắn. Quanh thân Đông Vô Mệnh tràn ra hắc mang, thủ ấn đánh thẳng lên vật màu đỏ dữ tợn. Lập tức đánh nó thành mảnh nhỏ. Ngay tiếp theo, Đông Vô Mệnh nhìn chằm chằm vào đoàn vật đỏ đang vây công đệ tử Phi Linh Môn, sắc mặt trầm xuống, thủ ấn kết xuất, hai tay biến ảo ra ấn quyết quỷ dị, ngay lập tức một cỗ hắc mang nồng đậm tràn ngập khắp chung quanh. Hắc mang thổi quét, linh hồn lực lượng lan tràn, chỉ một lần hô hấp đã bao phủ cả không gian, khí tức khiến linh hồn người run rẩy, giống như chân khí tử vong, từng luồng linh hồn chân khí dao động, tràn ngập vẻ cuồng bạo lẫn hung sát. Phệ hồn ác anh. Đông Vô Mệnh quát một tiếng, từ trong mi tâm bắn ra hào quang chói mắt. Ô ô, một tiếng hú quái dị vang lên, giống như thanh âm đến từ địa ngục, thanh âm kia làm người rùng mình. Phệ hồn ác anh cuồng bạo lao ra khỏi ấn đường Đông Vô Mệnh, thân ảnh hư ảo nhưng ngưng tụ như thực chất, toàn thân tối đen, mở to miệng tựa như ác quỷ lao tới trước. Phệ hồn ác anh phun ra sương khói màu đen, thân ảnh nhanh tới mức không tưởng tượng nổi. Một đầu vật đỏ dữ tợn lập tức bị cắn nuốt, nháy mắt chân khí của phệ hồn ác anh càng hung sát hơn không ít. Ô ô, phệ hồn ác anh giống như là khắc tinh của vật đỏ,
nháy mắt lại đánh về phía đầu thứ hai, nó vừa nhìn thấy phệ hồn ác anh lập tức tỏ vẻ hoảng sợ. Ở một nơi khác, đám người Lam Thập Tam không ngừng đánh ra công kích cường hãn, nhưng vật đỏ ngày càng nhiều, căn bản giết mãi không hết. Thứ này thật sự không dễ chọc, người có biện pháp nào phá nó hay không? Lam Thập Tam nói, thiên sát đại trận quá mạnh mẽ, dù bị ảnh hưởng lẫn tổn hại nhưng ta không thể bài trừ, chỉ sợ dù cho cường giả bổn môn tới đây cũng cực kỳ khó khăn, trừ phi đem sát khí diệt trừ cùng phong bế, chúng ta đánh nát không gian lốc xoáy, phong bế sát khí hẳn là có thể phá trận. Nữ tử nói, ầm ầm đánh ra một đạo quang quyền thẳng vào vật đỏ, khiến nó vỡ tan tác. Thứ đồ chơi này căn bản không thể đánh bại, thật quá khó khăn. Lam Thập Tam quát lớn. A! À, bên trong không gian hài cốt, Lục Lâm Thiên đột nhiên đứng thẳng, lắc mình tiến lên giữa không trung, đồng thời không gian ba văn bị chấn khai, hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt biến thành đỏ đậm, một cỗ sát khí thao thiên lan tràn, hơn trăm vạn xương trắng như bị dẫn dắt, kịch liệt mấp máy, lập tức dựng lên đầy trời, hơn trăm vạn xương trắng nhảy múa giữa không trung. Trong miệng Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, như ma thần thức tỉnh, thanh âm truyền kim phá ngọc, khí tức trên người đã hoàn toàn khác hẳn. Hô hô! Trăm vạn xương cốt hóa thành lốc xoáy, xoay tròn trong không gian, bao trùm cả trời đất, sát khí thao thiên lan tràn, cả không gian đều biến thành hào quang đỏ đậm. Hào quang bạo lướt, nháy mắt tràn vào trong thân thể Lục Lâm Thiên, tới cuối cùng cơ hồ hóa thành năng lượng quang thúc thực chất không ngừng đập vào thân thể hắn, giờ khắc này cả thiên địa cũng có chút rung chuyển. Phiền toái, phiền toái! Thiên độc yêu long kinh hãi! Người này sao lại trực tiếp cắn nuốt sát khí đột phá, lần này không xong. Lão đại, lão đại! Tiểu Long lớn tiếng hô lên, hắn không nhịn được nữa, hóa thành bản thể khổng lồ, dưới chân sinh vân, long chảo phá không bay ra, trực tiếp muốn làm lão đại thanh tỉnh, nhưng lúc này lão đại giống như thay đổi thành một người khác, không nghe được tiếng hô của hắn. Phanh phanh! Long chảo xé rách không gian, bản thể khổng lồ của Tiểu Long vừa tiếp xúc với hào quang màu đỏ. Nháy mắt liền bị đánh bay, năng lượng màu đỏ mang theo cự lực khiến Tiểu Long không cách nào tới gần. Ta tới! Thiên độc yêu long hét lớn một tiếng, một đạo quyền ấn hội tụ, yêu nguyên thao thiên nháy mắt bạo lướt, hung hăng đánh về hướng Lục Lâm Thiên. Phanh! Quyền ấn thật lớn hung hăng đập lên hồng mang, ánh mắt thiên độc yêu long hoảng hốt, đạo quyền ấn của hắn nháy mắt đã bị cắn nuốt, yêu nguyên rời khỏi thân thể khiến hắn kinh hoàng. Ngay lúc này một cỗ cự lực ầm ầm bắn ngược khiến thân hình hắn bị chấn bay, sắc mặt biến thành tái nhợt. Hãy chờ thêm một chút, ra tay cũng vô dụng, hắn không có chuyện gì đâu. Bạch Linh nói, nhưng bàn tay đã siết chặt khẩn trương. Sát khí cuồng bạo khởi động, Lục Lâm Thiên mở rộng hai tay, trôi nổi giữa không trung, trong mắt hiện lên huyết quang, giống như mê muội, cả người giống như đầu mãnh thú đang cắn nuốt thiên địa, điên cuồng hấp thu sát khí trong không gian. Lúc này khí thế của hắn tiếp tục kéo lên, dấu hiệu kia chính là đang đột phá. Còn chưa tới 10 ngày ngắn ngủi, hắn đã từ vũ xuất thất trọng đột phá tới bát trọng, lại đi lên linh xuất cửu trọng, loại đột phá này đã là cực hạn, mà lúc này còn muốn tiếp tục tăng lên đã là chuyện không thể nào. Mà hiện tại bị sát khí ảnh hưởng, hắn lại tiếp tục đề thăng, sát khí quá mức khổng lồ, năng lượng bàng bạc tiến vào thân thể hắn, chân khí của hắn tràn ngập như mãnh thú thức tỉnh. Trong khí tức còn xen lẫn sát khí khiến da đầu người run rẩy. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, nhìn qua giống như ma thần, chân khí hung ác bạo ngược ngập trời, quang mang đỏ tươi chiếu thẳng lên thiên không, rốt cục đã biến mất trong mây. Oanh long long, nương theo sau tiếng nổ vang, hào quang đỏ tươi cuối cùng hội tụ thành một đạo quang thúc đỏ đậm hơn trăm thước, phát ra tiếng ầm vang đinh tai nhức óc, hung hăng nện vào cơ thể Lục Lâm Thiên, quang thúc đỏ tươi bị hắn cắn nuốt. Nhưng lại có một cỗ chân khí mới lạ lan tràn, khí tức phóng lên cao mang theo sát khí thật lớn, khiến người không rét mà run. A! À, cùng một thời gian, đôi mắt Lục Lâm Thiên giống như sung huyết, thê thảm kêu to một tiếng, quanh thân phát ra quang mang chói mắt, tiếng hét hóa thành sóng âm khuếch tán, không gian ba văn bị chấn nát thành từng khúc. Phanh phanh! Giờ khắc này toàn bộ thiên địa năng lượng như biến mất, mà xương trắng chồng chất như núi, phủ kín cả sơn cốc mênh mông. Oanh 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 oanh, bên trong thiên sát đại trận, vô số không gian lốc xoáy ầm ầm phá nát, toàn bộ vật đỏ dữ tợn trực tiếp hóa thành máu tươi rơi xuống, không còn sát khí lan tràn, tựa hồ sát khí thao thiên vừa rồi nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, áp lực không còn, những người bị sát khí khống chế công kích đồng bạn lại trực tiếp thất khiếu tuôn máu, nổ tan xác tử vong.
núi non khôi phục lại ánh sáng, mặt trời chiếu xuống, chân trời xa xa lại dâng lên một mảnh núi non xuất hiện trước mặt mọi người, chân khí cổ xưa bắt đầu tràn đến. Thiên sát đại trận đã phá, sao lại thế này, chẳng lẽ có người trực tiếp thanh trừ sát khí hay sao? Nữ tử thân hình uyển chuyển cực kỳ nghi hoặc, lại có ai có đủ bản lĩnh làm toàn bộ sát khí biến mất vô ảnh vô tung như thế? Xông lên a, huyền thiên bí cảnh xuất hiện. Xông lên, nhìn thấy dãy núi liên miên phía trước, mọi người không nhẫn nhịn được vội vàng lao tới. Trên đỉnh núi, toàn bộ động tĩnh biến mất, chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên đột nhiên tiêu thất, thân hình rơi xuống. Phanh, Lục Lâm Thiên nặng nề rơi xuống đất, thân thể run rẩy co rút, vẻ mặt thống khổ vặn vẹo dữ tợn, tựa hồ đang vô cùng đau đớn. Lão đại chủ nhân, Tiểu Long cùng Huyết Mị lập tức vào tới, cả Bạch Linh cùng Thiên Độc Yêu Long đều vội vã đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Các ngươi nhanh chóng lui lại, mau. Lục Lâm Thiên rít gào như bệnh tâm thần, trong mắt đỏ đậm tia máu, tựa hồ bị một cỗ lực lượng áp bức, thủ ấn kết xuất mạnh mẽ khoanh chân ngồi dậy. Nhanh chóng lui lại, đừng ảnh hưởng hắn. Bạch Linh quát, đồng thời lui ra sau. Giờ này khắc này, chỉ có Lục Lâm Thiên hiểu rõ tình huống của mình, trong đầu hắn tràn ngập tàn hồn sát khí, mà tàn hồn giống như có linh trí cấp thấp, chiếm cứ trong đại não hắn, quá mức khổng lồ. So sánh với linh hồn lực của bản thân còn muốn cường hãn hơn nữa. Vừa rồi mặc dù hắn mơ hồ, nhưng vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh, khi hắn hấp thu tàn hồn sát khí vốn không cách nào dừng lại, vì vậy bị sát khí bao trùm tràn tới. Tuy hắn đột phá tới vũ xuất cửu trọng, nhưng năng lượng tàn hồn vẫn chiếm cứ đại não, căn bản không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Theo đạo lý mà nói, tàn hồn năng lượng bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, chính là tầm bổ cho hồn đan của hắn. Có thể tăng cường linh hồn lực, hơn nữa còn bị kim sắc tiểu đao cắn nuốt. Nhưng có một điều mà hắn không nghĩ tới, mặc dù năng lượng tàn hồn bị âm dương linh vũ quyết luyện hóa, nhưng vì bị sát khí bao vây, cho nên hồn đan không thể hấp thu, mà bởi vì có âm dương linh vũ quyết, cho nên kim sắc tiểu đao cũng không công kích nó. Chính vào lúc đó tàn hồn nhân cơ hội bao phủ hồn đan của hắn, muốn đoạt xá hắn, linh lực cùng linh hồn lực của hắn đồng thời công kích tới. Hai cỗ lực lượng giao phong vì thế làm cho hắn cảm giác vô cùng thống khổ. Bạch Linh tỷ, lão đại làm sao vậy? Tiểu Long cảm giác được lão đại thừa nhận đau đớn, luống cuống hỏi. Ta cũng không biết, sát khí trong cơ thể hắn quá nặng, tựa hồ là tăng thêm một loại lực lượng khác. Bạch Linh cau chặt mày, cực kỳ lo lắng nói. Lui về cho ta. Lục Lâm Thiên thầm quát trong lòng, đôi mắt liên tục chuyển đổi, sát khí như ẩn như hiện, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Hô hô, đáng chết, tàn hồn sát khí không ngờ muốn đoạt xá mình, muốn phá hủy hồn đan của hắn. Lực lượng tàn hồn mãnh liệt nháy mắt lao tới, chấn khai linh lực ngăn cản, muốn bao vây hồn đan của hắn. Ông, ngay lúc Lục Lâm Thiên gần như hết cách, kim sắc tiểu đao đột nhiên nổ lớn một tiếng, nháy mắt kim mang sáng ngời, chiếu sáng cả không gian đại não. Suy suy, tàn hồn hung ác bạo ngược bị sát khí bao vây, nháy mắt chợt lui. Cảm nhận được chân khí của kim sắc tiểu đao, không dám tới gần. Suy, kim mang cũng đột nhiên biến mất, không có ý tứ tiếp tục công kích tàn hồn sát khí. Tựa hồ nó nhận định đây là một bộ phận của Lục Lâm Thiên, vì vậy không trực tiếp công kích, vừa rồi nó cảm nhận được hồn đan bị uy hiếp, cho nên mới lóe sáng kim mang. Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, tâm thần muốn thúc giục kim sắc tiểu đao, lại phát hiện tu vi hiện giờ của mình còn chưa cách nào sử dụng được nó. Càng không thể dùng nó tiêu diệt tàn hồn bị sát khí bao vây kia. Đồng thời năng lượng tàn hồn cảm nhận được chân khí của kim sắc tiểu đao, không dám tới gần, trực tiếp chiếm cứ một góc trong đại não của Lục Lâm Thiên, mà năng lượng tàn hồn là do trăm vạn hài cốt sinh ra, trong đó có không ít vũ vương linh vương, linh xuất vũ xuất, mặc dù là tàn hồn nhưng hội tụ chung một chỗ cường hãn vô cùng, ít nhất trong cảm giác của Lục Lâm Thiên, hiện tại linh hồn lực của hắn không thể so sánh với nó. Huyết sắc quang mang trong mắt Lục Lâm Thiên bắt đầu sút giảm, vẻ dữ tợn cũng đã biến mất. Lão đại, người thế nào? Tiểu Long lập tức lao tới trước người Lục Lâm Thiên hỏi. Không có việc gì. Lục Lâm Thiên thở ra một hơi chọc khí, ánh mắt đã sáng ngời trở lại. Suy. Nắm chặt tay phải, Lục Lâm Thiên khẽ lắc cánh tay, trước mặt đột nhiên vang lên thanh âm, không gian như vặn vẹo, tàn hồn trong đại não an tĩnh. Lúc này Lục Lâm Thiên mới có thời gian cảm giác chân khí cùng linh lực trong thân thể, không nghĩ tới chỉ qua thời gian ngắn ngủi hắn đã đạt được ưu đãi như thế. Lâm Thiên,
ngươi xác định mình không sao chứ? Bạch Linh quan sát chân khí của Lục Lâm Thiên, cảm thấy nghi ngờ. Phanh! Quyền ấn run lên, không gian ba văn lập tức nổ tung thành khe nứt, sau đó lan tràn, Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử tuyệt mỹ, mang theo vẻ cười khổ nói. Có một chút phiền toái nhỏ. Vướng bận không? Bạch Linh cau mày hỏi. Lục Lâm Thiên vuốt vuốt mũi, đáp. Ta cũng không biết. Lúc này Lục Lâm Thiên thật sự không biết năng lượng tàn hồn lưu trong đại não của mình sẽ mang tới phiền toái như thế nào, bởi vì nó quá mức khổng lồ, hiện giờ hắn còn chưa thể đối phó, tóm lại cảm thấy không an toàn. Gì, có người tới. Lục Lâm Thiên đột nhiên đưa mắt nhìn về phía sau. Hưu, một đạo lưu quang cường hãn đột nhiên lao tới, sau đó có thật nhiều thân ảnh rậm rạp xuyên phá không gian bay qua. Siêu siêu, một mảnh gió rít gào thét. Ngay lập tức vài thân ảnh giữa không trung chợt ngẩn ra, nhìn chằm chằm nhóm người Lục Lâm Thiên, sau đó trực tiếp hạ xuống. Lâm Thiên, ngươi vào bằng cách nào? Nhóm người vừa tới chính là Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Gia Cát Tây Phong còn có Vân Tiếu Thiên, khi nhìn thấy mấy người Lục Lâm Thiên tựa hồ đã sớm tới nơi này, cảm thấy thật ngoài ý muốn. Nhạc Mẫu, cũng không biết tại sao đã tới nơi này, còn chỉ vừa tới mà thôi. Lục Lâm Thiên mỉm cười đáp, trong lòng lại trầm xuống, không nghĩ tới những người này lại tới sớm như vậy. Siêu siêu. Trong nháy mắt lại có hơn trăm thân ảnh cấp tốc hạ xuống, đầu lĩnh chính là cường giả các sơn môn, còn có Đông Vô Mệnh cùng Quỷ Tiên Tử đi cùng. Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn qua, khẽ nhíu mày, từ thân thể mọi người hắn không khó nhìn ra, tựa hồ đã trải qua một cuộc chém giết liều chết, không ít người đều bị thương, cả người đầy vết máu. Theo nhân số mà xem chỉ sợ nhân số đã giảm bớt, Lục Lâm Thiên lướt qua đệ tử Phi Linh Môn, thấy không ít người bị thương tích, nguyên bản hơn trăm người chỉ còn lại hơn 70 người mà thôi. Trưởng môn, nhóm người Đông Vô Mệnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên đều cảm thấy thật ngoài ý muốn, lập tức đi tới bên cạnh hắn. Mọi người không sao chứ? Lục Lâm Thiên hỏi, nhìn dáng vẻ những người này hẳn đã trải qua không ít sự tình. Nhưng lúc này cũng không phải thời gian hỏi chi tiết. Phỏng chừng có thể đi tới nơi đây tuyệt đối không dễ dàng. Không có vấn đề gì lớn. Đông Vô Mệnh trả lời, cảm giác được khí tức trên người Lục Lâm Thiên, mặc dù không biết rõ cụ thể, nhưng vẫn biết hắn lại đột phá, trong lòng kinh ngạc nhưng không hỏi nhiều. Siêu siêu. Trong nháy mắt khắp bốn phía lại vang lên tiếng xé gió, hàng trăm hàng ngàn thân ảnh từ khắp bốn phương tám hướng hội tụ tới, nhóm đầu tiên lập tức rơi xuống đỉnh núi gần khu vực hài cốt. Lục Lâm Thiên nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, ở trên đỉnh núi bên trái chính là Lam Thập Tam Thần Bí, còn có nữ tử thân hình uyển chuyển đi cùng nhóm Vũ Vương Linh Vương. Chỉ nháy mắt ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua, mà Lam Thập Tam cũng lộ vẻ mỉm cười, trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm tò mò, nhìn khí chất cùng thực lực của họ, tuyệt đối không thể xuất thân từ thế lực bình thường. Mà giờ phút này xuyên qua lụa trắng che mặt của nữ tử, Lục Lâm Thiên biết nàng đang chăm chú nhìn mình. Từ hình dáng của nàng mà xem, cũng biết dung nhan nàng thật mỹ lệ. Ánh mắt đảo qua, Lục Lâm Thiên dừng lại trên người Chu Không, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nữ tử quần đỏ, người đeo mặt nạ đều đã tới, bên cạnh hai người đi theo không ý cường giả. Tuyệt Linh Vương, Bạch Vạn Tượng, Khoái Kiếm Vương. Trong đám người xa xa, Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn tới, khẽ nhíu mày, chợt phát hiện ba người kia đều có mặt, trường hợp như vậy không nghĩ tới họ cũng xuất hiện. Nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn vào khu vực hài cốt chồng chất như núi, mặc dù sát khí đã suy giảm, nhưng vẫn còn rất nồng hậu. Trong khu vực hài cốt này, không biết có bao nhiêu người là cường giả linh thiên môn chúng ta. Lữ Chính Cường nhìn chằm chằm xa xa, sau đó khom người thi lễ, giờ phút này Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh đều hướng khu vực xương trắng hành lễ. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé. Nếu mình hành lễ xem như cũng hành lễ cường giả Huyền Thiên Môn, lúc trước bốn đại sơn môn vây công Huyền Thiên Môn, vì vậy họ mới bị diệt môn, có thể dùng lực lượng một môn đối kháng bốn môn, thật sự đáng giá cho mình kính nể. Huyền Thiên Bí Cảnh, đây là Huyền Thiên Bí Cảnh. Mọi người đều nhìn về phía trước, nơi đó có một kiến trúc thật lớn. Kiến trúc xuyên thấu chân trời, hiển lộ ra hình dáng thật lớn, từ xa nhìn lại giống như thương long ngẩng đầu rít gào. Chúng ta đi qua. Sắc mặt mọi người biến hóa, đưa mắt nhìn nhau, lập tức bay lên, nhân số hiện tại không ít hơn 2.000 người, cùng nhau khởi động phảng phất như đất rung núi chuyển, khí thế kinh người nhắm thẳng về phía trước.
Đệ tử Phi Linh môn vốn đi theo sau bốn đại sơn môn, lúc này có trưởng môn, chỉ đứng yên chờ đợi mệnh lệnh. Lục Lâm Thiên híp mắt, khu vực hài cốt thật không đơn giản, nhưng sát khí của trăm vạn tàn hồn đều xâm nhập thân thể hắn, xem như vô ý tiện nghi cho người khác, khiến bọn họ giảm đi không ít phiền toái. Chúng ta đi. Nhìn thấy người đi phía trước không còn xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, Lục Lâm Thiên phất tay ra dấu, khí xoáy chợt lóe, thân ảnh cấp tốc bay ra. Suy suy, từng đạo thân ảnh xuyên qua khu vực hài cốt nhanh như chớp, sau đó chậm lại tốc độ, cuối cùng rơi xuống phía trước kiến trúc khổng lồ chừng vài trăm thước bên ngoài. Lúc này đứng trước kiến trúc khổng lồ, liếc mắt nhìn lại giống như xuyên thẳng bầu trời, chỉ sợ diện tích phải trên vạn thước, cả kiến trúc thật u ám, màu xanh, giống như tháp nhọn, một cỗ chân khí hùng hậu lan tràn, kiến trúc lẳng lặng đứng trên núi xương trắng khiến lòng người sản sinh áp lực. Lúc này Lục Lâm Thiên đã rơi xuống quảng trường, nhìn chằm chằm kiến trúc màu xanh thật lớn trước mắt, không nhịn được than khẽ, nơi này thật sự quá lớn, nếu Huyền Thiên môn tạo được kiến trúc như thế, như vậy bí cảnh sẽ ở bên trong, bảo tàng cũng sẽ phong phú, bằng không Huyền Thiên môn không cần phiền toái như vậy. Không ít cường giả lục tục hạ xuống quảng trường, đại bộ phận lựa chọn đứng về phía sau, dù sao nếu không có thực lực tuyệt đối, tự nhiên không ai dại dột làm chim đầu đàn, tự mình dấn thân vào nguy hiểm. Kiến trúc trước mặt giống như kim tự tháp, nhưng lớn hơn rất nhiều, bên trên có một cổng lớn khổng lồ, không biết do chất liệu gì kiến tạo, có vẻ dày nặng vô cùng, Lục Lâm Thiên đột nhiên có cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Lúc này mọi người không vội, mà Lục Lâm Thiên cũng không gấp, đứng bên cạnh Vân Tiếu Thiên chờ đợi, mặc dù muốn sớm tiến vào bên trong, nhưng phải xem vận khí, Lục Lâm Thiên hiểu được người xông vào đầu tiên cơ hội lớn nhất, nhưng nguy hiểm cũng lớn nhất, huống chi cho dù chiếm được cơ hội lớn. Cuối cùng có đạt được hay không thì lại là chuyện khác. Nhưng vào lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác được có ánh mắt nhìn qua, ánh mắt mang theo lạnh ý, nhất thời nhíu mày nhìn lại. Gia Cát Tử Vân. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lại là Gia Cát Tử Vân, người này luôn có địch ý với hắn. Lục Lâm Thiên khẳng định nếu có cơ hội chỉ sợ người này sẽ hạ độc thủ với mình, nhưng với thực lực hiện tại của mình, không cần quá bận tâm người kia, nhưng Lan Lăng Sơn Trang cũng là một chướng ngại. Xoay chuyển ánh mắt, Lục Lâm Thiên lại cảm giác có ánh mắt khác cách đó không xa đang quan sát hắn, nhìn qua bên kia, chủ nhân ánh mắt lại là nữ tử đi cùng Lam Thập Tam, tuy nhìn không thấy khuôn mặt nàng nhưng hình dáng của nàng lại cực kỳ mê người. Xuất phát từ lễ phép, Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu chào, không ngờ nàng cũng gật đầu đáp lại. Mọi người nhìn chăm chú về phía trước, không ai lên tiếng, người của bốn đại sơn môn sắc mặt có chút ngưng trọng, quan sát thực lực những người có mặt, cường giả thật không ít. Mà Huyền Thiên bí cảnh là bảo tàng mà bốn đại sơn môn nhất định phải lấy được, nơi này nằm trong cổ vực, nếu không lấy được chỉ sợ trở ngại mặt mũi, nhưng lúc này không cho người khác đi vào chính là Upsilon nhiều người tức giận, nói không chừng sẽ bị người vây công, tuy bốn đại sơn môn đang ở trong địa bàn của mình nên không quá sợ hãi. Nhưng đối phương cũng không dễ trêu chọc. Rốt cục lại có người không nhẫn nhịn được đi tới chỗ kiến trúc khổng lồ, những người kia là tán tu thực lực vũ xuất bát trọng. Những tán tu đều hiểu được bản thân không tranh nổi với các thế lực lớn, chỉ có thể ra tay trước, có lẽ còn tìm được chút cơ hội. Vào thời điểm như vậy tự nhiên không ai đi ngăn cản bọn họ, vài người chậm rãi bước trên quảng trường, từ từ đi về hướng kiến trúc. Vài người này cũng không phải người sơ sẩy, họ cực kỳ cẩn thận, mỗi bước đều tính toán thật lâu. Cẩn thận, đừng va chạm vào đại trận. Nữ tử đứng bên cạnh Lam Thập Tam nhất thời quát lớn một tiếng. Vài người nhất thời dừng bước, nghi hoặc nhìn về hướng nữ tử. Oanh long long. Nghe được tiếng hô của nữ tử, ban đầu mọi người còn chưa cảm giác được điều gì, đột nhiên cảm nhận được mặt đất rung động, sau đó là tiếng gầm rú thật lớn, giống như trời sụp đất nứt, cả quảng trường bỗng nhiên biến thành vật sống, không ngừng chao đảo lắc lư, mặt đất nứt nẻ, đem vài tán tu dọa một thân mồ hôi lạnh, cuống quýt tránh né. Cẩn thận, còn có trận pháp. Lữ Chính Cường quát lớn một tiếng. Oanh long long. Mặt đất lại rung chuyển, nhưng lúc này kiến trúc khổng lồ cũng chao đảo, ngay khi mọi người định thối lui, cánh cửa lớn trên kiến trúc mở ra. Hô! Một cỗ chân khí tang thương cổ xưa quanh quẩn, hết thảy liền yên tĩnh trở lại, cửa lớn cao 10 trượng rộng 10 trượng mở ra, lộ một mảnh không gian u ám bên trong, tựa hồ đang kêu gọi mọi người tiến vào. Không phải trận pháp sao? Không ít người cau mày, vô cùng nghi hoặc. Gì? Nữ tử cũng kinh nghi một tiếng, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Không có trận pháp, xông lên a.
giờ phút này nhìn thấy phía trước cũng không có trận pháp, thật nhiều tán tu không còn nhẫn nhịn được, linh lực tràn ra, cấp tốc lao về hướng cửa đá. Đi thôi. Gia Cát Tây Phong cùng Đồng Quy Tinh nháy mắt bay lên. Lâm Thiên, ngươi cẩn thận một chút. Lữ Chính Cường nói một câu, dứt lời liền hộ tống người của Linh Thiên Môn lao đi. Chúng ta cũng đi thôi. Vân Tiếu Thiên nói, ý bảo Lục Lâm Thiên có thể đi vào, không gian chợt nhoáng lên, thân ảnh hắn đã biến mất ngay tại chỗ. Đi thôi. Lục Lâm Thiên nhìn thấy không ít người an toàn đi vào cửa lớn, khẽ híp mắt, cũng gọi người của Phi Linh Môn đuổi theo. Thân ảnh Lục Lâm Thiên tiến về phía trước, mà Tiểu Long đứng trên vai hắn, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh, Bạch Linh cùng Huyết Mị theo sát bên người hắn. Thuận lợi vượt qua cửa, trong lòng Lục Lâm Thiên có chút ngoài dự liệu, trực tiếp tiến vào bên trong kiến trúc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ chân khí nồng hậu áp không tràn tới, diện tích bên trong ngày càng rộng lớn, khí tức tang thương tràn ngập khắp không gian. Ngay lập tức Lục Lâm Thiên liền phát hiện đó là một căn phòng khổng lồ, trần nhà cực cao, vách đá khắc không ít bí văn, chung quanh có không ít minh châu tản ra ánh sáng không khác gì giữa ban ngày, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm. Ánh mắt đảo qua, Lục Lâm Thiên đi tới bên cạnh nhóm người Lữ Chính Cường, liếc nhìn chung quanh, ngoại trừ một đại đỉnh lớn ba chân giữa trung ương, nơi này không còn vật nào khác. Hơn 2.000 người vào nơi này nhưng vẫn không hề có cảm giác chật hẹp chút nào. Lúc này người của bốn đại sơn môn đều đi quanh xem xét, ai cũng đoán ra được nơi này còn có thông đạo khác. Mà lúc này mọi người tập trung một chỗ, dù là kẻ thù cũng như có ăn ý, không ra tay công kích đối phương, hết thảy đều lấy bí cảnh làm trọng. Tìm kiếm một lát ai cũng buồn bực, tựa hồ không phát hiện được vật gì, mà người của Phi Linh Môn đều quay về bên người Lục Lâm Thiên, toàn bộ đều cau mày, ngoại trừ Thiên Độc Yêu Long cùng Thiên La Viêm Võng Tả Thiên Khung. Lục Lâm Thiên không sốt ruột tìm kiếm, mà đánh giá thực lực của những người ở đây, người của bốn đại sơn môn cùng Phi Linh Môn, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc xem như thực lực nhất phương, ở mặt ngoài mà xem cũng là thực lực cực mạnh nhất. Mà hai người cùng xuất ra chìa khóa như hắn không ngoài ý muốn đều có thế lực đi theo bên người, theo chân khí nhìn lại tuyệt đối là không kém. Mặt khác còn có đại bộ phận tán tu cùng một ít tiểu thế lực, nếu họ hội tụ tuyệt đối không kém, nhưng phân tán ra tự nhiên không thể đối kháng với những thế lực khác. Cuối cùng là nhóm người của Lam Thập Tam, thế lực này thật không yếu. Mà nhạc phụ Vân Tiếu Thiên dùng thân phận phong sát đi tới đây, chỉ sợ những sơn môn ngoài bốn đại sơn môn đều xen lẫn bên trong, nhìn dáng vẻ rất khó trêu chọc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, chỉ sợ những người có thân phận bí mật thật không ít, đều là nhân vật quan trọng trong đại lục, bây giờ nhìn lại hết thảy cực kỳ bình thản, nhưng một khi có chuyện phát sinh, hỗn chiến sẽ cực kỳ khủng bố. Lúc này mọi người thất vọng dừng việc tìm kiếm, nhóm người Lữ Chính Cường đều tụ tập như đang nghị luận chuyện gì. Mà lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên chợt lóe, thân ảnh nhoáng lên, tìm kiếm khắp chung quanh, cuối cùng rơi xuống bên đại đỉnh giữa trung ương. Đại đỉnh được điêu khắc từ nham thạch lớn, bên trên có đồ án thú văn thật sống động, mà mục tiêu của Lục Lâm Thiên chính là bên dưới chân đại đỉnh. Cẩn thận sờ soạng qua một lần, Lục Lâm Thiên vẫn chưa phát hiện được gì, đại đỉnh đột ngột xuất hiện ở nơi này, làm cho hắn có cảm giác thật kỳ quái. Suy, một thân ảnh cũng rơi xuống bên cạnh đại đỉnh cẩn thận tìm kiếm, chính là nữ tử che mặt, hai người cùng tìm tòi, suýt nữa đã va chạm vào nhau, hai người đều ngẩng đầu, sau đó lại gật đầu chào nhau, lách người đi qua. Cẩn thận kiểm tra một lúc, Lục Lâm Thiên thất vọng thở dài một hơi, quay lại bên nhóm đệ tử Phi Linh Môn. Nữ tử kia cũng quay lại bên người Lam Thập Tam, cũng không ai chú ý tới hành động của hai người. Ngay lúc Lục Lâm Thiên đang tìm kiếm đại đỉnh, nữ tử quần đỏ, nam tử đeo mặt nạ cùng người của bốn đại sơn môn đều lướt nhìn qua động tác của hắn, mãi tới khi hắn không có phát hiện quay lại chỗ đứng của Phi Linh Môn mà ánh mắt họ vẫn không rời đi, tựa hồ không ít người đều có hứng thú đối với hắn. Trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động, mọi người không ai tìm được địa phương nào đặc biệt, nhưng đều đang chờ đợi người khác có phát hiện, không ai định rời đi. Mẹ nó, đây là địa phương quỷ quái gì, sao không phát hiện được gì cả? Thiên Độc Yêu Long bực mình nói. Độc Long huynh không cần sốt ruột, tính tọa một chút là được rồi. Lục Lâm Thiên nói. Tầng thứ nhất tinh nguyệt đại trận chỉ có 7 ngày thời gian sẽ khôi phục, dọc theo đường đi chúng ta đã chậm trễ 4 ngày, chúng ta chỉ còn lại 3 ngày ở trong này mà thôi. Bạch Oánh nói. Hay là chúng ta đem thứ này ném đi, nhìn xem có phát hiện gì hay không?
Thanh Hỏa lão quỷ âm dương quái khí nói. Theo ta xem trực tiếp lật ngược nó đi thôi. Ánh mắt Ngô Dũng trầm xuống nói. Để ta nhìn lại xem sao. Thiên độc yêu long khoanh tay đứng thẳng, nhưng lại không thể đứng yên, lại đi về phía trước tiếp tục tìm kiếm. Ta cũng đi xem. Ngô Dũng híp mắt, liền đi theo, lại có không ít người chưa từ bỏ ý định, tiếp tục tiến lên tìm kiếm. Nhưng lại không ai có phát hiện. Ngô Dung, người có ý gì, ngăn trở đường đi của lão phu, người cố ý phải không? Nhưng đúng ngay lúc này vang lên tiếng hét lớn. Triệu Thanh Miễn, người không nhìn thấy ta đang ở chỗ này sao, người tốt nhất tránh ra cho ta, đừng tới đây. Mọi người đều đưa mắt nhìn qua, không biết vì sao lại có hai người giằng co với nhau, trong đó có Ngô Dũng. Lục Lâm Thiên nhìn qua, người tranh cãi là một trưởng lão của Ma Tâm Cốc, Vũ Xuất Cửu Trọng, khoảng hơn 50 tuổi, quanh thân mang theo cỗ chân khí âm lệ, phỏng chừng không phải người hiền lành. Vừa rồi Lục Lâm Thiên chưa kịp chú ý, nhưng hắn vẫn biết khi hai người kia đang cúi đầu kiểm tra đã đụng vào đối phương, vì vậy mới gây ra tranh cãi, mà hai người kia tựa hồ có nhận thức, còn có chút ân oán từ trước. Ngô Dũng, ngươi đừng tưởng rằng gia nhập Phi Linh Môn thì giỏi lắm, ngươi đừng quên, trước kia ngươi nhìn thấy lão phu còn trốn nhanh hơn con thỏ. Triệu Thanh Miễn lạnh lùng trừng mắt nhìn Ngô Dũng. Hừ, Triệu Thanh Miễn, ngươi đừng đem chuyện trước kia ra nói. Nếu không phục chúng ta thử xem. Ánh mắt Ngô Dũng lạnh lẽo, trước kia hắn là tán tu, thực lực không đủ, không thể trêu vào người này, nhưng bây giờ thì sao, hiện tại có động thủ cũng không có gì e ngại. Ngô Dũng, đừng tưởng rằng ngươi đột phá tới Vũ Xuất Cửu Trọng thì có thể đối kháng lão phu, nên nhớ tu vi đồng cấp cũng phân chia thực lực cao thấp. Triệu Thanh Miễn quát, nhiều lời làm gì, cút xa cho bổn vương, bằng không phế đi ngươi. Thiên độc yêu long cũng không phải người sợ phiền phức, với thực lực của hắn cũng không đem Triệu Thanh Miễn xem vào trong mắt. Hừ, Phi Linh Môn muốn lấy nhiều khi ít sao. Ánh mắt Đảng Vạn Lâm trầm xuống, lập tức đi tới, hắn biết thiên độc yêu long không dễ trêu chọc. Buồn cười, đối phó các ngươi cần lấy nhiều khi ít sao, Phi. Ánh mắt thiên độc yêu long lạnh lùng, long tu run lên, nói. Nếu ngươi không phục, bổn vương một mình đấu với ngươi. Hừ, yêu thú thất giai, nơi này là địa bàn của nhân loại, không phải tổ yêu lâm. Đảng Vạn Lâm là Vũ Vương Tam Trọng, cũng biết thân phận thiên độc yêu long, trong lòng hắn vốn không muốn trêu chọc Phi Linh Môn, nhưng lúc này xuống đài không được nên cũng đành bất đắc dĩ. Hừ, khẩu khí của đảng cốc chủ tựa hồ có chút bất mãn Phi Linh Môn chúng ta a, ta xem các người mới là người muốn lấy nhiều khi ít đi, chẳng lẽ cho rằng Phi Linh Môn dễ nói chuyện hay sao? Một thanh âm lạnh lùng truyền tới. Lục Lâm Thiên chậm rãi đi qua, sau lưng là nhóm cường giả Phi Linh Môn sắc mặt đằng đằng sát khí. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm đối phương, người kia còn gầy hơn Thanh Hỏa lão quỷ, thân hình thật cao, mặc trường bào nhìn qua chẳng khác gì giá phơi áo, mà hắn không có ấn tượng tốt gì với Ma Tâm Cốc, lúc này lấy thực lực Phi Linh Môn cũng không cần bận tâm bọn họ. Lục trưởng môn, là người của Phi Linh Môn các ngươi gây chuyện trước. Ánh mắt Triệu Thanh Miễn trầm xuống. Nhìn chằm chằm nhóm người Phi Linh Môn, ánh mắt có chút biến hóa, thậm chí sắc mặt Đảng Vạn Lâm cũng khó xem. Hừ, không lớn không nhỏ, ta đang nói chuyện với trưởng môn của ngươi, khi nào tới lượt ngươi nói xen vào, ta chờ đảng cốc chủ dạy ngươi quy củ đi. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, lãnh ý tràn ra. Vừa dứt lời, hắn bước tới một bước, chân khí trào ra, dưới chân lan tràn khe nứt, khí xoáy chợt lóe, liền hóa thành thanh ảnh lao thẳng về hướng Triệu Thanh Miễn. Lục trưởng môn, người trong bổn môn không cần phiền ngươi. Đảng Vạn Lâm quát một tiếng, sắc mặt trầm xuống, thân ảnh lóe ra, nháy mắt lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Hừ, người cút ngay cho ta đi. Thiên độc yêu long quát lớn một tiếng, hắc mang chợt lóe, yêu nguyên run lên, quyền ấn ầm ầm oanh kích bay ra, không gian trực tiếp vặn vẹo, khí thế cuồng bạo nhất thời lan tràn. Sắc mặt Đảng Vạn Lâm đại biến, ánh mắt lạnh lùng, chảo ấn vặn vẹo không gian chộp tới. Hắn cũng không e ngại thiên độc yêu long. Một quyền một chảo như tia chớp va chạm vào nhau, nhất thời không gian run lên, sau đó là một tiếng nổ tung. Phanh! Thanh âm nổ tung trầm đục, không gian ba văn trực tiếp sụp đổ, mặc dù thực lực của thiên độc yêu long chưa tới thất giai trung kỳ, nhưng có thể đối kháng Vũ Vương Tam Trọng. Mặt đất nổ tung, hóa thành mảnh nhỏ, thậm chí bị chấn thành cho tàn. Đúng ngay lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên đã lao tới trước người Triệu Thanh Miễn. Tốc độ nhanh như quỷ mị làm Triệu Thanh Miễn cơ hồ không kịp phản ứng,
cảm giác được Lục Lâm Thiên đứng trước mặt mình, nhất thời hoảng hốt. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống, tự nhiên không cam tâm chịu thua, chân khí tràn ra, thân ảnh bật lui, nhưng tốc độ không phải đối thủ của Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy mình không thể tránh khỏi, ánh mắt Triệu Thanh Miễn lạnh lẽo, chân khí run lên, trong tay xuất hiện một thanh trường đao, bám theo kình khí hoàng mang, nhất thời đao mang khuếch tán nháy mắt chém thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên đứng nguyên tại chỗ, nhìn chằm chằm phía trước, giống như không hề để ý một đao đang đánh xuống, mà những người xung quanh nhìn thấy dáng vẻ của hắn không khỏi có chút khinh thường, Lục Lâm Thiên này không khỏi quá cuồng vọng, thực lực Triệu Thanh Miễn đã tới vũ xuất cửu trọng, tuyệt đối không phải kẻ yếu, nhưng hắn lại không quan tâm, chỉ sợ sẽ nếm thiệt thòi. Hừ, nhìn thấy thái độ của Lục Lâm Thiên, Gia Cát Tử Vân lạnh lùng hừ một tiếng. Không có ai có ý tứ xen vào, mà Vân Tiếu Thiên chỉ khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên. Đúng ngay lúc này khi đao mang sắp bổ vào mặt Lục Lâm Thiên, một đao kia giống như bị đông cứng lại, đột nhiên bất động. Ánh mắt mọi người cả kinh, lập tức nhìn chằm chằm, chỉ thấy quanh thân Lục Lâm Thiên hiện lên một hoàng mang không gian đường kính chừng 7-8 thước, đao mang nháy mắt biến mất, mà một đao vô cùng hung hãn của Triệu Thanh Miễn cứ như vậy trống rỗng tiêu thất. Vốn chỉ muốn thay mặt đảng cốc chủ dạy ngươi quy củ, ai biết ngươi dám ra tay với bổn công tử, vậy phải tiêu diệt ngươi. Dứt lời, thân hình Lục Lâm Thiên nhoáng lên, cũng không thấy có động tác, nháy mắt biến thành tàn ảnh, một đạo trưởng ấn đánh ra, kình khí bén nhọn nhất thời vang lên chói tai, một mảnh trưởng ấn tàn ảnh lập tức bay tới. Cảm nhận được kình khí khủng bố, đồng tử Triệu Thanh Miễn co rút lại, khuôn mặt hiện vẻ hoảng sợ, bản thân hắn rơi vào trong hoàng mang quỷ dị của đối phương, thân bất do kỷ, giống như lâm vào trong vũng bùn, giãy giụa thế nào cũng không thể thoát thân. Hoàng mang trưởng ấn mang theo kình khí khủng bố đột nhiên hiện lên trước mắt Triệu Thanh Miễn, những nơi trưởng ấn đi qua không gian đều dao động, thanh âm gió rít chói tai như tiếng sấm rền vang lên bên tai không dứt. Sàn nhà bắt đầu rạn nứt, vô số khe hở như mạng nhện lan tràn khắp nơi. Vũ xuất cửu trọng. Giờ phút này Lục Lâm Thiên phóng thích chân khí chính là vũ xuất cửu trọng, nhất thời nhóm người Lữ Chính Cường đều kinh ngạc, mà ánh mắt Vân Thiếu Thiên đều ngẩn ra, nhóm người Đông Vô Mệnh đều trợn mắt há hốc mồm. Rốt cục trưởng ấn vỗ lên người Triệu Thanh Miễn, tàn ảnh trùng điệp, uy thế tăng nhiều. Oanh! Trưởng ấn nặng nề vỗ xuống, một thanh âm trầm đục vang lên thật lớn, mặt đất dưới chân Triệu Thanh Miễn chấn thành bụi phấn, khe nứt lan tràn như mạng nhện, ngay sau đó thân thể Triệu Thanh Miễn bị đánh bay, phun ra ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống trượt dài trên mặt đất hơn 10 thước mới ngừng lại. Lúc này mọi người không khó nhìn ra Triệu Thanh Miễn đã hoàn toàn mất đi sinh cơ, trực tiếp bị một trưởng đánh chết. Giờ khắc này mọi người hoảng sợ, một vũ xuất cửu trọng lại bị một chiêu đánh chết, ai cũng là cường giả, tự nhiên thấy rõ ràng. Không ai nghĩ tới Lục Lâm Thiên dùng loại thủ đoạn cường hãn như vậy đánh chết Triệu Thanh Miễn ngay tại chỗ, làm không ít người hít sâu một hơi, thậm chí đệ tử Phi Linh Môn đều nuốt nước bọt, thực lực của trưởng môn tựa hồ càng mạnh hơn không ít. Sau khi nhìn thấy một màn này, ánh mắt mọi người nhìn Lục Lâm Thiên mang theo vẻ phức tạp khó hiểu, với độ tuổi như vậy đã là vũ xuất cửu trọng. Còn là võ giả năm hệ, chỉ sợ toàn bộ thanh niên đồng lứa trên đại lục đã không còn vài người là đối thủ của hắn, xem như đã là người nổi bật trong giới trẻ tuổi. Thật mạnh! Không ít tán tu lẩm bẩm, thần sắc kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới là loại kết quả này, một vũ xuất cửu trọng chỉ dùng một chiêu đã bị đánh chết. Lữ Chính Cường cùng Lư Khâu Mỹ Vi khẽ híp mắt, mà Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh cùng Gia Cát Tây Phong đều giật mình, ánh mắt Gia Cát Tử Vân càng thêm âm trầm. Vân Tiếu Thiên không nói gì, nhưng có thể thấy được hắn thoáng lặng người, thực lực Lục Lâm Thiên đã vượt ngoài ý liệu của hắn. Người này đã tiến bộ hơn không ít, vũ xuất cửu trọng, chẳng lẽ hắn lại chiếm được cơ duyên gì hay sao? Bạch Oánh nhíu mày, sau thoáng kinh ngạc liền lộ nụ cười. Gì? Lam Thập Tam kinh dị hô một tiếng, hơn 10 ngày trước hắn mới giao thủ cùng Lục Lâm Thiên, khi đó Lục Lâm Thiên mới có tu vi vũ xuất thất trọng, lúc này đã lên cửu trọng. Mới 10 ngày thời gian đã đột phá nhanh như vậy, đánh chết hắn cũng không tin tưởng. Nguyên lai khi giao thủ với ta, hắn còn che giấu thực lực. Ánh mắt Lam Thập Tam híp lại, trong mắt xuất hiện chiến ý, nguyên lai đối phương chưa dùng toàn lực, chỉ thấy một chiêu vừa rồi của đối phương đã biết hắn có được thực lực đối chiến với mình. Ngươi nói rất đúng, hắn không dùng toàn lực. Lam Thập Tam nói, cũng vượt ngoài ý liệu của chúng ta, người này tuyệt đối là kình địch của chúng ta. Nữ tử nói, thiên phú biến thái, vũ
Ngũ xuất cửu trọng đã có thể lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính đối địch, chân khí hùng hậu, tuyệt đối tu luyện được căn cơ vững chắc. Một lão giả lạ mặt đứng sau lưng nữ tử quần đỏ, ánh mắt cực kỳ kinh hãi nói. Đích thật là rất mạnh, Lục Lâm Thiên đúng là danh bất hư truyền, trong những đệ tử trẻ tuổi chỉ sợ không mấy người có thể đối kháng với hắn. Nữ tử quần đỏ thấp giọng nói. Muốn đối kháng Lục Lâm Thiên, chỉ sợ chỉ có kẻ biến thái mới làm được. Lão giả nói nhỏ. Lục Lâm Thiên, ngươi xuống tay thật độc ác, mà Tâm Cốc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đảng Vãn Lâm kinh hãi, sau một lát mới kịp phản ứng, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, lãnh ý lan tràn, hành động của Lục Lâm Thiên hoàn toàn không đem Ma Tâm Cốc đặt ở trong mắt, nếu hôm nay hắn không đòi lại công đạo, chỉ sợ ngày sau Ma Tâm Cốc biến thành trò cười trong toàn bộ đại lục, tuyệt đối không thể ngẩng đầu. Đảng Vãn Lâm vừa quát lớn, người của Ma Tâm Cốc nhất thời khôi phục lại tinh thần. Tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên. Đảng cốc chủ, người cũng nhìn thấy là hắn động thủ với ta chỉ tùy tiện đánh một trường, không nghĩ tới người của Ma Tâm Cốc lại không đủ thực lực như vậy, chuyện này không liên quan gì tới ta. Lục Lâm Thiên nhún vai, tỏ vẻ vô cùng vô tội. Lục Lâm Thiên, người còn ngụy biện, vừa rồi tất cả mọi người đều nhìn thấy. Đảng Vãn Lâm cả giận nói. Đảng Vãn Lâm, thấy cái gì? Người của các ngươi ra tay với trưởng môn chúng ta, bị đánh chết là tại mình muốn chết, nếu ngươi không phục, vậy một mình đấu là được, nếu vậy để ta đấu với ngươi, muốn quần ẩu sao, người của Phi Linh Môn cũng không e ngại. Đông Vô Mệnh đi tới, âm lệ nhìn chằm chằm Đảng Vãn Lâm, mà đệ tử Phi Linh Môn cũng hung hãn đi qua, bọn họ đều không phải kẻ hiền lành, ánh mắt lạnh lùng tràn ngập sát khí. Mặc dù Đảng Vãn Lâm đang tức giận, nhưng còn chưa đánh mất lý trí. Thực lực của Phi Linh Môn hắn không thể đối kháng, bởi vì bọn họ đều không dễ trêu chọc. Oanh long long. Đúng ngay lúc này, trong không gian truyền ra tiếng vang cổ quái, mọi người ngạc nhiên nhìn xung quanh, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Đại đỉnh động. Có người lớn tiếng kinh ngạc kêu lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới chú ý đại đỉnh bắt đầu xoay tròn, nguyên bản mọi người còn tưởng cửa lớn đang đóng lại, không ngờ là đại đỉnh đang di chuyển. Hiện tại họ mới chứng kiến, khoảnh khắc Lục Lâm Thiên công kích trưởng lão Ma Tâm Cốc, mặt đất nứt nẻ, luôn kéo dài lan tràn tới chân đại đỉnh, vì vậy mới làm cho nó di chuyển. Oanh long long, đại điện khổng lồ chao đảo, có cảm giác như đất rung núi chuyển, nháy mắt trong đại điện phát ra quang mang quỷ dị, tia sáng giống như từ trên đỉnh trực tiếp chiếu xuống. Khi hào quang chiếu tới địa phương mà đại đỉnh vừa chuyển qua, mặt đất bộc phát ra quang mang thần dị. Ba quang mang xuyên toa quang mang trên đỉnh chiếu xuống, nhất thời cả không gian càng chao đảo dữ dội. Oanh long long. Nhưng đúng ngay lúc này, trong đại điện xuất hiện ba cửa đá khổng lồ, ba cửa đá song song hiện ra, bên trong cửa còn có bậc thang hướng lên trên. Nhìn thấy ba cửa đá xuất hiện, mọi người lập tức khẩn trương, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Oanh long long. Lại một tiếng vang thật lớn, cửa lớn ngoài đại điện nháy mắt đóng lại. Sao lại thế này? Có người quát to, cửa vào bị đóng lại, nhất thời làm họ có dự cảm không hay. Đệ tử Phi Linh Môn cẩn thận, ngừng thở. Đông Vô Mệnh truyền âm cho toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn cùng nhóm người Vân Thiếu Thiên. A, à, ngay khi lời của Đông Vô Mệnh vừa dứt, có vài người đứng gần cửa đá đột nhiên kêu thảm một tiếng, lập tức thân thể biến thành màu đen, xuất hiện không ít lỗ máu, máu đen vẫn còn đang nhỏ giọt giống như đang hòa tan. Có kịch độc. Cẩn thận! Là kịch độc vô sắc vô vị, ngừng thở. Kịch độc đột nhiên xuất hiện, cơ hồ ai cũng cảm thấy bất an, thật khó ứng phó. A, à, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, có thêm hơn 10 võ giả thực lực bình thường chúng độc bỏ mình. Trong Vân Dương Tông, mọi người lập tức thối lui, không ít người dùng ánh mắt cảm tạ Đông Vô Mệnh, mặc dù độc khí cũng không dễ dàng thương tổn bọn họ, nhưng Đông Vô Mệnh thông chi làm họ làm sẵn chuẩn bị, tự nhiên trong lòng có cảm kích. Nghe nói trong Huyền Thiên Môn năm xưa có một cao thủ dụng độc, có thể là do hắn gây nên. Vân Thiếu Thiên nói. Mọi người chú ý, ngừng thở. Lúc này người cầm đầu các thế lực lớn đều quát lớn. Toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn dựa vào gần ta, độc khí kia còn chưa làm gì được ta. Giờ khắc này người thong dong nhất là Đông Vô Mệnh, mỗi người đều đang cảm thấy bất an, hắn lại rất thản nhiên, nhưng sau khi kiểm tra vẻ mặt cũng an tâm trở lại. Lục Lâm Thiên cũng không dám tự đại, lập tức đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh, mặc dù Tiểu Long không sợ kịch độc, nhưng có lão độc vật, muốn đối phó độc khí sẽ thoải mái hơn.
Vân Tiếu Thiên cũng không khách khí, đi tới bên cạnh Đông Vô Mệnh, mà cường giả Vân Dương Tông cũng nhanh chóng cùng người phi linh môn vây quanh. A! À, tiếng kêu thảm thiết lại truyền tới, có không ít người thực lực không đủ tử vong, tu vi của họ đều là vũ phách, tuy số lượng cực nhỏ nhưng vẫn cố gắng vào được trong đại điện, thực lực thấp nhất đều là vũ tướng, vừa rồi bị nhiễm kịch độc còn có hai vũ xuất. Đông Vô Mệnh kết xuất thủ ấn, một mảnh khói độc màu đen bao phủ phạm vi mấy chục thước, đem người của phi linh môn bao trùm bên trong, nhất thời đã trở nên an toàn. Các thế lực lớn đều thi triển thủ đoạn bảo vệ đệ tử yếu trong môn phái, nơi nơi đều bố trí cương quyển phòng ngự, nhưng không ít tán tu thật thảm, thực lực mạnh một chút còn có thể bảo vệ chính mình, mà yếu ớt chỉ có cái chết, mà một ít người của song đao môn, ma tâm cốc bắt đầu bị kịch độc ăn mòn. Mau vào đi, kịch độc tựa hồ ngày càng nhiều, lưu lại chỉ còn chờ chết, trong ba cửa đá chỉ sợ là có quỷ dị, chúng ta xông vào liều mạng một lần. Một tán tu sắc mặt ngưng trọng nói, ngay lập tức liền có người cắn răng lao về hướng cửa đá, sau đó người khác cũng lựa chọn cửa đá tiến vào. Xông lên a! Nhìn thấy có người đã vào bên trong, những người khác cũng không nhịn được lập tức làm theo. Đám người chậm rãi chạy vào, chân khí linh lực bạo tuôn, thanh thế lớn, bên trong có không ít người bị kịch độc ăn mòn. Chỉ một lát lại có thêm hơn 200 bãi máu loãng xái trên mặt đất. Trưởng môn, độc khí càng lúc càng dày đặc, chỉ sợ ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa. Đông Vô Mệnh nói. Lục Lâm Thiên nhíu mày, cũng đã sớm nhìn thấy sắc mặt Đông Vô Mệnh có chút tái nhợt, như vậy chứng minh kịch độc vô cùng lợi hại. Độc khí ngày càng nồng, Lữ trưởng môn, người có đề nghị gì? Công Tôn Hóa Nhai nhíu mày hỏi, lúc này có không ít tán tu đã xông đi vào. Hắn không muốn bị người nhanh chân tới trước. Ba cửa đá chỉ sợ có chút quỷ dị, chúng ta đi lối nào. Lữ Chính Cường giơ lên quang cầu, một cỗ quang mang chói mắt lan tràn, không ngờ có thể phòng ngự độc khí. Không bằng mọi người phân tán đi vào thế nào? Gia Cát Tây Phong nói. Phân tán đi vào có bị nguy hiểm hay không? Đồng Quy Tinh hỏi. Phân tán đi vào, cơ hội cũng lớn hơn một chút, nhớ kỹ ước định của chúng ta là tốt rồi. Mặc kệ ai được tới thu hoạch, đều phải phân cho các sơn môn một phần. Lữ Chính Cường nói, Linh Thiên Môn đi cùng Phi Linh Môn, Lan Lăng Sơn Trang cùng Song Đao Môn, Bách Linh Tông, Ma Tâm Cốc, Thiên Âm Môn cùng nhau, Hắc Sát Giáo cùng Hóa Vũ Tông, như vậy mọi người không có ý kiến đi. Được, cứ làm như thế. Mọi người không có dị nghị, chia thành ba hướng, xem như công bình, nhưng theo thực lực mà xem Hóa Vũ Tông cùng Hắc Sát Giáo đi cùng một chỗ. Thực lực sẽ mạnh hơn một chút, nhưng mọi việc cũng rất khó hoàn toàn công bình. Siêu siêu. Giờ phút này người đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ đã chia nhau đi vào hai cửa đá. Ta đi cửa thứ nhất. Trong mắt Đồng Quy Tinh lóe tinh quang, nói. Công Tôn Tông Chủ, ý của ngươi đây. Vậy cửa thứ nhất đi. Công Tôn Hóa Nhai không ý kiến, dù sao không ai biết trong cửa có gì, hết thảy chỉ dựa vào vận khí. Siêu siêu. Trong mắt Lục Lâm Thiên vừa nhìn thấy nữ tử xinh đẹp đã đi vào cửa thứ ba. Nhạc phụ, chúng ta cũng đi thôi. Lục Lâm Thiên giãn mày, Lam Thập Tam cùng nữ tử kia không phải người bình thường, họ lựa chọn đi vào cửa thứ ba, mình đi theo có lẽ giảm chút nguy hiểm. Dứt lời Lục Lâm Thiên đi thẳng vào cửa thứ ba, mà Vân Tiếu Thiên cùng cường giả Vân Dương Tông lập tức theo sau, nhóm người Bạch Oánh theo sau đó, nhìn người của Phi Linh Môn, trong mắt Đảng Vạn Lâm hiện lên hận ý. Gia Cát Trang Chủ, ta đi trước, mọi người cẩn thận một chút. Lữ Chính Cường dứt lời, cùng cường giả Linh Thiên Môn đi vào cửa thứ ba. Nhóm người Gia Cát Tây Phong cùng Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc không còn lựa chọn khác, chỉ phải đi vào cửa thứ hai. Lúc này độc khí đã dày đặc, mọi người không còn cách nào đều đi vào cửa đá. Lục Lâm Thiên vừa đi vào, chỉ thấy trong cửa là một bậc thang bằng đá dài 10 trượng, rộng nửa thước, chỉ cao chừng một cước. Bậc thang đi thẳng lên trên, hai bên nhẹ nhàng, mây mù tràn ngập, hết thảy tựa như hư ảo lại như thực sự. Bí cảnh thật dị thường, Huyền Thiên Môn thật sự đại thủ bút. Vân Tiếu Thiên đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn chằm chằm bậc thang lên trên, cực kỳ kinh ngạc, muốn bố trí hết thảy những chuyện này, người bình thường sao có thể làm được. Lâm Thiên, có phải đã có phát hiện gì hay không? Khi Lục Lâm Thiên còn đang đánh giá, Lữ Chính Cường cùng Lư Khâu Mỹ Vi đã đi tới bên người hắn, nhìn thấy Lục Lâm Thiên dẫn đầu vào cửa thứ ba, trong lòng Lữ Chính Cường suy đoán hắn đã phát hiện gì đó. Không có. Lục Lâm Thiên lắc đầu, hắn thật sự không có phát hiện gì.
vậy đi thôi, đừng để người nhanh chân tới trước. Hàn trưởng lão Linh Thiên Môn nói. Chúng ta đi lên, đều cẩn thận một chút. Lữ Chính Cường nhìn chăm chú lên trên, ánh mắt híp lại, thân ảnh nhảy lên, phía trước đã có người đi vào, mọi người cũng thoải mái hơn một chút, gặp nguy hiểm ít nhất là ở phía trước. Mọi người cùng đi lên, ai cũng đề phòng, không ai dám khinh thường. Oanh long long. Ngay lúc mọi người vừa nhảy lên bậc thang, cửa đá ầm ầm đóng lại. Sao lại như vậy? Một đệ tử Phi Linh Môn kinh ngạc lớn tiếng hô, chỉ thấy khi người cuối cùng nhảy lên bậc thang dưới chân lập tức biến mất, giống như chưa từng tồn tại, cứ thế các bậc thang dần dần biến mất, lộ ra vực sâu vạn trượng, đã không còn đường lui. Đi lên, nơi này quỷ dị. Lữ Chính Cường nói, mọi người cùng nhảy lên cao, chỉ một lát chỉ nhìn thấy tàn ảnh, từng thân ảnh gấp rút phóng đi. Lâm Thiên, hình như có chút không đúng. Bạch Linh đột nhiên ngừng lại, nhìn chằm chằm phía trước tựa hồ phát hiện điều gì đó. Cẩn thận! Vân Tiếu Thiên cũng phất tay nói, tâm thần nhìn quanh bốn phía, thần sắc bắt đầu ngưng trọng, tựa hồ đã rình thấy vật gì. Hình như là phong. Lữ Chính Cường nhíu mày lẩm bẩm nói. Ai cũng nghe ra được, tự nhiên là phong, còn là cương phong. Vân Tiếu Thiên liếc mắt nhìn Lữ Chính Cường, tựa hồ cố ý cãi lại hắn. Ai không biết là cương phong, chẳng lẽ ngươi cho rằng là gió xuân hay sao? Lữ Chính Cường liếc mắt nói. Lục Lâm Thiên cười khổ, nếu Lữ Chính Cường biết phong sát chính là Vân Tiếu Thiên, chỉ sợ hai người sẽ lập tức cãi nhau. Lục Lâm Thiên nhướng mày, tinh thần nhìn quanh, phát hiện tiếng gió rít, thanh âm cực kỳ cuồng bạo cùng sắc bén. Hô hô! Vào lúc này trong mây mù hai bên bậc thang nổi lên từng trận gió xoáy thật lớn, vô cùng sắc bén. Phía trên tựa hồ có người chưa kịp chuẩn bị nên bị quét trúng, nhất thời phát ra tiếng hét đau đớn. A! À, vài thân ảnh bị gió xoáy đảo qua, nhất thời giống như bị dao nhỏ cắt trúng, lộ ra vết thương sâu tận xương, máu tươi tràn ra. Suy suy! Người của Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông cùng Phi Linh Môn đã sớm nghe lời nhắc nhở bố trí hộ thân cương quyển, cơn gió quét tới, không ngừng trốn tránh, hiểm hiểm tránh được đợt công kích thứ nhất, nhưng cũng có không ít người luống cuống tay chân. Hô hô, mây mù hai bên giờ phút này sôi trào cuồn cuộn, vô số gió xoáy hiện ra, không ngừng hội tụ, mỗi trận gió đều đủ xé rách không gian ba văn, mang theo chân khí phong hệ bàng bạc bén nhọn. Ngay khi gió xoáy thổi ngược trở lại, Lục Lâm Thiên lập tức khởi động thanh linh khải giáp, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không xong, hơn nữa ngăn cản cũng cố hết sức. A, à, vài đệ tử thực lực thấp của Phi Linh Môn bị gió xoáy đảo qua, thân thể bị chia thành mảnh nhỏ. Đều dựa vào gần ta. Bạch oánh quát một tiếng, thủ ấn kết xuất, đem những đệ tử thực lực thấp bảo hộ bên trong, nhưng nàng càng cố sức không ít, cũng may nhóm người đông vô mệnh lập tức ra tay giúp đỡ nàng phòng ngự cho đệ tử bổn môn. A, à, ở bậc thang phía trên, vào lúc này truyền ra tiếng hô thảm thiết liên tục, dưới cơn gió xoáy khủng bố, tu vi vũ xuất cũng bị xé vỡ cương quyển phòng ngự bị trọng thương, thực lực thấp bị trực tiếp đánh chết. Mọi người cẩn thận, chúng ta đi lên. Lữ Chính Cường quát, tựa hồ cũng biết bên trong cửa đá sẽ không được thuận lợi. Mọi người chống đỡ gió xoáy đi thẳng lên trên, bên tai vang lên tiếng kêu thảm không dứt, trong lòng hít sâu hơi lạnh, nơi này đúng là mỗi bước mạo hiểm vô cùng. Hiu hiu! Ngay lúc mọi người còn đang chật vật đối phó gió xoáy uy hiếp, hai bên mây mù đột nhiên vọt ra vô số dây mây, trên dây mây mang theo kình phong sắc bén giống như mũi tên nhọn phá không xuyên ra. Kình phong tàn sát bừa bãi. Dây mây xuyên toa, cương quyển hộ thân của vũ xuất bình thường bị công kích vài lần liền phá nát. A, à, giữa tiếng kêu gào thê thảm, không ít người bị xuyên thủng, thậm chí hai đệ tử Linh Thiên Môn cũng rơi xuống, mà đệ tử Phi Linh Môn dù được cường giả bảo hộ cũng có vài người bị đánh chết. Cứ như thế một đường đầy vết máu, cũng không biết bậc thang cao bao nhiêu, sau một lát lại xuất hiện biến cố. Hô hô, hai bên mây mù nhất thời vọt ra hỏa diễm ngập trời. Hỏa diễm bao phủ không gian vài chục trượng, không gian bị thiêu đốt tới vặn vẹo. Ngọn lửa thật mạnh, quanh thân Lục Lâm Thiên cũng khởi động cương quyển, nhưng vẫn cảm giác được nhiệt khí bức người, hỏa diễm này chỉ sợ đủ làm vũ xuất bị chết cháy, những người tu vi không đủ lại không có người che chở chắp cánh cũng khó tránh khỏi, chỉ có thể bị thiêu đốt thành cho tàn. Đều cẩn thận, thực lực không đủ thì dựa sát nhau phòng ngự. Đông vô mệnh quát to. Trong nhóm tán tu phía trước, lúc này cũng tụ tập lại phòng ngự, nhưng nhờ vậy có thể đối kháng được phần nào. Ca ca,
nhưng sau biển lửa lại giống như rơi vào hầm băng, nhũ băng rậm rạp trống rỗng xuyên ra, tựa như mũi kiếm toát ra hào quang bắn vào tới. Đây rốt cục là địa phương quỷ quái gì, chúng ta còn phải đi bao xa, đã không còn đường lui. Thiên độc yêu long quát to. Đây là ngũ hệ trận pháp, vượt qua được thì lối ra hẳn ở trước mặt. Lục Lâm Thiên nói, địa phương quỷ dị như vậy cũng làm hắn cực kỳ kinh ngạc, trong phi linh môn đã có mười mấy đệ tử chết dọc theo đường đi, cũng may cường giả trong môn không bị tổn thương, nhưng đều tiêu hao thật lớn. Oanh oanh oanh, cẩn thận, có nham thạch. Sau nhũ băng lại là vô số cự thạch đường kính hai thước hỗn độn phá không rơi xuống, ầm ầm va chạm tới. Phanh, hai bên mây mù có vô số nham thạch trực tiếp va chạm lẫn nhau, nhất thời đá vụn bay tung. Không ít người bị nham thạch nện thành thịt vụn. Đã qua năm lần, hẳn đã xông qua ngũ hệ đại trận đi. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng về phía trước, lúc này bậc thang dốc đứng dị thường, bên dưới giống như vực sâu vạn trượng không thấy đáy, hoàn toàn là một phiến hư không. Siêu siêu. Sau dốc đứng, mọi người hiểm hiểm xuyên qua nham thạch va chạm, rốt cục nhìn thấy một cảnh tượng khác. Đó là một quảng trường thật lớn, diện tích lớn vô cùng. Thật khó thể tưởng tượng còn có quảng trường nào lớn tới như thế. Quảng trường giống như nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, ở một mảnh không gian u tối phương xa có cỗ chân khí tang thương lan tràn khuếch tán. Những người còn sống sót đều có chút chật vật, nhìn cảnh tượng phía trước lộ vẻ kinh ngạc. Siêu siêu. Đồng thời một mảnh xé gió truyền tới, mọi người vừa xuất hiện trên quảng trường không lâu, lập tức có hai địa phương rậm rạp thân ảnh nhảy ra, Lục Lâm Thiên nhìn qua. Chính là nam tử đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ, phía sau còn có một nhóm cường giả tán tu thực lực cực mạnh, theo sau là Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh đang hộ tống đệ tử nối đuôi theo sau. Mọi người có vẻ thật chật vật, chân khí có chút rối loạn, tựa hồ đã gặp nguy hiểm thật lớn, không ít người vết thương chồng chất, Lục Lâm Thiên quan sát những người đầu tiên đi vào cửa đá chỉ sợ đã có vài trăm người bị đánh chết. Lúc này mọi người đều nhìn chằm chằm về phía trước. Người của bốn đại sơn môn nhanh chóng hội tụ chung một chỗ, nhìn thấy một màn trước mắt còn chưa kịp chào hỏi đã đưa mắt nhìn quanh bốn phía, nhìn dáng vẻ của những người chung quanh đều biết ai cũng gặp phải nguy hiểm. Oanh long long. Nhưng đúng ngay lúc này, trên quảng trường đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang, tiếng gầm rú vang lên, trung ương quảng trường dần dần vỡ ra một động sâu cực lớn, ban đầu chỉ bằng nắm tay, nhưng tiếng gầm rú không ngừng phát ra, chỉ chốc lát đã biến thành hai thước lớn. Động sâu trực tiếp xuất hiện, phảng phất như muốn người đi vào lòng đất, giờ khắc này một đường trải qua vô số nguy hiểm, hơn nữa còn mất nhiều người, nhìn thấy động sâu xuất hiện, mọi người cơ hồ nhận định bảo tàng của Huyền Thiên Môn đã hiện ra, đáp án cũng sắp có. Ánh mắt Lục Lâm Thiên híp lại, nhìn chằm chằm cửa động, một cỗ chân khí khác thường tràn ra, mà trong lòng hắn lại trầm tư. Ánh mắt đảo qua, Lục Lâm Thiên đưa mắt lướt qua cường giả của Phi Linh Môn. Trong nháy mắt không ai chú ý hắn lặng yên đi về phía trước. Siêu. Cửa động vừa mở rộng, một thân ảnh cấp tốc lướt ra, nháy mắt lao tới động sâu, người kia là một tán tu, theo chân khí mà xem là tu vi vũ xuất cửu trọng. Ngao. Vừa lúc đó trong tay Lục Lâm Thiên hiện lên đạo huyết quang vừa thu liếm, huyết lục xuất hiện, mà giờ khắc này một đạo đao mang nhanh như chớp lướt ra, trực tiếp bổ thẳng tới tán tu kia. Đồng minh bốn đại sơn môn. Còn chờ cái gì? Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, đao mang bổ thẳng vào lưng tán tu. Không gian như bị trực tiếp bổ ra, một cỗ kình khí sắc bén ngập trời lan tràn, cảm thụ được kình khí khủng bố sau lưng, Vũ Xuất xoay người vội vàng thối lui, sắc mặt hoảng hốt, thủ ấn kết xuất, trước mặt hiện lên dao động quỷ dị, một đạo quang mang chói mắt hiện lên, trong quang mang bộc phát ra cỗ gió xoáy cực lớn trực tiếp ngăn cản ngay trước người, dùng cả không gian ba văn làm phòng ngự. Ca ca. Trong tích tắc, đao mang đã đánh xuống, thanh âm nứt vỡ tràn ra, gió xoáy trực tiếp phá vỡ, không gian ba văn tiêu thất, giống như không gian bị bổ ra, tuy thanh âm không lớn, nhưng năng lượng hình thành phong bạo cực kỳ khủng bố, thổi quét giữa không trung, gió lốc đi qua, không gian chấn động. Hưu. Đánh vỡ gió xoáy, một đạo huyết sắc đao mang từ trên không đánh xuống, mục tiêu chính là Vũ Xuất cửu trọng. Giờ phút này đồng tử Vũ Xuất kia khuếch tán. Một đạo huyết sắc đao mang tuôn ra, một giây sau trực tiếp chém vào thân thể hắn, cương quyển hộ thân tức khắc phá nát. Phốc, Vũ Xuất cửu trọng phun ra ngụm máu tươi, thân hình bị bổ thành hai nửa, đao mang quá nhanh, nhanh tới mức lúc thân hình bị chém đứt máu tươi vẫn chưa chảy ra. Dư âm thế đao rơi xuống đất,
nhất thời hóa thành năng lượng đánh vỡ nền đất thành khe nứt lan tràn, một mảnh ánh lửa khởi động, ném ra một dấu vết thật dài trên quảng trường. Đã chết. Tất cả chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, một vũ xuất cửu trong trực tiếp bị một đao bá đạo giết chết, không biết có bao nhiêu người hít sâu một hơi, những người đồng cấp với Lục Lâm Thiên hoàn toàn kinh hãi. Giờ này khắc này ở trước mặt mọi người, Lục Lâm Thiên lại dám ra tay trước, thật ngoài dự liệu của mọi người. Xuống động trước. Đông Vô Mệnh kịp thời phản ứng, mà người của Phi Linh Môn đã nhận được ánh mắt ra hiệu trước đó của Lục Lâm Thiên, trưởng môn vừa ra tay họ lập tức lấy ra binh khí nhanh chóng lao tới cửa động, ra tay trước vẫn hơn, họ đã sớm quen thuộc phong cách hành sự như thế này. Nhanh, bảo vệ cửa động. Trong nháy mắt Lữ Chính Cường thu liễm nụ cười, lãnh ý lan tràn, thời khắc cuối cùng chỉ có cửa động này xuất hiện, mà Huyền Thiên Môn lưu lại hang động kia nhất định không cho người khác nhanh chân tới trước. Cũng không cho phép người khác tiến vào. Ngay khi Lữ Chính Cường lên tiếng, Gia Cát Tây Phong bọn họ nháy mắt ra tay, chân khí linh lực tràn ra, bắt đầu lao về hướng cửa động. Nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, các người muốn độc chiếm sao, nằm mơ. Nữ tử quần đỏ cùng người đeo mặt nạ cơ hồ đồng thời quát lớn, chân khí tràn ra, lao thẳng tới trước. Cút ngay cho ta. Ánh mắt Thiên Độc Yêu Long trầm xuống, yêu nguyên lan tràn xen lẫn kịch độc. Một đường thẳng hướng, không ai muốn ngăn cản hắn, dù là tu vi vũ vương cũng không tùy tiện trêu chọc hắn, với thực lực của hắn hiện tại còn có bản thể cường hãn lẫn kịch độc lợi hại, chỉ sợ vũ vương tam trọng cũng e ngại tránh né. Mà lực công kích của huyết mị cũng cực kỳ lợi hại, một mảnh huyết quang tràn ra, những kẻ chặn đường nháy mắt tử vong, mà Bạch Linh đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên không xa, mỗi khi ra tay đều có người rơi xuống. Mau vào trong động, bảo vệ cửa động. Gia Cát Tây Phong hét lớn một tiếng, chiết phiến biến thành lợi khí giết người, vừa mở ra một mảnh quang mang bén nhọn mạnh mẽ bắn tới, xen lẫn xu thế phá không khiến không gian đều chao đảo. Hừ, Gia Cát Tây Phong, để ta gặp ngươi. Một thân ảnh tiến tới trước người Gia Cát Tây Phong, chính là người đi theo nữ tử quần đỏ, người này ra tay, chảo ấn vặn vẹo không gian rơi xuống, nháy mắt khí tức run lên, ngăn cản đường đi của hắn. Các hạ là ai, không dám dùng mặt thật gặp người. Không sợ đánh mất danh hào hay sao? Ánh mắt Gia Cát Tây Phong trầm xuống, chiết phiến nhanh chóng biến hóa, cắt vỡ không gian chém ra đạo quang hồ vài trăm thước, không gian ba văn chấn thành mảnh nhỏ, sau đó trực tiếp cắt vỡ chảo ấn của đối phương. Vào lúc này người đeo mặt nạ lao tới chỗ cửa động, muốn nhào xuống dưới. Lui ra cho ta, trong cổ vực còn chưa tới phiên thế lực khác nhúng tay. Nhưng vào lúc này một đạo hắc mang nhanh chóng phá không bay ra. Thân ảnh đồng quy tinh xuất hiện, hắc bào run lên, một đạo quang trụ ầm ầm va chạm tới. Đồng quy tinh, nơi này các ngươi cũng không khả năng độc chiếm. Người kia tựa hồ nhận thức đồng quy tinh, quát lạnh một tiếng, nhưng phải quay lưng nghênh chiến. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cả quảng trường đã biến thành hỗn loạn, mục tiêu của mọi người là hang động bên dưới. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, hiện tại hắn cách cửa động không xa, nhưng ai cũng khó tiến thêm một bước. Đã tiến vào chiến đấu hỗn loạn, ai tới gần đều bị ngăn cản. Hừ, các ngươi cũng muốn đi vào, không có cửa đâu. Giờ phút này Lục Lâm Thiên nhìn thấy Tuyệt Linh Vương, Khoái Kiếm Vương cùng Bạch Vạn Tượng đang lao thẳng về hướng cửa động. Ngao! Không có chút do dự, Lục Lâm Thiên vung ra một đạo đao mang nhắm thẳng Khoái Kiếm Vương, ngay sau đó Vân Tiếu Thiên vung mạnh tay áo, một đạo trưởng ấn trực tiếp đẩy lui Tuyệt Linh Vương. Phanh! Tuyệt Linh Vương không phải đối thủ của Vân Tiếu Thiên, trong tiếng nổ trầm thấp thân hình lập tức bị đánh bay, sắc mặt biến thành tái nhợt, thân là linh giả, phòng ngự thân thể không mạnh, huống chi hắn không phải đối thủ của Vân Tiếu Thiên. Oanh! Cùng một lúc một trưởng lão hóa vũ tông đánh ra một quyền đẩy lui Bạch Vạn Tượng, thanh âm nổ tung thật lớn, kinh khí thổi quét thiên không. Ca ca! Đao mang đánh xuống, ánh mắt Khoái Kiếm Vương lạnh lùng, kiếm quang bạo lướt, đao kiếm giao nhau, không gian bị chém vỡ. Huyết lục rít gào, một cỗ phản lực đẩy lui Lục Lâm Thiên khiến khí huyết hắn cuồn cuộn, nhờ có thanh linh khải giáp phòng ngự nên không sao, nhưng hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Vũ Vương nhị trọng. Mau, bảo vệ cửa động. Công Tôn Hóa Nhai hét lớn, vết sẹo trên mặt run lên, chân khí tràn ra làm cả không gian run rẩy, vài người tu vi không yếu nhất thời bị đánh chết trong tay hắn. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn xung quanh, hắn bị Khoái Kiếm Vương đẩy lui, cũng không tiếp tục ra tay. Bởi vì Hàn trưởng lão Linh Thiên Môn đã ngăn cản, lúc này không phải thời gian đối phó Khoái Kiếm Vương. Nhìn thấy cửa động cách đó không xa,
Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khí xoáy dưới chân chợt lóe, thúc dục lên tới cực hạn, lao thẳng về hướng cửa động. Lục Lâm Thiên, chúng ta thử một trận chiến thế nào, không nghĩ tới lúc trước ngươi còn chưa dùng toàn lực, ngươi làm vậy là vũ nhục ta. Lam Thập Tam như quỷ mị ngăn cản trước người Lục Lâm Thiên, sắc mặt nghiêm nghị, thủ ấn bắn ra quang mang chói mắt, trưởng ấn lăng không ầm ầm đánh tới. Lục trưởng môn, ngươi vào trong động trước. Trong nháy mắt lại có một thân ảnh trực tiếp ngăn cản trước người Lục Lâm Thiên, một thân hỏa hồng sắc khải giáp bao phủ, xung quanh còn có hỏa diễm nóng cháy lưu động, nhất thời nhiệt độ không gian đều kéo lên. Lục Lâm Thiên nhíu mày, đó là người của Vân Dương Tông, nhưng không biết là trưởng lão tên gì, theo chân khí mà xem cũng đã tới Vũ Vương, còn không phải là Vũ Vương bình thường. Có trưởng lão Vân Dương Tông ngăn cản, Lục Lâm Thiên không chút do dự, thân ảnh trực tiếp lao thẳng vào cửa động. Lục trưởng môn, ngươi lui ra đi. Một thanh âm yêu kiều vang lên, thân ảnh xinh đẹp nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, chính là nữ tử đi cùng Lam Thập Tam. Cô nương, vậy phải xem ngươi có thực lực đó hay không? Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, huyết lục hiện lên tầng tầng huyết quang, chân khí tử tịch làm người run sợ, chân khí bá đạo không ngừng lan tràn, đao mang chém thẳng xuống, lúc này hắn cũng không có lòng thương hương tiếc ngọc. Lục trưởng môn đúng là không khách khí a. Nữ tử chợt lui, đồng thời một đoàn linh lực quang quyển bao phủ cả người nàng. Hiu hiu. Nữ tử vươn ống tay áo, mềm mại mang theo tiếng xé gió lan tràn, ngay tiếp theo tràn ra cỗ quang mang sáng ngời, hào quang thu liễm hiện ra đoạn kiếm màu bạc, chân khí cổ xưa khuếch tán, đoạn kiếm phân thành hai, thành bốn, nhất thời hóa thành hàng trăm hàng ngàn hội tụ thành lốc xoáy kiếm quang. Quang quyển quanh thân nữ tử chướng lớn, kiếm khí phát ra, không gian run lên, chân khí vô hình làm người vô cùng áp lực, lốc xoáy kiếm quang ngăn cản phía trước đao mang huyết lục chém tới. Ca ca. Cùng một thời gian huyết quang bị đoạn kiếm trộn vỡ biến mất, tựa như bị cự thú cắn nuốt. Hồn khí. Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, đoạn kiếm kia rõ ràng là hồn khí, còn không tầm thường, không kém hơn huyết lục bao nhiêu, dù là hoàng cấp cũng đã tới gần trình tự huyền cấp. Tuy kinh ngạc nhưng hắn không kinh hoàng. Thân ảnh thoáng chuyển, huyết quang bắn ra đánh xuống. Đi! Nữ tử khẽ quát một tiếng, thủ ấn vung lên, mạnh mẽ bay lên cao, thân hình xinh đẹp nhảy múa, lốc xoáy đoạn kiếm thu liếm, hóa thành màu bạc, lại giống như nháy mắt gia tốc, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, thanh thế kinh người cực điểm. Hiu! Chỉ nháy mắt kiếm quang phá không bay xuống, va chạm cùng đao mang của Lục Lâm Thiên. Khoảnh khắc hai đạo công kích va chạm, quang mang chói mắt tán phát. Đặng đặng, trong kình khí ngập trời, thân hình Lục Lâm Thiên bị đẩy lui, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đẩy hắn bật xa, huyết khí cuồn cuộn, một ngụm ngọt lành xông lên cổ họng bị hắn cưỡng chế nuốt xuống, đồng thời một cỗ lực lượng áp chế linh hồn bao phủ khắp chung quanh hắn. Thật mạnh, sắc mặt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, thực lực của nữ tử này còn mạnh hơn Khoái Kiếm Vương, tựa hồ nàng còn chưa dùng toàn lực, khó trách Bạch Linh cũng nói nàng bất phàm. Suy suy. Tiểu Long vẫn đứng trên vai lão đại chưa ra tay, mắt lộ hung quang, nhưng vì Lục Lâm Thiên đã yêu cầu hắn đừng tùy tiện xuất thủ, bằng không hắn đã sớm xông tới. Nữ tử cũng bị đẩy lui, khuôn mặt thay đổi, tựa hồ cực kỳ giật mình với thực lực của Lục Lâm Thiên. Để ta đối phó nàng, ngươi vào động trước. Chẳng biết lúc nào Thiên Độc Yêu Long đã xuất hiện ở gần đó, thân ảnh hắn chợt lóe, yêu nguyên tràn ra, quyền ấn bám theo xu thế xé trời nháy mắt oanh kích thẳng về hướng nữ tử. Thiên Độc Yêu Long thất giai sơ kỳ thật hiếm thấy, nhưng người còn chưa đủ. Một hoàng bào thân ảnh hạ xuống, quyền ấn bám theo thanh thế kinh người va chạm quyền ấn của Thiên Độc Yêu Long, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài mấy chục thước. Mau, đệ tử bốn đại sơn môn bảo vệ cửa động. Lư Khâu Mỹ Vi quát lớn, quanh thân tràn ngập chân khí, tầng tầng không gian ba văn mở ra, ánh mắt lãnh khốc sát ý, Lưu Vân Phi Tụ thi triển, trực tiếp vây khôn hai Vũ Vương không cho chạy thoát. Oanh oanh oanh. Giờ phút này âm bạo vang lên đinh tai nhức óc, cuộc hỗn chiến đã trở nên kịch liệt, nơi nơi đều là Vũ Vương Linh Vương, giữa không trung tùy ý có thể thấy kình khí tàn sát bừa bãi, không gian phá nát. Người của bốn đại sơn môn còn có song đao môn, mà tâm cốc đã hình thành xu thế liên thủ, bắt đầu ngăn cản thế lực khác tới gần cửa động. Nhưng hành động như vậy lập tức bị mọi người vây công, nhưng bốn đại sơn môn liên thủ muốn đột phá trùng vây cũng không dễ dàng. Phải đi vào động trước mới được. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, nhìn thấy nữ tử cũng đang phóng về phía sơn động. Lưu lại cho ta.
không chút do dự, cũng không thể để người nhanh chân tới trước, dưới chân Lục Lâm Thiên lóe sáng bạch mang, như quỷ mị lao thẳng tới trước, một quyền không chút hoa lệ mạnh mẽ oanh xuống. Nữ tử cũng thật không ngờ tốc độ của hắn nhanh như vậy, vội vàng vung tay đón đỡ, một đạo hào quang chói mắt xuất hiện, hội tụ thành quyền ấn đánh vỡ không gian ba văn, nháy mắt va chạm một quyền của Lục Lâm Thiên. Liệt Viêm Quyền. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, quyền ấn mãnh liệt biến hóa, đôi mắt hiện hung quang, nhất thời hỏa diễm bùng phát ra quang mang chói mắt, mang theo chân khí nóng rực. Quyền ấn hóa thành quang ảnh đỏ đậm uyển như tia chớp bạo lướt bay tới, hai đạo quyền ấn đồng thời va chạm vào nhau. Nháy mắt cả không trung như động lại, không gian chao đảo, quang mang tán phát. Một tiếng nổ vang ầm ĩ như sấm sét, vang vọng dựng lên cuối chân trời. Phanh! Năng lượng phong bạo khủng bố nháy mắt thổi quét, trộn vỡ cả phiến không gian. Lúc này hai người đều thi triển công kích bằng bản thể, Lục Lâm Thiên cũng không nếm thiệt thòi, một quyền oanh ra thân ảnh hắn lướt qua nữ tử lao thẳng về hướng cửa động. Phanh! Thân hình nữ tử thoáng lảo đảo, nhanh chóng phi thân tránh né, ánh mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang lao tới sơn động, thân thể mềm mại chợt lóe, nháy mắt đánh tới. Lui ra! Một tiếng quát nhẹ truyền tới. Một đạo trưởng ấn phá không bay ra, linh lực bạo tuôn, đó cũng là một nữ tử linh vương trực tiếp ngăn cản Lục Lâm Thiên. Nhìn thấy trưởng ấn lao thẳng tới nhưng Lục Lâm Thiên cũng không để ý, ngược lại tốc độ càng nhanh hơn. Người đi vào trước, bạch linh phá không lướt qua, quang trụ va chạm thẳng vào linh vương kia. Phanh, trưởng ấn cùng quang trụ nháy mắt bộc phát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, kinh khí cùng yêu nguyên tàn sát bừa bãi, giữa quảng trường giống như sơn băng địa liệt. Mặt đất nứt nẻ, không gian bị trộn vỡ. Đặng đặng, thân hình linh vương bị chấn lùi vài bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng bạch linh cũng không chịu nổi, thân thể mềm mại khựng lại, đồng thời cũng thuận thế lao thẳng vào trong động. Liều mạng, ở cách cửa động chừng hai thước, Lục Lâm Thiên rốt cục xuyên qua cách trở trùng điệp, nhìn chằm chằm cửa động, một cỗ chân khí quỷ dị lan tràn, cửa động nối thẳng dưới lòng đất, bên trong bao phủ sương mù dày đặc. Lục Lâm Thiên cũng không có thời gian do dự, thoáng cắn răng nhảy xuống. Siêu! Trong tích tắc đó, nữ tử nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã vào động, cũng không chút do dự nhảy theo vào. Ngay lúc nàng vừa nhảy vào, thân ảnh Bạch Linh cũng nối đuôi theo sau. Linh Vương mới giao thủ với Bạch Linh nhìn thấy nữ tử đeo khăn lụa đã nhảy vào động, nhất thời muốn nhảy tới. Lui ra cho ta! Vân Tiếu Thiên đã giải khai đám người ngăn cản, thủ ấn kết xuất. Một đạo gió xoáy cực lớn trực tiếp quét ngang, thủ ấn đánh ra đẩy lui linh vương kia. Lục Lâm Thiên trôi nổi trong động, cảm giác có một cỗ hấp lực thật lớn từ đáy động cắn nuốt, thân hình hắn không thể khống chế rơi xuống dưới rất nhanh. Địa phương thật quỷ dị. Chân khí tràn ra, Lục Lâm Thiên khống chế thân thể giảm tốc độ rơi xuống, nhưng hấp lực thật quá lớn, dù hắn đã toàn lực nhưng không cách nào ổn định thân thể của mình, đồng thời hắn ngoài ý muốn phát hiện càng dùng sức thì hấp lực càng lớn. Giống như gió xoáy cắt qua da thịt đau đớn, ngược lại nếu không kháng cự thì hấp lực sẽ càng nhỏ hơn. Hô hô! Đúng ngay lúc này từ bên trên có hai thân ảnh xinh đẹp đồng thời bị kéo xuống. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chính là Bạch Linh cùng nữ tử che mặt, tốc độ của Bạch Linh cực nhanh, căn bản không thể chống cự. Bạch Linh, đừng giãy giụa, càng giãy lực hấp xả càng lớn. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nói, thu liễm chân khí, thu cả thanh linh khải giáp. Ngược lại hấp lực giảm nhiều. Hô! Nghe được tiếng hô của Lục Lâm Thiên, Bạch Linh lập tức thu liễm yêu nguyên, hấp lực liền giảm bớt, nhất thời thân hình rơi song song cùng Lục Lâm Thiên. Suy! Nữ tử cũng nghe được tiếng hô của Lục Lâm Thiên, lập tức thu lại linh lực, cuối cùng trôi nổi thẳng tắp với hai người. Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn nàng, mà nữ tử cũng đề phòng nhìn hắn, nhưng ai cũng hiểu rõ ràng nếu dùng lực chỉ sợ sẽ bị kéo mạnh xuống đáy động. Thu liễm chân khí linh lực khiến thân thể ba người chậm rãi rơi xuống, tựa hồ trong vô hình còn có cỗ lực lượng nâng đỡ ba người. Ba người chia thành hướng tam giác cùng rơi, không biết nơi này sâu bao nhiêu, ba người nhìn đối phương, nhất thời không khí có chút xấu hổ. Đột nhiên thân thể nữ tử vặn vẹo vài cái, khăn lụa che mặt tuột thấp, mà hai người Bạch Linh lập tức cảm giác phách động ngày càng hẹp hòi, hấp lực biến thành lốc xoáy, đem ba người trực tiếp dán chặt vào nhau, trên thân thể khó tránh khỏi tiếp xúc. Lục Lâm Thiên chỉ cảm giác có hai thân hình uyển chuyển mềm mại dán thẳng lên người của mình. Nữ tử tựa hồ muốn tránh thoát, nhưng vách động ngày càng hẹp, nàng càng giãy giụa thì càng dán chặt vào, giữa ba người cơ hồ thiếp chặt gắt gao lẫn nhau.
Ánh mắt Bạch Linh híp lại, thân thể trực tiếp dán lên người Lục Lâm Thiên, mặc dù nàng không nói gì nhưng khẽ cau mày, có vẻ cực kỳ khó chịu, khuôn mặt băng xương hiện lên tia hồng nhuận, đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn. Giờ khắc này chính Lục Lâm Thiên cũng chịu khổ sở, hai thân thể mềm mại dán lên người mà nữ tử che mặt không ngừng vặn vẹo, bộ ngực liên tục ma sát lên cánh tay hắn, ban đầu hắn còn chưa cảm nhận được gì, nhưng sau một lúc dưới bụng lại dâng lên cảm giác khác thường. Oanh oanh oanh! Trên quảng trường đại chiến vẫn diễn ra, mọi người đều liều mạng xông tới cửa động, nhìn thấy đã có người tiến vào bên trong, đại chiến càng trở nên cuồng bạo. Từng đạo công kích không ngừng phát ra, Lam Thập Tam cùng Thiên Độc Yêu Long cũng không liều mạng giao thủ, hai người nhân cơ hội tiến vào trong động, theo sau Vân Thiếu Thiên cũng trấn khai một vũ vương, thả người nhảy vào bên trong. Đệ tử bốn đại sơn môn, bảo vệ cửa động. Lữ Chính Cường quát lớn, lúc này do bốn đại sơn môn cùng Song Đao môn, Ma Tâm Cốc liều mạng ngăn cản, xu thế hình thành vòng vây. Đệ tử Phi Linh môn mau vào, để ta ngăn cản. Đông Vô Mệnh hét lớn một tiếng, tới gần cửa động, thủ ấn cấp tốc kết xuất, một mảng dược phấn muôn màu tung ra, dược phấn vừa xuất ra cả không gian tràn ngập mùi vị khó ngửi. A! À, dược phấn lan tràn, nhất thời có vài vũ xuất liên tục kêu lên thảm thiết, tiếng kêu rên thê thảm chứng minh dược phấn có uy lực thật khủng bố. Chư vị, đây là ngũ độc phấn, nếu chạm phải vũ xuất linh xuất trực tiếp bị mất mạng, cho dù là vũ vương linh vương chạm phải cũng chịu khổ sở, không có 5 năm 3 năm đừng mong thoát khỏi tác dụng phụ của nó, đừng trách ta không nói với chư vị. Đông Vô Mệnh âm lệ cười lạnh nói. Đông Vô Mệnh, người ỷ vào độc công trêu chọc phiền phức mà Phi Linh môn không thể trêu vào. Một lão giả đeo mặt nạ lớn tiếng quát, nhưng rõ ràng có chút e ngại độc phấn của Đông Vô Mệnh. Bổn vương không sợ trời không sợ đất, Phi Linh môn cũng như vậy, không phục thì đi Phi Linh môn xông xáo thử xem. Đông Vô Mệnh lạnh lùng quát, loại uy hiếp như thế hắn không xem vào trong mắt, Phi Linh môn có một vũ tôn một linh tôn chấn thủ, làm sao để ý uy hiếp của người khác, hiện tại dù là tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn nhất trang nhất giao cũng không tùy tiện chạy tới trêu chọc. Đông Vô Mệnh dứt lời, thủ ấn kết xuất, một mảnh độc phấn lại lan tràn phía trước, làm mọi người phải nhượng bộ lui binh. Siêu siêu. Dựa vào độc phấn của Đông Vô Mệnh, người của bốn đại sơn môn nhanh chóng hội tụ cùng nhau, trực tiếp lao về hướng cửa động. Đông Vô Mệnh, tốt lắm, trước kia ta khinh thường dùng độc, nhưng từ giờ trở đi ta sẽ thay đổi cách nhìn, ha ha. Hàn trưởng lão Linh Thiên Môn nhất thời cười to nói. Hàn trưởng lão, lời này của ngươi làm ta không thể phản bác a. Đông Vô Mệnh bất đắc dĩ cười khổ nói. Đông Cung Phụng, có cách nào ngăn cản thêm một lát hay không? Lữ Chính Cường nhìn thấy có người xuyên qua khu vực độc phấn đánh tới, nhất thời nói, cường giả nơi này đều tự có thủ đoạn, không phải ai cũng e ngại kịch độc, luôn sẽ có thủ đoạn khắc chế. Ta tận lực, mọi người đi xuống trước đi, ta vây khốn bọn hắn một lát. Đông Vô Mệnh đáp, thủ ấn đánh ra, khói độc bay đầy trời, bao phủ cả không trung phía trước. Mọi người đi vào. Lữ Chính Cường quát. Mặc dù đã ngăn cản được mọi người, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn vây khốn các cường giả, chỉ sợ không qua bao lâu sẽ có người vượt qua, nhưng đây cũng là cơ hội cho bốn đại sơn môn. Siêu siêu! Mọi người cấp tốc nhảy vào trong động, Đông Vô Mệnh đánh ra thủ ấn cuối cùng, sau khi nhóm người Bạch Oánh nhảy vào cũng nối đuôi theo sau. Suy! Sắc mặt Lữ Chính Cường trầm xuống, kết xuất thủ ấn, ném ra cấm chế cuối cùng ngay cửa động, lúc này mới thả người nhảy xuống. Đáng chết, phá độc phấn cùng độc khí này cho ta. Phanh phanh. Tiếng nổ thật lớn quanh quẩn khắp bốn phía, nhìn thấy người của bốn đại sơn môn đã vào động, những người còn lại đều điên cuồng phá vỡ độc khí cùng độc phấn của Đông Vô Mệnh, tận lực dùng thời gian nhanh nhất quét đi sạch sẽ. Trong tâm tình vui vẻ lẫn bất an, rốt cục Lục Lâm Thiên nhìn thấy bên dưới xuất hiện một đoàn hào quang, hấp lực đột nhiên biến mất, cả ba người trực tiếp rơi thẳng xuống bên dưới. Sức nặng của Lục Lâm Thiên nhiều nhất vì vậy là người đầu tiên rơi xuống mặt đất gập ghềnh, nháy mắt hai thân thể mềm mại rơi lên người hắn, ôn nhu hương rơi vào lòng làm cho hắn cảm giác khổ sở, cũng may thân thể hắn đủ rắn chắc. Bạch Linh cùng nữ tử lập tức đứng dậy tránh sang một bên, không nhìn thấy rõ sắc mặt nữ tử, nhưng trong mắt Bạch Linh lần đầu tiên hiện ra tia khác thường. Lục Lâm Thiên đứng dậy, thu hồi tạp niệm, đánh giá chung quanh, nơi này là một địa phương bình thường, chỉ có cánh cửa đá. Hai bên là vách đá thật dày, ánh sáng ảm đạm, nhưng cửa đá thật lớn. Siêu siêu.
Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang quan sát, bên trên có không ít thân ảnh rơi xuống, người đi đầu là Thiên Độc Yêu Long cùng Lam Thập Tam. Theo sát phía sau là nhóm người Vân Tiếu Thiên, cuối cùng là bốn Đại Sơn Môn, Phi Linh Môn, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc cùng Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông. Lam Thập Tam cùng nhóm Vũ Vương Linh Vương luôn đi theo bên cạnh vừa rơi xuống đất, nhìn thấy nữ tử che mặt lập tức hội tụ cùng nhau. Mà người của bốn Đại Sơn Môn cũng tụ tập một chỗ, Lục Lâm Thiên lướt mắt nhìn qua, sắc mặt trầm xuống, người của Phi Linh Môn bị thương khá nhiều, sắc mặt Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, Tả Thiên Khung đều tái nhợt, Hoa Mãn Lâu còn có tia vết máu, mười mấy vũ tướng tử vong, mà người tu vi vũ phách đều chết hết, vốn còn có hơn 70 người, bây giờ chỉ còn lại hơn 40 người. Lục Lâm Thiên cảm thấy cực kỳ đau lòng, đi vào huyền thiên bí cảnh còn chưa thấy được bảo vật, nhưng Phi Linh Môn đã tổn thất 60 người. Ánh mắt hắn lướt qua những sơn môn khác, phát hiện thương vong không nhẹ, không ít trưởng lão đều bị thương, có người máu tươi đầm đìa, sắc mặt tái nhợt. Theo nhân số mà xem đã có không ít người rơi xuống. Nếu hắn không nhớ lầm, trong Lan Lăng Sơn Trang ít nhất có 3 trưởng lão vũ xuất đã chết, còn có một vũ vương bị thương, trong Hóa Vũ Tông cũng mất 2 vũ xuất, trọng thương khá nhiều, Linh Thiên Môn cùng Hắc Sát Giáo cũng vậy. Về phần những sơn môn như Song Đao Môn, thương vong thật không ít, nếu tính ra tình hình của Phi Linh Môn vẫn đỡ hơn một chút. Chư vị, các ngươi lui ra đi. Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang quan sát, Lữ Chính Cường chợt quát một tiếng, ánh mắt nhìn qua Lam Thập Tam bọn họ, hiện tại nơi này đều là đồng minh, chỉ có nhóm người này lai lịch không rõ, đương nhiên không cho họ xen vào. Hừ, các ngươi muốn độc chiếm bảo vật, sợ là nuốt không trôi đi. Một vũ vương đứng sau lưng Lam Thập Tam sắc mặt trầm xuống nói. Ở trong cổ vực nếu bốn đại sơn môn chúng ta nuốt không trôi, chỉ sợ không còn thế lực nào ăn hết được. Đồng Quy Tinh nói. Thời gian không nhiều lắm. Người bên trên sắp xuống rồi, trước giải quyết mấy người này. Công Tôn Hóa Nhai lạnh lùng nói, nhất thời người của bốn đại sơn môn vây quanh nhóm người Lam Thập Tam. Thực lực nhóm người đứng sau lưng Lam Thập Tam không kém, thậm chí là nhất lưu, vài vũ vương linh vương, hơn nữa còn không tầm thường, hoàng bào vũ vương có thể đối kháng bạch linh, mà người khác không yếu chút nào, nhưng dù rất mạnh cũng không thể đối kháng người của bốn đại sơn môn liên thủ, chỉ nói mấy người Lữ Chính Cường cũng đủ đối phó bọn họ. Nhóm người Lam Thập Tam cũng biết điểm này, tuy thực lực họ không kém, nhưng không đủ đối kháng đối phương liên thủ. Động thủ đi, trước giải quyết mấy người này. Gia Cát Tây Phong thu lại chiết phiến, chân khí tràn ra định xuất thủ. Chư vị trưởng môn, ta xem chúng ta nên dựa vào vận khí của mình tốt hơn, tuy thực lực chúng tôi kém chư vị, nhưng nếu trưởng bối chúng tôi biết chư vị trưởng môn hạ thấp thân phận ra tay với chúng tôi, chỉ sợ sẽ mất hứng. Nữ tử ngẩng đầu. Trong tay hiện ra một khối ngọc bài màu vàng. Trên ngọc bài không có chân khí dao động, chỉ có một hoa văn, Lục Lâm Thiên vừa nhìn thấy liền kinh ngạc, bởi vì hoa văn giống như đúc hoa văn trên kiên trương trưởng lão thiên địa các của hắn, chỉ là màu sắc khác nhau mà thôi, mang theo cỗ khí tức tĩnh mật. Vừa nhìn thấy ngọc bài trong tay nữ tử, ánh mắt Lữ Chính Cường, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Gia Cát Tây Phong cùng Vân Tiếu Thiên đều thay đổi. Người có thân phận gì trong đó? Ánh mắt Vân Tiếu Thiên trầm xuống, hỏi. Chư vị, đây chính là thánh nữ cùng thánh tử tân nhậm của chúng tôi, nói vậy chư vị hẳn là biết rồi đi. Hoàng Bào Vũ Vương nói. Phong Sát trưởng lão, người cũng là người của thiên địa các, người khác không biết thân phận của ngươi, ta có thể đoán được, nhưng thật không nghĩ tới ngươi lại ở chung một chỗ với bốn đại sơn môn, làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Nữ tử nói. Nguyên lai là thánh nữ cùng thánh tử tân nhậm. Khó trách trẻ tuổi như vậy có thực lực bất phàm như thế, ra cửa còn có đội hình như vậy đi theo. Vân Tiếu Thiêu phất tay áo, không thấy rõ sắc mặt nhưng có thể cảm giác được biến hóa không nhỏ. Nguyên lai là thánh tử cùng thánh nữ tân nhậm của thiên các, khó trách. Sắc mặt Đồng Quy Tinh trầm xuống, nói. Thánh tử cùng thánh nữ thiên các, chẳng lẽ là người của thiên các trong thiên địa các? Ánh mắt Lục Lâm Thiên kinh ngạc, trong thiên các chính là lực lượng hạch tâm. Không nghĩ tới Lam Thập Tam cùng nữ tử lại là người của thiên các, khó trách thực lực thiên phú mạnh như thế, mà địa vị của hai người chỉ sợ không thấp, nếu không ra ngoài sẽ không có nhiều cường giả đi theo bảo hộ. Các ngươi đã là người của thiên các, nói thế nào chúng ta cũng phải cho các ngươi vài phần mặt mũi, nhưng hôm nay nếu các ngươi muốn đi vào chúng ta cũng không khách khí, thiên địa các vốn không hề nhúng tay phân tranh, các ngươi đã quên quy củ. Lữ Chính Cường nói, Lữ trưởng môn,
bây giờ là tầm bảo cũng không phải phân tranh gì trên đại lục, thiên địa các sẽ không tham dự. Lam Thập Tam nói, tầm bảo, thì phải nhờ vào thực lực, có thiên địa các làm hậu thuẫn cũng vô dụng. Ánh mắt Lữ Chính Cường trầm xuống, lập tức nói, người có tu vi vũ xuất mau vào đi, tu vi linh vương vũ vương cùng nhau giúp ta bố trí thiên cương thuẫn của linh thiên môn. Có thiên cương thuẫn của linh thiên môn, dù người phía sau xuống tới nhất thời khó phá vỡ, mọi người nhanh lên. Gia Cát Tây Phong dứt lời, toàn bộ tu vi vũ xuất linh xuất liền vào trong, mà linh vương vũ vương đi tới bên cạnh Lữ Chính Cường, Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh, còn có Đảng Vạn Lâm, An Cát Thú Na cũng đi sang một bên. Thân hình Vân Tiếu Thiên thoáng do dự, lập tức ra dấu cho hai vũ vương linh vương trong sơn môn lưu lại, chuẩn bị phụ trợ Lữ Chính Cường, ánh mắt Lữ Chính Cường trầm xuống, truyền âm cho mọi người, sau đó nói. Chư vị đều hiểu được rồi chứ, không khó khăn, chư vị phụ trợ ta là được. Không thành vấn đề, mời Lữ trưởng môn. Gia Cát Tây Phong nói. Mọi người động thủ, bố trí thiên cương thuẫn. Giờ khắc này, ánh mắt Lữ Chính Cường trầm xuống, thanh âm lạnh lẽo như đao phong, thủ ấn kết xuất, linh lực dựng lên ngập trời. Thiên cương thuẫn. Toàn bộ vũ vương cùng linh vương đồng thời quát, lập tức chỉ nghe thanh âm xé gió, thủ ấn kết xuất, mơ hồ lộ ra tia huyền ảo. Nương theo sau từng đạo quang thúc từ cơ thể mọi người tràn ra, liên tiếp lẫn nhau, chỉ nháy mắt một màn hào quang cực lớn xuất hiện trong sơn động, mơ hồ tràn ngập uy áp khủng bố khiến nhóm người Lam Thập Tam có chút biến sắc. Giờ phút này thủ ấn của Lữ Chính Cường liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra xuyên vào quang quyển, cả quang quyển ầm ầm run rẩy lên, năng lượng vặn vẹo ngưng tụ, cuối cùng hóa thành thiên cương thuẫn vô hình trong suốt, tràn ngập khí tức cổ xưa, uy thế thật mạnh mẽ. Thật mạnh. Lục Lâm Thiên cũng chưa đi xa, nhìn thấy thiên cương thuẫn thật lớn, khí tức tràn ngập tràn ra cũng đủ làm mọi người hiểu được muốn phá vỡ thật không dễ dàng. Siêu siêu. Đúng ngay lúc này giữa không trung đã có người dẫn đầu rơi xuống, khói độc cùng độc phấn của Đông Vô Mệnh không thể vây khốn những cường giả kia được bao lâu, chỉ một lát mà thôi. Chư vị, các ngươi chậm rãi phá vỡ thiên cương thuẫn đi, gặp lại sau. Lữ Chính Cường nói xong, mọi người cấp tốc lao vào bên trong. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, sắc mặt Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt thật khó xem, nhưng không có cách nào, thực lực của họ còn chưa thể đối kháng đối phương liên thủ. Huống chi còn có vài môn phái khác đi cùng. Thiên cương thuẫn của linh thiên môn, đáng chết, nhiều linh vương cùng vũ vương đồng thời bố trí, chỉ sợ dù là vũ tôn nhất trọng cũng khó mà phá vỡ. Hoàng bào lão giả bất đắc dĩ nói. Lực phòng ngự của thiên cương thuẫn rất mạnh, Lữ Chính Cường tự tay bố trí, rất khó bài trừ, không nghĩ tới lần này bốn đại sơn môn thuận lợi liên hợp cùng nhau. Một linh vương từng giao thủ với Vân Tiếu Thiên nói. Bọn hắn liên thủ là vì sự thật bức bách, nhưng tạo nên tác dụng chính là phi linh môn. Nữ tử lên tiếng, ngẩng đầu nói. Bọn hắn đã tới, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ có biện pháp phá vỡ thiên cương thuẫn, chỉ hy vọng đừng chậm trễ mới tốt. Siêu siêu. Nữ tử vừa dứt lời, đám người đeo mặt nạ cùng nữ tử quần đỏ đã hạ xuống trước thiên cương thuẫn. Là thiên cương thuẫn của linh thiên môn, đáng chết. Thời gian gấp gáp. Không thể để bốn đại sơn môn kia độc chiếm, mau mạnh mẽ phá vỡ. Từng tiếng quát truyền tới, nhưng ai cũng biết muốn phá vỡ thiên cương thuẫn không phải là chuyện dễ dàng. Nhạc phụ, nếu bọn hắn muốn mạnh mẽ phá vỡ thiên cương thuẫn thì cần thời gian bao lâu? Nhìn thấy nhóm người Lữ Chính Cường chạy tới, Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi, đối phương có không ít vũ vương linh vương, muốn mạnh mẽ phá vỡ cũng có thể làm được. Hẳn là có thể duy trì một phần tư canh giờ. Lữ Chính Cường nói, sắc mặt ngưng trọng. Thời gian chúng ta không nhiều, nhất định phải tìm được di bảo của Huyền Thiên Môn. Nửa giờ cũng không ngắn. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Ha ha, ta vừa mới bố trí độc trận trong thông đạo, dù bọn hắn phá vỡ thiên cương thuẫn cũng bị luống cuống tay chân. Đông Vô Mệnh cười ha ha đi tới bên người Lục Lâm Thiên, dùng độc công trong thông đạo có diện tích không lớn quả thật rất đặc hiệu. Khá lắm Đông Vô Mệnh. Khó trách người bình thường không dám chọc ngươi, chọc tới lão độc vật ngươi thật đúng là phiền toái. Hàn trưởng lão cười nói. Ta cũng có một tiểu pháp trận, mặc dù không vây khốn được bọn hắn nhưng có thể bám trụ một ít thời gian. Một linh vương của Lan Lăng Sơn Trang lên tiếng, trường bào run lên, vài đạo lưu quang rơi xuống thông đạo phía sau, thông đạo lập tức tràn ngập sương mù dày đặc. Chư vị, có thủ đoạn thì thi triển đi,
tận lực kéo dài thời gian thì cơ hội của chúng ta càng lớn. Lữ Chính Cường nói, ta cũng có một ảo trận, có thể kéo dài thời gian thì không còn gì tốt hơn. Một linh vương của Hóa Vũ Tông đánh ra thủ ấn phức tạp biến ảo, theo từng đạo lưu quang đánh ra, khi đạo cuối cùng rơi xuống đất, cả thông đạo tràn ngập mùi vị thật kỳ dị. Ánh mắt Lục Lâm Thiên xoay chuyển, lần này chỉ sợ đủ cho những người phía sau nếm khổ sở, muốn kéo dài thời gian tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng bây giờ tìm di bảo của Huyền Thiên Môn quan trọng hơn. Chư vị, vẫn tìm bảo quan trọng hơn hết. Lục Lâm Thiên dứt lời liền đi về phía trước, hai bên đều là vách đá thật dày, thoạt nhìn bóng loáng như ngọc, nhưng nếu nhìn kỹ mơ hồ điêu khắc một ít mãnh thú dữ tợn, dưới ánh sáng hôn ám có vẻ vô cùng chán ghét, một đường nguy hiểm trùng điệp. Các môn các phái tổn thất không nhẹ, lúc này cũng không dám khinh thường. Đều cẩn thận một chút, nói không chừng vẫn còn có nguy hiểm. Gia Cát Tây Phong nói, trên đường đi đã gặp không ít nguy hiểm, Huyền Thiên Môn thật đúng là ngoan độc, bố trí nhiều thủ đoạn như vậy. Công Tôn Hóa Nhai nói, tất cả mọi người đều sinh lòng cảnh giác, giờ khắc này không ai biết được nếu không phải vì Lục Lâm Thiên, mọi người không chỉ tổn thất bao nhiêu người như vậy mà thôi. Chỉ nói sát khí vô cùng vô tận bên ngoài thiên sát đại trận hóa thành vật đỏ dữ tợn, đó mới là khủng bố, bởi vì Lục Lâm Thiên cắn nuốt toàn bộ sát khí mà phá trận, ở khu vực hài cốt hắn cũng hấp thu trăm vạn tàn hồn, bằng không họ càng tổn thương lớn hơn nữa, thậm chí không vào được kiến trúc khổng lồ này, chỉ sợ cường giả Huyền Thiên Môn bố trí toàn bộ cơ quan tại đây cũng không ngờ 7.000 năm sau lại xuất hiện. Một Lục Lâm Thiên, khiến nhiều thủ đoạn mà họ sắp xếp đều sản sinh hiệu ứng mất đi hiệu lực. Có tới hai cánh cửa. Lữ Chính Cường kinh ngạc nói, trước mắt lại xuất hiện cửa đá. Đi lên đi. Gia Cát Tây Phong nói. Đều cẩn thận đề phòng. Lữ Chính Cường căn dặn, mọi người cực kỳ bất an, khí tức trở nên áp lực, mỗi khi đi một bước đều làm cho người ta cảm giác vô cùng cẩn thận. Lại xuất hiện cánh cửa. Phía trước không bao xa lại xuất hiện cửa đá. Tiếp tục đi tới. Cảnh tượng làm mọi người cảm thấy ngoài ý liệu. Sau thoáng do dự mọi người lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, mà cửa đá thì xuất hiện càng lúc càng nhiều. Trong quá trình này cũng không gặp được nguy hiểm. Chủ nhân, chúng ta tiến vào mê cung. Thanh âm huyết mị vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Mê cung. Lục Lâm Thiên sửng sốt. Chủ nhân, thị huyết linh phong chúng tôi có bổn sự đặc thù, có thể dựa vào ký ức vị đạo cùng hương vị lưu lại mà nhận ra đường đi, hiện tại con đường này chúng ta mới đi qua một lần. Huyết mị nói. Vậy thì phiền toái. Lục Lâm Thiên nhíu mày, khó trách dọc đường không gặp phải nguy hiểm, nguyên lai đi lại con đường cũ. Chư vị, chúng ta tiến vào mê cung, luôn đi đường cũ. Lục Lâm Thiên dừng bước nói với mọi người. Ta cũng cảm thấy, chỉ là không dám khẳng định. Lữ Chính Cường cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên nói. Khó trách bình tĩnh như vậy, nguyên lai là mê cung. Vẻ mặt Đồng Quy Tinh trầm xuống. Mọi người dừng bước, không khí trở nên căng thẳng. Chủ nhân, ta có biện pháp tìm kiếm lối ra. Huyết mị lại nói. Không vội. Lục Lâm Thiên đáp, thầm nghĩ nếu huyết mị tìm được lối ra mà những người khác không làm được, vậy cũng đừng trách hắn thoát khỏi đội ngũ. Nếu là mê cung, ta xem mọi người nên phân tán tìm kiếm tốt hơn. Gia Cát Tây Phong nói. Như vậy cơ hội tìm được sẽ lớn hơn một chút. Ta xem như vậy cũng tốt, không bằng mọi người tách ra tìm kiếm đi thôi. Công Tôn Hóa Nhai không có ý kiến. Vậy cứ làm như thế đi, mọi người phân ra tìm kiếm. Lữ Chính Cường nói, nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, Phi Linh Môn đi một mình hay đi cùng Linh Thiên Môn? Chỉ sợ đều có vấn đề a. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, theo thần sắc của mọi người mà xem, chỉ sợ trong lòng đều có tính toán, Lục Lâm Thiên nói. Nhạc phụ. Phi Linh Môn tự mình tìm kiếm thôi, cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Cũng tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Lữ Chính Cường cũng không miễn cưỡng. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ Phi Linh Môn đã tìm được biện pháp rồi sao? Đồng Quy Tinh nhíu mày hỏi. Vậy đồng giáo chủ đi theo phía sau Phi Linh Môn là được. Lục Lâm Thiên đáp. Hừ. Đồng Quy Tinh hừ lạnh một tiếng. Tốt lắm, phỏng chừng không thể ngăn cản đám người phía sau thời gian quá dài. Chúng ta hành động đi, phân ra tìm kiếm. Gia Cát Tây Phong nói, tựa hồ có chút khẩn cấp. Mọi người đều đi thôi, nhớ kỹ, nếu ai tìm được di bảo của Huyền Thiên Môn, phải nhớ kỹ lời đã ước hẹn. Công Tôn Hóa Nhai nói.
chúng ta đi. Các thế lực đều tự rời đi, lúc này không ai quản Song Đao Môn, Bách Linh Tông cùng những sơn môn khác, sắc mặt của họ thật khó xem, lập tức rời khỏi. Lâm Thiên, chúng ta cũng phân tán tìm đi, như vậy cơ hội lớn hơn một chút, chính ngươi cẩn thận. Vân Tiếu Thiên nói xong mang theo người của mình rời đi. Đều có vấn đề à? Lục Lâm Thiên nhướng mày, lập tức nói. Huyết Mị, giao cho ngươi. Yên tâm đi, không thành vấn đề. Huyết Mị kết xuất thủ ấn, có không ít tia máu bay ra khỏi lòng bàn tay. Chủ nhân, đi theo ta. Huyết Mị dứt lời, quanh thân bao vây tia máu nháy mắt đi nhanh về phía trước. Đều cẩn thận cảnh giác. Lục Lâm Thiên đuổi theo. Nhóm người Đông Vô Mệnh mỉm cười theo sau. Đi theo Huyết Mị, mọi người không ngừng rẽ ngang rẽ dọc trong thông đạo, ngẫu nhiên đi qua cửa đá, hết thảy đều giống nhau như đúc, dù dùng tâm thần rình cũng không nhìn ra kẽ hở. Huyết Mị dẫn đường phía trước, thủ ấn không ngừng đánh ra, huyết quang lập tức biến mất trong thông đạo. Qua chừng mười mấy phút sau, mọi người cấp tốc xuyên qua không ít cửa đá, phía trước đột nhiên hiện lên ánh sáng cực kỳ chói mắt. Chủ nhân, chúng ta hẳn là đã tới. Thanh âm Huyết Mị vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, trong thông đạo phía trước hiện lên một cửa đá khổng lồ. Huyết Mị dừng trước cửa đá, Lục Lâm Thiên ngẩng đầu quan sát, cửa đá cao chừng một trượng, điêu khắc hai chữ Huyền Thiên. Là nơi này sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên có chút kích động, một đường nguy hiểm trùng điệp, rốt cục đã tìm được bảo tàng rồi sao? Có người tới đây. Ánh mắt Bạch Linh trầm xuống, nhìn chăm chú về phía sau, lúc này chỉ thấy hơn 10 thân ảnh đi nhanh tới. Còn truyền theo thanh âm ông ông gầm rú, tiếp theo sau một mảnh phi nghĩ kiến cánh rậm rạp xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tứ Dực Linh nghĩ, Lục Lâm Thiên có chút kinh ngạc, loại phi nghĩ này cực kỳ khó gặp, mặc dù loại linh thú kia không khủng bố như thị huyết linh phong, nhưng người bình thường không dám trêu chọc, bình thường sống quần cư tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Thu, người đi đầu vừa thu tay lại, đám linh nghĩ lập tức biến mất, vừa nhìn thấy rõ là ai, Lục Lâm Thiên thật kinh ngạc. Bởi vì nhóm người kia là Lữ Chính Cường bọn họ. Trong lòng Lục Lâm Thiên rung động, không nghĩ tới trên người Lữ Chính Cường có không ít thủ đoạn, còn có được linh thú như Tứ Dực Linh Nghĩ, ra vẻ trưởng bốn bốn đại sơn môn đều có lá bài tẩy, hắn thật sự không thể xem thường. Lâm Thiên, không nghĩ ra ngươi lại tới trước. Nhìn thấy nhóm người Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường cực kỳ ngoài ý muốn, lại có vẻ xấu hổ, cha vợ con rể nhất thời hiểu ý cười. Loại cảm giác này chỉ hiểu ngầm mà không diễn đạt được bằng lời, người nào cũng hiểu trong lòng mỗi người đều có tính toán. Cha vợ con rể các ngươi thật tới sớm, hừ. Một tiếng hừ nhẹ truyền tới, là thanh âm của Đồng Quy Tinh, ngay lập tức toàn bộ người của Hắc Sát giáo xuất hiện. Đồng giáo chủ cũng không chậm thôi. Lữ Chính Cường phất tay áo, trong lòng ai cũng rõ ràng, chỉ sợ ai cũng có ý tưởng một mình lưu lại di bảo của Huyền Thiên Môn. Không nghĩ tới chư vị đều ở a. Nhưng vài lúc này lại có mười mấy thân ảnh chạy tới, là nhóm người Vân Tiếu Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên, Lữ Chính Cường cùng Đồng Quy Tinh, hơi có vẻ ngoài ý muốn, không nghĩ tới bản thân chậm một bước. Ha ha, chúng ta lại gặp nhau. Vân Tiếu Thiên vừa tới, Gia Cát Tây Phong cùng Công Tôn Hóa Nhai đều xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người nhìn lướt qua nhau, lập tức xấu hổ mỉm cười, không ai giải thích lời nào. Đều tự có thủ đoạn a. Trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than, người của bốn đại sơn môn đều không thể xem thường, mỗi sơn môn đều có trên vạn năm nội tình, thủ đoạn đương nhiên rất nhiều, hiện tại phi linh môn vẫn còn kém cỏi. Ánh mắt đảo qua, Lục Lâm Thiên chỉ nhìn thấy người của bốn đại sơn môn cùng Vân Dương Tông, Song Đao Môn, Ma Tâm Cốc cùng Thiên Âm Môn, Bách Linh Tông còn chưa thấy bóng dáng, phỏng chừng không có thủ đoạn tìm được nơi này nhanh như thế. Di bảo của Huyền Thiên Môn phỏng chừng là ở chỗ này. Lữ Chính Cường nhìn lên cửa đá nói. Vậy mọi người vào đi thôi, trước khi những người khác tới, chúng ta phải lấy được di bảo. Gia Cát Tây Phong lay động chiết phiến nói. Đi đi. Mọi người cực kỳ chờ mong, ánh mắt nóng cháy nhìn vào cửa đá. Suy suy. Toàn bộ đều bố trí thủ đoạn phòng ngự, lập tức đi vào trong cửa đá, ngay lúc Lục Lâm Thiên vừa đi vào, còn chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thanh âm tiếng hoan hô của mọi người. Lục Lâm Thiên vừa nhìn. Bên trong cửa đá là một thạch thất vô cùng rộng lớn, diện tích ước chừng phải hơn vạn thước vuông, còn có vài trăm trụ đá chống đỡ, cả thạch thất phân chia thành vài khu vực cực lớn, mỗi khu vực đều bày đầy vật phẩm lớn nhỏ chồng chất như núi, có gian dược, tài liệu luyện khí, linh dược dược liệu, vũ khí, linh kỹ,
toàn bộ vật phẩm dành cho võ giả linh giả, hơn nữa số lượng thật nhiều, đã tới mức độ kinh người, mỗi loại chồng chất như núi, cấp bậc còn không thấp. Bảo tàng, đây mới là bảo tàng, trải qua một đường hiểm cảnh, rốt cục gặp được di bảo của Huyền Thiên Môn lưu lại suốt 7.000 năm, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, giờ phút này nhìn vật phẩm chồng chất, ai cũng ngây người cứng lưỡi. Phát tài, phát lớn. Nhóm người Đông Vô Mệnh đều đỏ mắt. Đan dược lục phẩm, thất phẩm. Vũ khí hoàng cấp, còn có huyền cấp. Linh khí hoàng cấp cùng huyền cấp. Dược liệu luyện chế đan dược cao phẩm. Người của bốn đại sơn môn không dằn nén được vui mừng, liên tục đi loanh quanh vuốt ve sờ soạng, cực kỳ hưng phấn. Còn có vạn niên huyết ngọc linh chi thảo. Trời ạ, nơi này còn có yêu đan yêu thú thất giai, chính là thứ tốt. Nhóm người Đông Vô Mệnh trực tiếp nhào vào đống tài liệu trồng chất, miệng không ngừng kêu lên. Giờ khắc này còn khống chế được cảm xúc cũng chỉ có Lữ Chính Cường, Gia Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh, Vân Thiếu Thiên cùng Lục Lâm Thiên, Bạch Linh. Không hổ là di bảo của Huyền Thiên Môn. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhịp tim Lục Lâm Thiên đập rộn lên, thật sự là nhiều không kể xiết. Mau nhìn, còn có võ linh khí. Trời ạ, đây là hồn khí. Hình như là huyền cấp. Một thanh âm hô to truyền ra, nhìn hơn 30 kiện linh khí, người kia trợn mắt há hốc mồm, toàn thân run lên. Mấy chục văn kiện võ linh khí cùng hồn khí lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, vẻ mặt họ vô cùng hưng phấn. Chư vị, di bảo của Huyền Thiên Môn đã tìm được, chúng ta mau phân phối đi, miễn có người tìm tới sẽ phiền toái. Lục Lâm Thiên nói. Không sai, bắt đầu phân phối đi. Gia Cát Tây Phong nói. Mọi người dần nén hưng phấn trong lòng, bắt đầu lo lắng nên làm sao phân chia, giờ khắc này ánh mắt Gia Cát Tây Phong cùng Công Tôn Hóa Nhai không khỏi lóe ra, trong lòng đều đánh bản tính gì đó. Chư vị, ta không khách khí, tiểu tử dựa theo ước định, trước tiên lựa chọn ba bảo vật sau đó tiếp tục chia đều. Lục Lâm Thiên nhíu mày nói. Lục Lâm Thiên, yêu cầu này của ngươi có chút quá mức, mọi người cùng nhau tới, ngươi lại lựa chọn trước ba kiện, có chút không hiền hậu. Đồng Quy Tinh nói, lần này toàn bộ sơn môn thương vong rất nặng, mà Phi Linh Môn còn muốn lấy ba kiện bảo vật, có chút không tốt lắm đi. Công Tôn Hóa Nhai nói, Gia Cát Tây Phong phe phẩy chiết phiến không lên tiếng, nhưng thần sắc rõ ràng là không đồng ý. Tâm tư của họ thế nào Lục Lâm Thiên làm sao không biết, mấy lão hồ ly kia làm sao dễ dàng cho hắn lợi dụng, ánh mắt trầm xuống, nói. Chư vị, chẳng lẽ Phi Linh Môn không có thương vong sao? Chuyện này đã được ước định trước, chẳng lẽ chư vị cần lật lọng? Đây không phải lật lọng, chỉ là thấy Phi Linh Môn tổn thất còn không nhiều bằng bốn đại sơn môn chúng ta thôi. Gia Cát Tây Phong thản nhiên nói. Hừ, ra vẻ chư vị tính toán lật lọng, tốt lắm, mọi người tách ra đi, ai cũng đừng mong lấy được gì. Tuy thực lực Phi Linh Môn không mạnh, nhưng nếu ai muốn ỷ thế hiếp người, chúng ta cũng không phải dễ chọc. Trước khi Phi Linh Môn chưa lựa chọn ba kiện bảo vật, ai dám động tới? Phi Linh Môn tuyệt không buông tha, người ta nói không ai dám trêu chọc bốn đại sơn môn, ta muốn xem thử gây vào thì đã có sao. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không yếu thế, huống chi còn có nhạc phụ Vân Tiếu Thiên đi cùng, hơn nữa Linh Thiên Môn cũng sẽ không làm khó hắn, không phải không có sức liều mạng. Lục Lâm Thiên vừa dứt lời, cường giả Phi Linh Môn lập tức nổi lên chiến ý, dù đối diện bốn đại sơn môn cũng không sợ hãi, Phi Linh Môn đã trải qua quá nhiều chuyện. Hiện tại có Linh Tôn cùng Vũ Tôn chấn thủ, không phải không sức chống cự, huống chi tinh anh trong môn đều đang ở nơi này. Lục Lâm Thiên, chẳng lẽ người muốn uy hiếp bốn đại sơn môn hay sao, người đánh giá mình quá cao. Đồng Quy Tinh lạnh nhạt nói. Đồng Quy Tinh, người của bốn đại sơn môn thì thế nào, người khác sợ, phong sát này thì không, bằng không hiện tại động thủ thử xem, ta nghĩ kết quả cuối cùng chỉ là đường ai nấy đi, chính các ngươi cũng không muốn nhìn thấy đi. Vân Thiếu Thiên hừ lạnh nói. Nghe được lời của hắn, sắc mặt mọi người sầm xuống, với thế lực hiện tại của Phi Linh Môn, nếu động thủ chỉ sợ sẽ để người khác ngư ông đắc lợi. Chư vị trưởng môn, chúng ta từng có ước định trước, còn chưa tới mức phải lật lọng đi. Sắc mặt Lư Khâu Mỹ Vi tối sầm, ánh mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, người đi lựa trước ba kiện bảo vật, nếu có người phản đối, ta nghĩ Linh Thiên Môn cũng sẽ đứng bên ngươi. Chuyện lật lọng sao, Linh Thiên Môn còn làm không được. Lời của phu nhân nghiêm trọng rồi, chúng tôi chỉ nói như thế thôi, chuyện lật lọng đương nhiên là không làm được. Gia Cát Tây Phong đột nhiên cười nói. Ha ha,
vừa rồi chúng tôi chỉ là thương lượng mà thôi, thế nhưng Phi Linh Môn không đồng ý, hết thảy cứ làm theo những lời ước định, chỉ sợ có người khác chạy tới, mời Lục trưởng môn nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian. Công Tôn Hóa Nhai nói, sắc mặt vẫn thản nhiên, nhưng ý nghĩ thế nào chỉ sợ ai cũng suy đoán được. Một đám hồ ly, biến sắc mặt không ngờ nhanh như vậy. Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, chỉ sợ ai cũng rõ ràng nếu động thủ với Phi Linh Môn, chỉ sợ không chiếm được bao nhiêu tiện nghi, chờ thế lực khác chạy tới nơi này, vậy xem như thiệt thòi, nếu không phải hôm nay tinh anh Phi Linh Môn đều có mặt, đám người kia cũng không dễ nói chuyện như vậy, hết thảy đều dựa vào thực lực đi tranh thủ. Chư vị, vậy ta sẽ không khách khí. Khí xoáy chợt lóe, thân ảnh Lục Lâm Thiên lao vào đống tài liệu chồng chất như núi, cẩn thận đánh giá, hắn phải chọn ra ba loại tài liệu, tự nhiên không thể lựa ra vật bình thường. Thân ảnh như điện, Lục Lâm Thiên bắt đầu tìm kiếm, hai tay như thiên thủ quan âm, lật qua lật lại hơn 30 kiện linh khí nhưng vẫn chưa lập tức chọn lựa mà đánh giá kỹ càng. Mọi người nhìn hắn chằm chằm, chỉ sợ hắn thừa cơ lấy thêm kiện vật phẩm nào khác, đồng thời sắc mặt họ có chút không tự nhiên. Lục Lâm Thiên lật xem đan dược nhưng cũng không làm rối loạn, nơi này có đan dược thất phẩm, thậm chí là thất phẩm cao giai vô giá, mặc dù hấp dẫn nhưng hắn cũng thả trở lại, không thu vào trong túi. Sau một lát hắn đi tới trước một đống hộp gấm không nhỏ, mở ra một hộp, khí tức thổ hệ tràn ngập, khí tức này làm lòng người đều nhảy mạnh. Đây là vũ khí địa cấp sơ giai. Lục Lâm Thiên híp mắt, theo khí tức nhìn lại, đây tuyệt đối là vũ khí địa cấp. Hiện tại ngoài Long Ảnh Tí còn chưa thể thu luyện, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vũ khí địa cấp khác. Đây tuyệt đối là bảo vật. Lục Lâm Thiên do dự, nhưng lại muốn nhìn kỹ lại, nhất định phải cẩn thận chọn lựa mới được. Lục Lâm Thiên, người tốt nhất nhanh một chút, thời gian không nhiều lắm, người có chọn xong hay chưa? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên do dự không chừng, Đồng Quy Tinh lên tiếng, hắn đã nhìn thấy Lục Lâm Thiên cầm vũ khí địa cấp, tựa hồ là muốn khích tiểu tử kia thu lại. Không cần gấp, tự nhiên là sẽ chọn nhanh thôi. Lục Lâm Thiên không quản Đồng Quy Tinh, cắn răng ném vũ khí địa cấp sang bên, tiếp tục chọn lựa. Nhìn thấy trưởng môn ném bỏ vũ khí địa cấp, linh vũ song quái, Tả Thiên Khung bọn họ siết chặt nắm tay, cảm giác còn khẩn trương hơn cả chính họ chọn lựa. Một lát sau, khi sắc mặt nhóm người Đồng Quy Tinh đã thật khó xem, Lục Lâm Thiên cầm lên một vật, đó là một chiếc hộp thật bình thường, thật thô, lại khiến cho hắn chú ý. Lục Lâm Thiên mở hộp, phát hiện một chìa khóa, cực kỳ tương tự ba chuôi chìa khóa hắn lấy được lúc trước, tài liệu giống nhau như đúc. Nhìn chăm chú vào chìa khóa, Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm giác được chuyện gì, trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Không cần vũ khí địa cấp, ngược lại lấy một chìa khóa vô dụng, điều này làm Lữ Chính Cường cùng Lư Khâu Mỹ Vi chợt liếc mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên thu chìa khóa, nhóm người Đồng Quy Tinh cười thầm. Ở trong lòng bọn hắn đó chỉ là vật phẩm vô dụng mà thôi, căn bản không ảnh hưởng được gì. Nhưng Lục Lâm Thiên thì nghĩ khác, trong mơ hồ cảm thấy mình nhất định phải lấy chìa khóa, tựa hồ trong đáy lòng hắn có một thanh âm hô hoán hắn làm như vậy, hắn tin vào trực giác của mình, cho nên cắn răng thu vào. Đã làm xong quyết định, Lục Lâm Thiên cũng không để ý mọi người nghĩ như thế nào, nhìn thấy biểu tình của họ, chỉ khẽ cười không nói, vẫn chưa dừng động tác, tiếp tục tìm kiếm. Mỗi khi hắn mở ra một hộp gấm, ánh mắt người của bốn đại sơn môn lại hung hăng chừng hắn. Sau một lát, Lục Lâm Thiên cầm lên một hộp ngọc trắng, trong hộp ngọc là một thanh trường đao màu xanh, vừa mở ra một cỗ khí tức dày nặng sắc bén lan tràn, nhưng chỉ tích tắc liền biến mất, giống như không hề có chút đặc điểm gì. Sau thoáng do dự, Lục Lâm Thiên thu đao vào chữ vật giới chỉ, trực giác nói với hắn thanh đao này không tầm thường. Ngay sau đó hắn tìm kiếm một lúc, trong tay cầm một hộp gấm. Một cỗ khí tức lan tràn, đó là một ngọc giản, vừa nhìn thấy trong lòng hắn lập tức điên cuồng nhảy dựng lên, bởi vì khí tức này thật giống Chu Tước Quyết cùng Huyền Vũ Quyết, chính là một trong tứ thần quyết. Cơ hồ không có chút do dự, Lục Lâm Thiên liền thu vào trong giới chỉ, nếu có thêm vật này xem như so sánh được với vũ khí địa cấp cao giai, đây mới là khủng bố, đây là chuyện có thể gặp mà không thể cầu. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lựa chọn xong, trong đó có hai kiện đồ vật không biết dùng làm gì. Trên mặt mọi người lộ vẻ khinh thường, thầm than hành vi phá sản của hắn, lại sai sót cơ hội tốt như thế. Tốt lắm, đã lựa chọn xong ba kiện bảo vật, Lục Lâm Thiên, hiện tại ngươi không còn yêu cầu gì đi. Gia Cát Tây Phong nói. Đã không có, chư vị hãy phân phối thành 5 phần đi, miễn cho có người chạy tới, nhưng đừng quên sau khi chia thành 5 phần,
Phi Linh Môn vẫn còn quyền lợi lựa chọn phần tối ưu nhất. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, không cần biết trong lòng người khác nghĩ thế nào, nhưng hắn hiểu rõ ràng ba kiện bảo vật của mình, chỉ nói một trong tứ thần quyết cũng đã cực kỳ trọng yếu. Hừ, nghe được lời của hắn, mọi người hừ lạnh một tiếng, nhưng không thể phản đối, bởi vì đã ước định trước. Ha ha, bắt đầu phân phối đi. Vân Tiếu Thiên đã sốt ruột, bởi vì còn có một phần của Vân Dương Tông. Lục Lâm Thiên cảm thấy đau lòng, bản thân tính kế thế nào cũng không vượt qua được nhạc phụ này, mình được hai thành, lại bị Vân Tiếu Thiên âm thầm lấy một thành, với tính cách thần giữ của hắn, quả thật muốn chết. Vân Tiếu Thiên tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của Lục Lâm Thiên, truyền âm. Tiểu tử, người đau lòng cái gì, nếu không phải dọc theo đường đi ta bảo hộ người của Phi Linh Môn, thương vong liền lớn, nếu không có ta chỉ sợ hai thành của ngươi cũng không lấy thuận lợi như vậy, hơn nữa chúng ta đã sớm liên minh, ta không có chiếm tiện nghi của ngươi. Nghe được lời của Vân Tiếu Thiên, Lục Lâm Thiên chỉ có thể cười khổ, lần này bị thiệt thòi thật không nhỏ. Lúc này mọi người đã vội vàng tham gia phân phối bảo vật, cũng không ai tư tàng, nếu bị bắt được đây không phải chuyện cá nhân, ảnh hưởng chính là thanh danh sơn môn, có đôi khi thanh danh quan trọng hơn cả sinh mạng, âm thầm thì không nói gì, nếu công khai sẽ không ai đi làm, bởi vì đây là tiềm quy tắc. Là vũ khí huyền cấp, thật nhiều huyền cấp. Còn có linh khí huyền cấp cùng đan dược thất phẩm. Đều phân phối, phân thành 5 phần, sẽ có dư ra. Mấy trăm người cùng ra tay, hơn nửa canh giờ sau đã phân phối xong, nhất thời trong thạch thất chất đầy 5 đống bảo vật. Đồ vật cực kỳ nhiều, xếp thành 5 phần như 5 ngọn núi nhỏ, nhìn thấy làm người nóng nảy, nếu mang về tới sơn môn, thực lực cả môn phái sẽ đề cao thật lớn, các đại sơn môn đều có thể mở rộng. Nhóm vật phẩm này đối với 4 đại sơn môn đều cực kỳ trọng yếu, mặc dù lần này từng sơn môn đều bị tổn thất, mà trưởng lão cũng tử vong thật không ít. Tuy 4 đại sơn môn trải qua trên vạn năm tích lũy, nội tình cực dày, nhưng mỗi sơn môn tính cả đệ tử ngoại môn, đã có trên 100 vạn người, có khi là mấy trăm vạn trên 1000 vạn, dù là đệ tử nội môn cũng đã mấy vạn, hoặc hơn 10 vạn, tiêu hao thế nào có thể nghĩ. Gia đại nghiệp đại, thế lực khổng lồ, tiêu hao thật lớn. Tất cả những chuyện này chỉ có người nắm quyền biết được, ai cũng có khó khăn của mình mà chỉ có riêng bản thân họ biết rõ. Nhìn thấy bảo vật, các vị trưởng môn đều lộ ý cười, đây rõ ràng là một cơ hội tăng cường thực lực hơn nữa mở rộng thêm thế lực. Chư vị, nếu đã phân chia xong, hãy để Phi Linh Môn chọn lựa trước đi. Lục Lâm Thiên cũng không khách khí nói. Tâm tình của mọi người đang thật tốt, nghe Lục Lâm Thiên mở miệng nhất thời sắc mặt khó xem. Thậm chí có người chỉ hận không thể giết tên hỗn đản chán ghét kia cho xong, nhưng điều kiện là do họ đáp ứng. Bây giờ nghe Lục Lâm Thiên nói như thế, tuy không cam lòng nhưng không còn biện pháp khác, chỉ đành oán hận chừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Mau tuyển đi, đừng dây dưa kéo dài. Đồng Quy Tinh căm tức nói, trong lòng cực kỳ khó chịu, đường đường giáo chủ Hắc Sát giáo gần đây bị tiểu tử này làm uất ức không ít, bây giờ nhìn thấy hắn liền tức giận. Hắc hắc! Lục Lâm Thiên cười hăng hắc. Nhưng ánh mắt mang theo vẻ buồn khổ nhìn mọi người, thầm nghĩ trong lòng, các ngươi đau lòng cái rắm, hai thành của lão tử còn phải phân cho người khác một nửa đâu, nỗi khổ của hắn có ai biết. Ta lấy phần này. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào đống bảo vật thứ hai, hắn vốn đã cẩn thận quan sát, biết rõ phần nào tốt hơn một chút, nhưng cũng không phải tốt hơn bao nhiêu, bởi vì có Lữ Chính Cường bọn họ giám sát, tuy không thể hoàn toàn chia đều nhưng cũng hơn kém một chút đỉnh. Phần bảo vật mà hắn chú ý có vài món hồn khí cùng võ linh khí không kém, ngoài ra còn có ngọc giản vũ khí địa cấp ở bên trong. Lục Lâm Thiên lấy ra giới chỉ, trong ánh mắt đau lòng cùng oán hận của mọi người, bắt đầu thu hồi bảo vật. Chư vị trưởng môn, chúng ta bắt đầu lựa chọn đi, sớm cất khí, miễn có người tới đây. Được, chúng ta động thủ nhanh lên. Mọi người đáp, cũng không lựa chọn gì nhiều, dù sao xấp xỉ không bao nhiêu. Nhất thời cùng thu bảo vật vào giới chỉ. Tiểu tử, tranh thủ thời gian, ta giúp người thu đi. Vân Tiếu Thiên nói, đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, còn chưa nói xong đã thu bảo vật vào giới chỉ, hắn thật sự lo lắng, mặc dù Lục Lâm Thiên đã đáp ứng phân cho hắn một nửa, nhưng một khi vào trong túi của tiểu tử này, muốn lấy được đủ một nửa hay không rất khó nói, hơn nữa chưa chắc tiểu tử kia lại chịu nhổ ra thứ tốt, tính cách của Lục Lâm Thiên hắn vẫn hiểu biết một ít. Đa tạ phong sát tiền bối. Lục Lâm Thiên cắn răng đáp, nhìn thấy Vân Tiếu Thiên thu bảo vật vốn thuộc về mình, trong lòng hắn ứa máu, thầm mắng lão hổ ly,
Lục Lâm Thiên làm sao không biết suy nghĩ trong lòng Vân Tiếu Thiên. Đông lão, Oánh tỷ, tranh thủ thời gian, mọi người cùng nhau thu, nhanh. Lục Lâm Thiên kêu lên. Dạ, trưởng môn. Đông Vô Mệnh lao tới, còn có Linh Vũ Song Quái, Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lưu Tinh Hà, Ngô Dũng, Tả Thiên Khung, cùng Hoa Mãn Lâu bọn họ, mọi người không ngừng vung tay, trường hợp như vậy họ đã sớm thói quen, cảnh tượng này chính là bộ dáng thổ phỉ vào thôn, làm sao còn chút phong thái của trưởng môn cùng trưởng lão Phi Linh Môn. Đều thu đi. Nhìn thấy dáng vẻ của Phi Linh Môn, Vân Tiếu Thiên thoáng sửng sốt, gọi người của Vân Dương Tông cùng tiến lên. Mau, mọi người cùng nhau hỗ trợ. Trương Minh Đào, Hoàng Bác Nhiên cũng mang theo vài chục người lao tới, nhóm đệ tử chấp sự hộ pháp đều giống như đàn sói con, nhất thời gào khóc hô to không ngừng thu bảo vật. Huyết Mị cùng Thiên Độc Yêu Long đều gia nhập, đặc biệt là Thiên Độc Yêu Long, mà Tiểu Long cũng không nhàn rỗi, miệng há to, giống như động không đáy hút bảo vật vào trong bụng mình. Thu mau. Tốc độ của Đông Vô Mệnh cực nhanh, mà người Vân Dương Tông làm sao là đối thủ của Phi Linh Môn. Tốc độ của Lục Lâm Thiên nhanh hơn Vân Tiếu Thiên rất nhiều, trong lòng hắn có tính toán, phải xem ai thu nhiều hơn, ai thu hơn thì thuộc về ai, muốn mình phun trở ra là không khả năng. Nhìn dáng vẻ Phi Linh Môn giống như thổ phỉ, Vân Tiếu Thiên cùng người Vân Dương Tông thật bất đắc dĩ, nhưng hoàn toàn không cách nào giành hơn người ta được như ý muốn. Không qua 3 phút thời gian, toàn bộ đồ vật ở đống thứ 2 đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, mà đan dược ngũ phẩm cuối cùng cũng bị Lục Lâm Thiên thu vào giới chỉ. Đống bảo vật giống như núi nhỏ kia có 2/3 rơi vào trong tay Phi Linh Môn, bởi vì Vân Dương Tông chỉ có mười mấy người, người của Phi Linh Môn lại nhiều hơn mấy lần. Người của Phi Linh Môn đã thu thập xong, mà bốn đại sơn môn còn đang hưng phấn thu thập, trong lòng vô cùng phấn khởi. Bọn hắn đã tới. Đúng ngay lúc này thanh âm Bạch Linh vang lên. Lục Lâm Thiên nhất thời ngẩn ra, lập tức nhìn ra cửa, nơi lối vào xuất hiện mười mấy thân ảnh, chính là người đeo mặt nạ, nữ tử quần đỏ cùng nhóm người Lam Thập Tam. Nhóm người vừa lao vào liền nhìn thấy người của bốn sơn môn đang không ngừng thu thập đan dược, vũ khí, tài liệu chất chồng như ngọn núi nhỏ trước mắt. Là bảo tàng của Huyền Thiên Môn. Bốn đại sơn môn các ngươi, không được độc chiếm, mọi người cướp cho ta. Nhóm cường giả vừa tới dọc đường đều tổn thất thảm trọng, hơn nữa còn bị cạm bẫy của bốn đại sơn môn bố trí, trong lòng đã sớm giận dữ. Lúc này thấy bốn đại sơn môn đang thu thập bảo vật, càng thêm tức giận. Dứt lời, khí tức người đeo mặt nạ tràn ra, thân hình hóa thành tàn ảnh nhanh như chớp lao về hướng đội ngũ bốn đại sơn môn. Mà thân ảnh nữ tử quần đỏ chợt lóe lên, giống như đã đạt chung nhận thức với người đeo mặt nạ, chỉ có liên thủ mới ứng phó được vốn bốn đại sơn môn. Chân khí của nữ tử quần đỏ như núi lửa, bao trùm không gian, uy thế khiến trong thạch thất nhất thời giống như biến hóa thành biển lửa. Xông lên, cướp. Chỉ nháy mắt càng nhiều cường giả lao vào thạch thất, chân khí linh lực bạo tuôn, thanh thế khiến người sợ hãi, cả thạch thất nhất thời run rẩy lên. Nhưng thánh nữ cùng thánh tử thiên địa các lại không tham gia, đứng ở một bên quan sát đồng thời ánh mắt phức tạp dừng trên người Lục Lâm Thiên, cuối cùng tìm kiếm khắp chung quanh thạch thất, bộ dạng không giống như đang tìm bảo vật mà đang tìm vật đặc biệt nào đó. Hừ, muốn chết. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy có người xâm nhập. Ánh mắt Đồng Quy Tinh hiện hàn ý, nhìn thấy nam tử đeo mặt nạ mang theo khí tức thủy hệ cuồn cuộn lao tới, thân hình hắn bước lên một bước, tay đẩy ra, trực tiếp chụp về hướng nam tử đeo mặt nạ. Suy, tốc độ của Đồng Quy Tinh cực kỳ khủng bố, bàn tay vừa nâng lên, không gian như bị xé rách, không gian ba văn chớp lên, một đạo chảo ấn phá vỡ không gian đánh tới trước người nam tử đeo mặt nạ. Nam tử đeo mặt nạ tuyệt không dám khinh thường thực lực của Đồng Quy Tinh, trong lòng trầm xuống. Bàn tay siết chặt thành quyền, chân khí thủy hệ nháy mắt ngưng tụ trên cánh tay, bám theo một mảnh hơi nước thật lớn đột nhiên oanh ra. Phanh! Một quyền một chảo va chạm lẫn nhau, trong tiếng nổ tung nam tử lẫn Đồng Quy Tinh đều bị chấn lui lại mấy bước, thực lực hai người đều xấp xỉ với nhau. Lui ra! Lúc này Công Tôn Hóa Nhai cũng va chạm cùng nữ tử quần đỏ, chân khí chợt lóe, thân hình bay tới, hai người liền bộc phát đại chiến kịch liệt. Cướp A! Cùng lúc này thật nhiều cường giả đánh tới, người của bốn đại sơn môn đành phải nghênh địch. Đại chiến ngập trời, nháy mắt đã phát sinh, Lục Lâm Thiên không nhịn được chắt lưỡi, cuộc đại chiến thật không tầm thường, nhất thời liên tục lui ra phía sau, dù sao phần bảo vật thuộc về Phi Linh Môn cũng đã thu thập xong, mình không cần tùy tiện nhúng tay mới tốt,
trừ phi có được lợi ích gì đó. Chư vị trưởng lão, mau tìm đồ vật. Trong đại điện truyền ra tiếng xé gió kịch liệt, vài vũ vương cùng linh vương thiên địa các không ngừng xoay quanh thạch thất tìm kiếm vật gì. Mau đoạt bảo vật. Lại có người xông vào thạch thất, nhìn thấy đan dược vũ khí vụn vặt mà người của bốn đại sơn môn còn lưu lại dưới mặt đất, thân hình lập tức bắn tới, trực tiếp tranh đoạt. Đoạt A. Tiếng hét quanh quẩn, đệ tử phi linh môn đi theo Lục Lâm Thiên lui sang một bên, loại trường hợp hỗn loạn như vậy tự nhiên không muốn tham dự. Dám cướp vật của bốn đại sơn môn, đừng tưởng ta đoán không ra các ngươi là ai, hôm nay các ngươi phải trả giá đắt. Toàn bộ cường giả bốn đại sơn môn đều hành động, chân khí hùng hồn bộc phát, đại chiến trở nên kịch liệt. Lục Lâm Thiên lặng lẽ quan sát, so sánh ra thế lực bốn đại sơn môn mạnh hơn một ít, nhưng hiện tại hai cỗ thế lực đối phương liên thủ, vì vậy bên bốn đại sơn môn rơi xuống hạ phong, hơn nữa phi linh môn lại không có ý tứ nhúng tay vào. Toàn bộ trưởng lão cung phụng cùng ta ra tay, đệ tử còn lại lui ra phía sau. Nhìn thấy bảo vật của bốn đại sơn môn còn rơi dụng không ít, Lục Lâm Thiên không nhẫn nhịn được, ánh mắt ra dấu cho nhóm người Đông Vô Mệnh, thanh âm vừa dứt chân khí run lên, thân ảnh lập tức lao tới, nhìn thấy có vài khối vũ khí bị đánh bay, tay áo huy lên, một cỗ hoàng mang trực tiếp bao phủ vài khối ngọc giản kia. Ra tay. Lúc này Vân Tiếu Thiên cũng không nhẫn nhịn được, chân khí nháy mắt bộc phát, giống như sóng biển ngập trời cuốn lấy thật nhiều đan dược phía trước. Cường giả Vân Dương Tông đồng thời lao đi, mục tiêu chính là đục nước béo cò. Thánh nữ, thánh tử, không tìm được, không biết có phải ở trong này hay không. Hoàng Bào Vũ Vương đi tới bên cạnh Lam Thập Tam nói. Hẳn là ở đây, chẳng lẽ Huyền Thiên Môn chỉ có những vật thế này hay sao? Nữ tử nói. Đây là của ta, tránh ra. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thủ ấn biến hóa, một hỏa cầu nhỏ chừng bàn tay nháy mắt bay ra, cả không gian đột nhiên nóng rực lên, chân khí cường hãn áp bách xuống bao phủ cả không gian xung quanh. Hỏa viêm bảo. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, hỏa cầu bay ra, không gian bị xé mở thành đường cong nóng cháy, uy áp khủng bố khuếch tán. Một người đeo mặt nạ tu vi vũ xuất cửu trọng nhìn thấy công kích của hắn, làm sao còn dám động thủ, tiểu tử kia chính là nhân vật vô địch trong người đồng cấp, lập tức thối lui, thậm chí không kịp thu thập hơn 10 khối ngọc giản hoàng cấp cao giai. Bảo. Nhìn thấy đối phương bỏ chạy, thủ ấn của Lục Lâm Thiên biến đổi, bàn tay siết chặt. Hỏa cầu lập tức nổ tung, một thanh âm nổ lớn vang vọng trên không trung. Phanh phanh, sóng lửa thổi quét, mặc dù vũ xuất cửu trọng kia đã sớm bỏ chạy, nhưng vẫn bị lan tới, thân hình trực tiếp bị chấn khai. Thu, Lục Lâm Thiên lập tức thu lấy hơn 10 khối ngọc giản vào giới chỉ của mình. Suy suy, thân ảnh nho nhỏ của Tiểu Long Uyển như quỷ mị, tốc độ nhanh tới mức Lục Lâm Thiên cũng mặc cảm, vài vũ xuất trực tiếp bị Tiểu Long cắn đứt cổ mất mạng. Nuốt vào không ít ngọc giản vũ kỹ, thậm chí cả giới chỉ chữ vật cũng bị hắn nuốt chừng. Nhưng đúng ngay lúc này khóe mắt Lục Lâm Thiên nhìn thấy Thanh Hỏa lão quỷ bị ba vũ xuất vây công, ánh mắt lạnh lùng, nói. Muốn chết. Vừa dứt lời, một mảnh chân khí hoàng mang bạo phát, Lục Lâm Thiên dậm chân xuống đất, mặt đất cứng rắn lập tức nứt toác thành bụi bặm, khí xoáy chợt lóe, thân hình chỉ lưu thanh sắc tàn ảnh mang theo trường ấn trực tiếp vỗ xuống một vũ xuất cửu trọng. Vũ xuất kia lập tức bỏ chạy, không dám đối chiến với Lục Lâm Thiên, hắn cũng đã nhìn thấy tiểu tử kia hạ thủ không hề lưu tình, đương nhiên là không muốn chết, dù gặp phải vũ vương nhất trọng cũng không muốn giao chiến với tiểu tử kia. Chạy đâu? Lục Lâm Thiên quát một tiếng, lập tức đuổi theo. Hừ, cũng chỉ là vũ xuất cửu trọng mà thôi, chẳng lẽ còn thật sự ngất trời? Một vũ vương đeo mặt nạ nhảy ra, thân hình cao lớn, hung hăng lao về hướng Lục Lâm Thiên. Vũ vương nhất trọng mà thôi, bổn công tử sợ ngươi hay sao? Lục Lâm Thiên đáp trả. Hừ. Nhìn giải lụa chân khí bắn tới, Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, muốn thử xem sự chênh lệch giữa mình cùng vũ vương nhất trọng. Không gian dao động kịch liệt, sau lưng Lục Lâm Thiên nổi lên một tầng mây dày quỷ dị, năng lượng phong hệ hội tụ, tầng mây lập tức nổi lên ba đạo kỳ dị. Tam Thiên Lưu Vân Thủ. Chỉ nháy mắt tay áo của Lục Lâm Thiên vung lên, thủ ấn đẩy ra, chân khí cuồn cuộn bạo dũng, trưởng ấn cùng tầng mây mơ hồ trùng điệp giao nhau, vô số thủ ấn khuếch tán, không gian nổ tung thành từng khúc. Trưởng ấn áp chế không gian muốn phá nát, lập tức hung hăng oanh kích vào giải lụa chân khí, tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi. Phanh phanh, thân hình Lục Lâm Thiên bị chấn lui vài bước,
mà thân thể Vũ Vương nhất trọng bị đẩy lùi hơn 10 bước, rơi vào hạ phong, giờ phút này hắn mới cảm giác được Lục Lâm Thiên đáng sợ, sắc mặt hoảng hốt. Không gì hơn cái này. Lục Lâm Thiên quát một tiếng, nếu bản thân mình xuất ra toàn lực, muốn chặn đánh Vũ Vương nhất trọng sẽ không có vấn đề gì lớn. Phanh phanh. Bên trong thạch thất, cuộc chiến càng thêm kịch liệt, thạch thất chao đảo như muốn đổ sụp xuống. Cho bổn vương nhìn xem ngươi rốt cục có bao nhiêu thực lực. Một tiếng quát trầm thấp vang lên trong miệng Đồng Quy Tinh, chân khí trào ra, lực lượng đáng sợ ngưng tụ nhanh như chớp, tiếp theo sau thân ảnh hắn liền xuất hiện trước người đeo mặt nạ, một đạo quyền ấn mang theo lực lượng phá không đáng sợ xé rách không gian, hung hăng vỗ xuống. Đồng Quy Tinh, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Người kia hừ lạnh, chân khí ngưng tụ, năng lượng thủy hệ bàng bạc ngưng tụ, hóa thành một đầu đại báo năng lượng lam sắc. Ngao! Đại báo màu lam rít gào một tiếng, dùng tư thế cường hãn nhất va chạm với quyền ấn của Đồng Quy Tinh. Phanh phanh! Hai cỗ lực lượng va chạm lẫn nhau, thanh âm nổ vang dựng lên, kình phong ba đạo cường hãn thổi quét, đại báo năng lượng trực tiếp tan vỡ, mà quyền ấn của Đồng Quy Tinh cũng bị nó cắn nuốt. Công kích cường hãn của hai vũ vương khiến lực lượng khủng bố làm cả thạch thất bắt đầu nứt nẻ, một ít cường giả đứng gần LNG ngực trầm muộn, thân thể không tự chủ được bị chấn ra xa. Phốc! Không ít người liền phun máu tươi, loại thực lực này làm Lục Lâm Thiên cũng chú ý tới, chỉ sợ cả Bạch Linh cũng không thể đối kháng với họ. Oanh oanh! Thanh âm nổ tung truyền ra, hai cột trụ lớn trong thạch thất trực tiếp bị chấn nát. Oanh long long! Trong khoảnh khắc đá vụn kích tán, cả thạch thất đều lay động, vài trụ đá còn lại nhận lấy phản ứng dây chuyền, ầm ầm phá nát, cả thạch thất bắt đầu chao đảo kịch liệt. Đồng Quy Tinh, người đã làm gì? Một tiếng hét lớn vang lên. Nơi này sắp sụp đổ, mau đi ra. Đá vụn bắt đầu rơi xuống, mặt đất cùng trần thạch thất bắt đầu nứt nẻ, đã sắp đổ sụp. Lão đại, trong này sắp sụp đổ. Thân ảnh Tiểu Long lao lên vai Lục Lâm Thiên nhanh như chớp, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Oanh long long. Cả thạch thất không ngừng chao đảo, không ít người sinh lòng sợ hãi. Mau nhìn, cửa đá sắp đóng lại. Một tiếng thét kinh hãi truyền tới, cửa đá khổng lồ bắt đầu hợp lại, một khối nham thạch thật lớn từ bên trên trần rơi xuống. Đệ tử Phi Linh Môn mau đi ra, mau. Lục Lâm Thiên quát to. Nghe được mệnh lệnh của trưởng môn, Trương Minh Đào cùng Hoàng Bát Nhiên hô hoán mọi người chạy ra cửa, mà nhóm người Lộc Sơn lão nhân lập tức lao nhanh ra ngoài. Mau, nơi này sụp đổ rồi, mau đi ra ngoài trước. Mọi người đều xông ra ngoài, không ai muốn bị nhốt lại nơi này. Siêu siêu. Đoàn người dừng cuộc hỗn chiến, mỗi thân ảnh hóa thành tia chớp lao nhanh ra. Đó là cái gì? Đúng ngay lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên dừng trên vách tường xa xa, lúc này trên vách tràn ra một cỗ quang mang khác thường. Lâm Thiên, mau lui lại. Thanh âm Bạch Linh truyền tới. Ngươi lui trước đi, nhanh. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng lên vách đá, phảng phất như nơi đó sắp có hung vật phá vách lao ra, trong lòng vô cùng hiếu kỳ muốn đi xem một phen. Oanh long long. Cả thạch thất bắt đầu sụp đổ, đá vụn nện xuống, dần dần tới đá lớn hơn trăm thước trực tiếp rơi xuống, tiếng oanh long vang lên bên tai không dứt. Chủ nhân, nếu không đi ra ngoài thì không kịp nữa. Huyết Mị cũng nói. Lão đại, đó là cái gì, khí tức có chút quái. Tiểu Long run lên, nhìn chằm chằm lên vách tường. Lục Lâm Thiên càng cảm thấy bên trong vách tường có điều gì đó bất phàm, nhưng không biết là nguy hiểm hay cơ duyên, phỏng chừng do Huyền Thiên Môn lưu lại, chỉ sợ họa phúc cùng theo, nhưng hiện giờ Lục Lâm Thiên không biết mình có nên đổ bạc hay không, vạn nhất không có bảo vật thật sự uổng phí đi mạo hiểm. Siêu siêu, từng thân ảnh rời khỏi cửa đá, thậm chí cả thông đạo cũng chao đảo kịch liệt, đá vụn bắt đầu tuôn xuống, giống như cả không gian sắp bị sụp đổ. Trưởng môn, mau lui lại, chỉ sợ cả tòa kiến trúc này sắp đổ sụp. Bên ngoài cửa đá, nhóm người Bạch Oánh đã xông ra, mà cửa đá đã sắp rơi xuống được hơn phân nửa. Đông lão, Oánh tỷ, mau dẫn mọi người rời khỏi đây, đây là mệnh lệnh. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống nói, lần đầu tiên dùng ngữ khí ra lệnh nói chuyện với mọi người, cả tòa đại điện đã biến thành đống hoang tàn, Lục Lâm Thiên cũng hiểu được Huyền Thiên Môn lưu di bảo ở đây, chỉ sợ cũng không có lòng tốt. Làm sao dễ dàng cho người khác lấy đi bảo vật, đổi lại là hắn cũng sẽ không làm như thế. Dạ, nghe được lời nói của Lục Lâm Thiên, hai người lập tức mang theo đệ tử Phi Linh Môn cùng rời đi.
Lâm Thiên, ngươi còn không đi? Lữ Chính Cường hét lớn một tiếng, nhìn thấy Lục Lâm Thiên còn lưu lại, vội vàng quát. Ta lập tức ra ngoài. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh ngược lại lao thẳng về hướng vách tường tràn ngập hào quang quỷ dị. Siêu siêu. Nhưng đúng ngay lúc đó, hai thân ảnh khác cũng lao theo, bởi vì họ đều thấy được quang mang trên vách tường, chính là Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt kia. Đó là đệ tử Linh Thiên Môn lập tức thối lui. Đệ tử Lan Lăng Sơn Trang lập tức ra ngoài. Đệ tử Hắc Sát Giáo lui ra. Đệ tử Hóa Vũ Tông lui trước đi. Mọi người mau lui lại. Tình cảnh kia làm không ít người chú ý, đồng thời còn có mười mấy thân ảnh ra lệnh đệ tử lui ra sau, nhưng bản thân mình lại lao thẳng tới trước. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vách tường, chỉ thấy quang mang như ẩn như hiện, mà những vách tường chung quanh đang ầm ầm sụp đổ, vách tường này lại không hề bị ảnh hưởng. Mỗi khi có hào quang tràn ngập, lại xuất hiện một mảnh đồ án bí văn, ở giữa có một lỗ nhỏ, tựa hồ là lỗ khóa. Siêu siêu. Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang đánh giá, Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt, nhóm người Lữ Chính Cường lẫn nữ tử quần đỏ, nam tử đeo mặt nạ cùng xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn chăm chú lên vách tường tràn ngập hào quang. Nhìn thấy vách tường biến hóa, sắc mặt bọn họ đại biến, tựa hồ như đang chờ mong điều gì, sắc mặt họ vô cùng ngưng trọng. Lục Lâm Thiên nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, khó trách Lam Thập Tam cùng nữ tử che mặt luôn tìm kiếm vật gì đó, cho dù vừa rồi nhìn thấy bảo vật chất đầy thạch thất, nhưng nhóm người Lữ Chính Cường vẫn một mực tìm kiếm vật gì đó khác. Lục Lâm Thiên suy đoán, có lẽ ngoại trừ di bảo của Huyền Thiên Môn, mọi người còn muốn tìm được vật khác. Oanh long long, thạch thất bắt đầu sụp đổ gần như toàn bộ, cơ hồ đã tới 9 phần, dù là như thế mọi người vẫn bố trí phòng ngự mà không có ý tứ muốn rời khỏi. Suy, Lam Thập Tam đầu tiên có động tác, dậm mạnh xuống đất, thủ ấn kết xuất, chân khí hỏa hệ bạo tuôn, hóa thành đầu hỏa long trực tiếp va chạm vách tường, nháy mắt đã đánh vào trên bí văn. Phanh, hỏa long nhất thời lóe sáng hào quang, nháy mắt biến mất, chỉ gợi lên một chút cuộn sóng sau đó hoàn toàn tiêu thất không còn bóng dáng. Trước hay buông tha tranh đấu, liên thủ phá vỡ nói sau, nhìn xem có phải vật kia hay không. Nhìn thấy một màn này, toàn bộ cường giả đều híp mắt, tựa hồ như có ăn ý, cùng quát lớn một tiếng, chân khí linh lực hùng hồn tràn ra, thanh thế vô cùng đồ sộ. Phanh phanh phanh, lực công kích cường hãn tuyệt đối nện lên bí văn, làm vách đá không ngừng cuộn sóng, không gian dập dờn trũng xuống, hình thành một thông đạo trũng vào bên trong, nhưng vẫn chưa nứt toác. Mở không ra, toàn bộ cường giả đều kinh hãi, một kích liên thủ của họ chỉ sợ dù là vũ tôn cũng phải tránh né. Nhưng vách đá không có bao nhiêu phản ứng. Đây là lỗ khóa sao? Lục Lâm Thiên kinh hãi, nhìn lỗ nhỏ trên bí văn, khí tức tản ra làm hắn cảm nhận được cỗ chân khí hơi quen thuộc, lập tức nhớ tới mình đã lựa chọn một chiếc chìa khóa, chân khí cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ có quan hệ? Trong lòng Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, tâm thần nhoáng lên, âm thầm lấy ra chìa khóa, nhất thời trong chìa khóa giống như có một thanh âm hô hoán hắn đi về phía trước. Đúng ngay lúc này một màn mà Lục Lâm Thiên căn bản không nghĩ tới đã xảy ra, chìa khóa vốn không có chút phản ứng đột nhiên giống như nhận lấy hô ứng, trực tiếp hóa thành quang mang chui vào bàn tay Lục Lâm Thiên, tiếp theo tiến vào cơ thể hắn biến mất không còn nhìn thấy. Suy, ngay khi chìa khóa tiến vào cơ thể hắn, Lục Lâm Thiên lập tức cảm thấy trên vách tường có cỗ hấp lực tác dụng lên người của hắn, lực độ khủng bố mạnh mẽ đem Lục Lâm Thiên kéo thẳng về hướng vách tường. Mà ngay lỗ hổng của bí văn lại hiện ra đạo quang mang chói mắt bao phủ trên người Lục Lâm Thiên. Những người khác nhìn vào lại nghĩ Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh thẳng về phía bí văn kia. Ngay nháy mắt, Bạch Linh cùng Huyết Mị phát hiện không đúng, thân thể mềm mại chợt lóe muốn chặn đường Lục Lâm Thiên nhưng đã chậm một bước. Suy, chỉ nháy mắt thân hình Lục Lâm Thiên bị hào quang trực tiếp cắn nuốt, ngay tiếp theo biến mất vào trong bí văn trên vách tường. Phanh phanh. Trên vách tường tản ra cỗ cự lực bài xích đẩy mạnh Bạch Linh cùng Huyết Mị bật lui ra sau. Đặng đặng, thân thể hai nàng bị đánh bay ra ngoài vài chục thước, rơi xuống đất, lảo đảo thối lui hơn 10 bước. Lâm Thiên, giờ khắc này ba người Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi, Vân Tiếu Thiên đều cực kỳ hoảng sợ. Oanh long long, vách tường vang lên thanh âm thật lớn, hào quang quỷ dị biến mất, mà vách tường vốn không gì phá vỡ nổi đã ầm ầm hóa thành đá vụn nện xuống. Sau vách tường hiển lộ một mảnh không gian hư vô, căn bản không còn có chút dấu vết của Lục Lâm Thiên. Oanh long!
trụ đá lớn nhất cuối cùng bắt đầu sụp đổ, cả thạch thất hoàn toàn phá hủy. Đi nhanh lên. Mọi người kinh ngạc, đành lựa chọn rời đi trước, nhất thời lao ra khỏi thạch thất nhanh như chớp. Chủ nhân. Huyết Mị ngây người, còn muốn lao vào trong vách tường đang sụp đổ. Huyết Mị, đi ra ngoài trước hãy nghĩ biện pháp. Ánh mắt Bạch Linh híp lại, nhìn chằm chằm không gian hư vô phía trước, lựa chọn rời đi. Thân hình hai nàng lao về hướng cửa đá nhanh như chớp, vừa rời khỏi cửa thì cánh cửa cũng hoàn toàn khép lại, phảng phất như triệt để cắt đứt với bên ngoài. Oanh long long, thông đạo chao đảo kịch liệt, đá vụn ầm ầm nện xuống, phảng phất như tòa kiến trúc khổng lồ sắp bị sụp đổ. Đi, mau rời đi. Bạch Linh liếc nhìn qua phía sau, cắn răng nói, hai nàng lao thẳng ra khỏi thông đạo, mà mê cung đã biến mất, một lát sau hai nàng nhìn thấy cánh cửa đá, vừa bước ra chợt phát hiện mình đã ở ngoài kiến trúc khổng lồ, trên quảng trường rộng lớn. Tại sao lại như vậy? Địa phương thật quỷ dị, sao chúng ta lại dễ dàng rời khỏi rồi? Khó khăn trùng điệp tiến vào, chết không ít người mới tới mục đích, nhưng đi ra thật dễ dàng. Điều này làm không ít người kinh ngạc dị thường. Oanh long long. Cả tòa kiến trúc cao V Upsilon T trong mây đều lay động kịch liệt, ầm ầm như sơn băng địa liệt. Oanh. Khi thanh âm cuối cùng vang vọng, cả đại điện khôi phục lại bình thường, hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Kiến trúc màu xanh khổng lồ vẫn u ám như trước, khí tức hùng hậu lan tràn, vô cùng dày nặng, nhìn vào tòa kiến trúc trong lòng chợt sản sinh cảm giác bé nhỏ, hết thảy giống như chưa từng biến hóa. Bạch Linh tiểu thư, trưởng môn đâu? Nhìn thấy Bạch Linh cùng Huyết Mị đi ra, nhưng không thấy Lục Lâm Thiên, Đông Vô Mệnh vội hỏi. Hình như hắn xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn, bị nhốt bên trong. Bạch Linh lộ vẻ ngưng trọng đáp, nàng có thể cảm giác được Lục Lâm Thiên thân bất do kỷ bị hút vào trong lỗ hổng bí văn kia. Cái gì? Sắc mặt nhóm người Đông Vô Mệnh đại biến. Vậy Tiểu Long? Đông Vô Mệnh cũng không thấy Tiểu Long, liền hỏi. Tiểu Long hộ tống chủ nhân nên cũng bị nhốt. Huyết Mị nói. Mau nghĩ biện pháp cứu chủ nhân, trong đó thật quỷ dị, muộn hơn sợ gặp nguy hiểm. Không vào được, không có lối vào. Bạch Linh nói, lối ra đã biến mất, lúc này không nhìn thấy được lối vào nào. Vừa rồi tiểu tử kia bị hút vào có chút quỷ dị. Lữ Chính Cường cùng Lư Khâu Mỹ Vi đi tới bên cạnh, ánh mắt ngưng trọng, hết thảy diễn ra tốc độ quá nhanh, họ hoàn toàn không kịp phản ứng. Mau tìm xem có lối vào hay không. Vân Tiếu Thiên nói. Lam Thập Tam, vừa rồi nhìn thấy là vật kia sao? Ở một bên, nữ tử che mặt hỏi. Không dám xác định, nhưng đồ vật kia của Huyền Thiên Môn hẳn chưa bị người lấy được, cũng không thấy xuất hiện qua. Ánh mắt Lam Thập Tam cực kỳ ngưng trọng, lần này mục tiêu khi đi vào bí cảnh là vì tìm đồ vật mà thôi, nhưng lại không tìm được. Có phải vật kia không nằm trong mật địa hay không? Hoàng Bào Vũ Vương hỏi. Không có khả năng, đã mấy ngàn năm nay thiên địa các lấy được tin tức, hẳn là nằm trong huyền thiên bí cảnh. Nữ tử che mặt nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, biết đi đâu tìm kiếm? Một linh vương nói. Không còn bao nhiêu thời gian, mà tinh nguyệt thiên sát đại trận đã sắp khôi phục, khi thời gian thiên lang phá nguyệt vừa qua, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài, bằng không thật sự sẽ phiền toái. Hiện tại cố gắng đi chỗ khác tìm xem có tìm được hay không. Nữ tử nói. Mau, đều tìm cho ta, nhìn xem có phát hiện gì hay không, nhất định phải tìm được trưởng môn. Đông Vô Mệnh lớn tiếng quát. Lục Lâm Thiên bị quang trụ nuốt vào bên trong, lập tức tiến vào trong một thông đạo ba văn quỷ dị, bốn phía không ngừng nổi lên ba văn như sóng biển. Nhất thời Lục Lâm Thiên cảm giác áp lực biến mất, bản thân đã khôi phục lại bình thường. Lão đại. Hình như chút ta có phiền toái. Tiểu Long ngẩng đầu cảnh giác nhìn phía trước. Cẩn thận một chút. Lục Lâm Thiên trực tiếp bố trí thanh linh khải giáp, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, sau thoáng do dự, bởi vì đã không còn đường lui, chỉ đành tiếp tục đi về phía trước. Sau một lát giống như đã đi tới cuối, ngay khi Lục Lâm Thiên nhìn thấy một cánh cửa, thân ảnh chợt lóe, đã đi tới một không gian rộng rãi, không gian này có chút u tối, tràn ngập vẻ quỷ dị. Suy. Cánh cửa biến mất, mà nơi này một mảnh u ám, chỉ có Lục Lâm Thiên trôi nổi giữa không trung, cả hắn lẫn Tiểu Long đều cảnh giác nhìn xung quanh. Lão đại, ta cảm giác có chút không ổn. Tiểu Long nói, hắn cảm giác có nguy hiểm đang tới gần, chăm chú nhìn bốn phía. Lục Lâm Thiên cũng có cảm ứng, tựa hồ có một điều gì đó nguy hiểm đang chậm rãi tới gần. Đó là,
Đúng ngay lúc này trong tầm mắt Lục Lâm Thiên hiện lên một mảnh lôi vân thật dày, không ngừng có điện quang xuyên toa bên trong. Lão đại, đó là cái gì? Khí tức khiến người sợ hãi truyền tới, lúc này Tiểu Long cảm thấy một cỗ lực lượng áp chế tuyệt đối dâng lên. Hình như là lôi vân. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, lôi vân cuồn cuộn chân trời, uy áp lôi đình cường hãn tràn ngập, khiến hắn cảm giác rét lạnh cả người, cũng không biết đang xảy ra chuyện gì. Lôi vân quay cuồng ngày càng kịch liệt, uy áp kinh người khiến trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, chỉ cần một đạo sấm sét đánh xuống kết quả của hắn liền biết được. Vì sao lôi vân lại tụ tập, Lục Lâm Thiên thật không biết, nhưng hắn có cảm giác là vì mình mà tới. Lục Lâm Thiên hy vọng cảm giác của mình là sai lầm, nếu lôi vân vì mình mà xuất hiện, vậy không xong, chỉ cần một đạo sấm sét mình thật sự không thể ngăn cản. Lôi vân càng ngày càng nặng, trong tầng mây dường như có vật gì nổi lên. Lôi vân quay cuồng, cả phiến không gian đều rơi vào yên tĩnh kỳ dị, trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ bất an, mà ánh mắt Tiểu Long nhìn chằm chằm lên lôi vân, trong mắt cực kỳ kinh ngạc, thậm chí có một loại dự cảm không hay. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu Long cực kỳ khẩn trương hỏi. Lục Lâm Thiên lắc nhẹ đầu, hắn cũng không có cách nào, không biết đây là đâu, lôi vân lại bao trùm cả bầu trời, hiện tại hắn chẳng khác gì một con kiến, cảm giác hoàn toàn vô lực. Lôi vân chậm rãi dừng lại, một lát sau điện mang màu tím lặng yên xuyên thấu tầng mây, đem cả lôi vân nhuộm thành màu tím nhạt, tia chớp vừa hiện, cả không gian không khỏi run lên. Suy! Cùng một thời gian, thanh âm tiếng nổ dựng lên, từng đạo lôi quang điện mang nháy mắt lan tràn xuống, dùng tốc độ nhanh như thuấn di hội tụ, cuối cùng bao phủ khắp chung quanh Lục Lâm Thiên. Nháy mắt ngân mang đổ xuống, vô số lôi đình từ trên giáng xuống, vây kín rậm rạp toàn bộ phạm vi không gian ngàn thước chung quanh Lục Lâm Thiên. Không xong. Giờ khắc này Lục Lâm Thiên cảm giác được lãnh ý lan tràn, trước mặt lôi uy kinh người linh hồn của hắn đều đang run rẩy. Suy. Ngay lập tức một tiếng nổ vang, một đạo lôi đình thật lớn như nộ long ầm ầm hạ xuống, những nơi lôi đình đi qua không gian vặn vẹo, trực tiếp bổ thẳng về phía Lục Lâm Thiên. Tốc độ quá nhanh làm Lục Lâm Thiên không kịp phản ứng, thủ ấn oanh kích thẳng ra, mang theo chân khí vô cùng cường hãn. Phanh! Lôi đình hung hăng nện lên quyền ấn, lực lượng hung mãnh khiến quyền ấn lập tức mai một, lôi đình không chút dừng lại hung hăng đánh thẳng xuống dưới. Lão đại cẩn thận! Tiểu Long hét lớn một tiếng, quanh thân chợt lóe hoàng mang, thân hình nho nhỏ bắn vọt lên, trực tiếp hóa thành bản thể khổng lồ, ngũ trảo sinh vân, long uy lan tràn, trên lớp vảy thật dày hiện ra kim sắc hỏa diễm. Phanh! Lôi đình đánh thẳng lên Tiểu Long. Một thanh âm trầm đục truyền ra, bản thể khổng lồ của Tiểu Long bị tạc bay, nháy mắt có thể nhìn thấy lớp vảy rơi xuống, máu tươi vẩy ra, thân thể rơi thẳng xuống dưới. Tiểu Long! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, lôi vân cuồn cuộn, một đạo lôi đình nện thẳng về hướng Lục Lâm Thiên, đạo lôi đình còn lớn hơn vừa rồi, khiến người run rẩy. Sắc mặt Lục Lâm Thiên đại biến, không chút do dự vung tay đánh ra đại địa cương thuẫn, ngay lập tức cương thuẫn liền bị phá hủy thành 4-5 mảnh. Phanh! Lôi đình trực tiếp đánh xuống, Lục Lâm Thiên cơ hồ không có thời gian tránh né liền bị bổ thẳng lên vai của hắn. Thanh âm trầm đục thật lớn vang lên, giờ khắc này Lục Lâm Thiên chỉ cảm thấy nhịp tim ngừng lại, điện quang nháy mắt lan tràn khắp thân thể mang theo cảm giác nóng cháy. A! À, Lục Lâm Thiên không nhịn được hét thảm một tiếng, trên vai hiện lên lỗ máu lớn cỡ nửa bàn tay, thanh linh khải giáp vỡ nát, da thịt tung tóe, máu tươi bắn ra, miệng vết thương cháy đen một mảnh. Đau đớn thấu xương. Phốc! Trong miệng phun ra máu tươi, thân hình hắn bị đánh bay, căn bản không hề có chút sức lực đối kháng. Lão đại! Thân thể khổng lồ của Tiểu Long cuồn cuộn dâng lên, nháy mắt liền xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên, trên lưng hiện rõ lỗ máu, da thịt cháy đen. Tê tê! Điện mang quanh quẩn, lại bắt đầu hội tụ lôi đình. Chết tiệt, đây là địa phương quỷ quái gì? Tiểu Long rít gào, ngũ trảo vươn lên. Trong mắt lộ hung quang. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, lôi điện lực làm hắn bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt huyết nhục toàn thân đều trúng đòn nghiêm trọng, giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, thậm chí chân khí cũng khó thể vận chuyển. Suy, chỉ nháy mắt lôi vân tựa hồ tập trung hai người, hai đạo lôi đình trực tiếp oanh ra. Ngao, Tiểu Long ngẩng đầu rít gào, long ngâm xuyên thấu không gian, quanh thân tràn ra cỗ khí tức cường hãn quỷ dị. Giờ phút này chẳng biết từ lúc nào lại tràn ra một cỗ quang hoa đen như mực, chân khí chưa từng xuất hiện đột ngột tràn ra. Huyền Vũ thần xác,
hét lớn một tiếng, nửa thân dưới khổng lồ của tiểu long dựng lên một cỗ quang hoa màu đen bàng bạc, trong tích tắc hóa thành một vật khổng lồ hơn 500 thước, vừa vặn bao phủ tới lưng của hắn, chỉ còn lộ cái đầu cùng đuôi bên ngoài. Lục Lâm Thiên kinh ngạc chố mắt, hình dáng giáp xác giống như quy xà giao nhau, vô cùng sinh động, lộ ra chân khí cường hãn không cách nào che giấu. Phía trên giáp xác bí văn lưu chuyển, lộ ra khí thức thần bí mà yêu dị, khí thức làm không gian run lên, trong mơ hồ còn có tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, chấn động lòng người, làm cả thiên địa cũng run rẩy. Đây là mai rùa. Lục Lâm Thiên lập tức nhớ lại đây là bảo vật mà Tiểu Long lấy được trong vụ tinh hải, khó trách Tiểu Long nhất định không chịu tiết lộ mình đã lấy được vật gì, nguyên lai là một mai rùa, nhưng đây tuyệt đối không phải vật phàm. Trong mơ hồ Lục Lâm Thiên rõ ràng cảm giác được trên mai rùa tản ra uy áp thật lớn, làm linh hồn của hắn cũng run rẩy lên. Suy, hai đạo lôi đình bao trùm xuống, trong tích tắc Tiểu Long thúc giục mai rùa đem Lục Lâm Thiên bao phủ. Phanh phanh, hai đạo lôi đình nện lên mai rùa, ánh lửa vẩy ra, hắc quang trên mai rùa phóng lên cao, thậm chí không lưu được chút dấu vết. Lão đại, mau vào. Tiểu Long hét lớn một tiếng, khi hai đạo lôi đình hạ xuống, chân khí của hắn đã có chút rối loạn, rõ ràng bị ảnh hưởng không nhỏ. Siêu. Lục Lâm Thiên không chút do dự trực tiếp chui vào trong mai rùa. Siêu siêu. Trong nháy mắt đầu cùng đuôi của Tiểu Long cũng co rụt vào mai rùa, một người một rồng trực tiếp trốn ở bên trong. Tiểu Long, ngươi lấy được vật này trong vụ tinh hải sao? Trước mắt là một mảnh u tối, khí tức tang thương hùng hậu bao phủ cả không gian, bên trong mai rùa còn có bí văn lưu chuyển, khí tức kinh người không ngừng lan tràn. Ân, có phải rất khó xem hay không? Ta thật không nghĩ tới mình nhận được một mai rùa. Tiểu Long có chút ngượng ngùng nói, có một mai rùa đi khắp nơi, hắn thật xấu hổ, lại sợ bị lão đại cười, lập tức nói. Lão đại, người đừng xem thường mai rùa này, đây chính là do một vị tiền bối cửu giai trong Huyền Vũ Nhất Tông lưu lại, bên trong có toàn bộ truyền thừa, ta dùng huyết mạch tế luyện, cho nên ta mới có được, đây là bảo vật phòng ngự cường hãn nhất, nhưng với thực lực bây giờ của ta còn chưa thúc giục tới mức cao nhất của nó. Là do một vị tiền bối cửu giai của Huyền Vũ bộ tộc lưu lại. Lục Lâm Thiên không khỏi cả kinh, đây chẳng khác gì là võ đế linh đế, nghe đồn lực phòng ngự của bộ tộc Huyền Vũ là mạnh nhất trên đời, trực tiếp vượt cấp đối kháng đối thủ, được xưng là vật cứng rắn nhất thiên hạ, trốn vào trong này người bên ngoài cũng không làm được gì. Tiểu Long lấy được mai rùa do cường giả bộ tộc Huyền Vũ lưu lại, đây quả thật là trọng bảo, mặc dù nhìn bề ngoài không đẹp, nhưng lực phòng ngự chỉ sợ trong thiên hạ không còn vật nào sánh bằng. Vào thời khắc này lôi vân cuồn cuộn không ngớt, bên trong điện mang còn mang theo lực hủy diệt, lặng yên thẩm thấu tràn ra, làm cả không gian đều xuất hiện những cái khe tối đen nhỏ như sợi tóc, giống như tùy thời đều sẽ nổ tung. Suy, lôi đình liên tục oanh kích xuống, ầm ầm rơi xuống mai rùa, ánh lửa văng khắp nơi, mai rùa không ngừng chao đảo. Oanh long long, thanh âm đinh tai nhức óc quanh quẩn. Bí văn không ngừng lóe sáng, xuyên thấu qua mai rùa Lục Lâm Thiên cảm giác được cự lực vỡ áp xuống. Phốc, Tiểu Long phun ra ngụm máu tươi. Tiểu Long, ngươi không sao chứ? Trong lòng Lục Lâm Thiên trầm xuống, không nghĩ tới cả mai rùa cũng không thể đối kháng lôi đình, chỉ sợ Vũ Vương bình thường cũng có thể bị đánh chết. Lão đại, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi, Huyền Vũ thần sắc cũng không thể đối kháng, lôi điện quá mạnh mẽ. Tiểu Long nói. Trong mắt vô cùng ngưng trọng. Ngay khi lời của Tiểu Long vừa dứt, trong lôi vân truyền ra tiếng nổ vang kinh thiên, tốc độ ngày càng cuồng bạo, từng đạo lôi đỉnh phá vỡ lôi vân ầm ầm oanh kích xuống. Phanh 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 phanh. Không gian chấn động, hơn 10 đạo lôi đỉnh đồng thời rơi lên mai rùa của Tiểu Long. Phốc. Tiểu Long lại phun ra máu tươi, chân khí mỏng manh, bí văn trên mai rùa ảm đạm không ánh sáng. Tiểu Long. Trong lòng Lục Lâm Thiên nóng như lửa đốt. Nhưng hoàn toàn không có cách nào. Hoa lạp lạp. Ngay sau đó lôi vân quay cuồng, đột nhiên mạnh mẽ co rụt lại, điện quang quanh quẩn, từng đạo lôi đình như cự mãng bạo lướt xé rách không gian hung hăng bổ lên mai rùa. Phốc. Tiểu Long lại phun máu tươi, trực tiếp rơi lên mai rùa, liền bị bí văn hấp thu. Lão đại, ta hộ không được ngươi, lôi điện quá lợi hại. Tiểu Long uể oải vô lực nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức ngất đi. Hoàng mang ảm đạm biến mất không còn nhìn thấy. Tiểu Long. Sắc mặt Lục Lâm Thiên hoảng hốt, thân hình lập tức bị mai rùa bài xích ra ngoài. Suy suy. Vừa rồi mai rùa ảm đạm không ánh sáng,
lúc này lại lan tràn hắc mang, trong phút chốc mai rùa lớn chừng 5-600 thước khổng lồ hoàn toàn phong tỏa không còn kẽ hở, trực tiếp thu nhỏ lại, hóa thành cỡ bàn tay trôi nổi giữa không trung. Biến hóa làm Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, Tiểu Long đã ngất xỉu, tựa hồ là do mai rùa làm ra, đem hắn bài xích ra khỏi mai rùa sau đó hoàn toàn phong tỏa. Hoa lạp lạp, lôi điện xuyên qua lôi vân, bao trùm nện xuống. Thân ảnh Lục Lâm Thiên như điện, hoảng hốt muốn thoát ly khỏi khu vực lôi đình công kích kia. Nhưng chỉ phí công, lôi đình giống như có linh trí oanh thẳng lên người Lục Lâm Thiên. Giờ khắc này ước chừng có 5-6 đạo lôi đình hung hăng bổ lên người hắn, lập tức hóa thành vô số điện xà màu tím thật nhỏ, lao thẳng vào trong nội thể hắn. Ca ca, thanh linh khải giáp lập tức phá nát, máu tươi vẩy ra, lôi lực tràn vào cơ thể nhanh chóng tàn sát bừa bãi điên cuồng, Lục Lâm Thiên hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Toàn bộ gân cốt kinh mạch, huyết nhục thân thể của hắn triệt để bị phá hủy. Oanh long long, lôi vân ầm vang, không ngừng giáng xuống điện mang càng mạnh mẽ, hội tụ thành lôi đình bổ lên người Lục Lâm Thiên. Oanh oanh oanh, toàn thân hắn hoàn toàn bị phá hủy, làn da cháy đen, toàn bộ bị phá hủy thành mảnh nhỏ, đan điền khí hải cũng bị nổ nát. Oanh long long, trên trăm đạo lôi đình bao trùm trời đất đánh xuống, nện lên người Lục Lâm Thiên đã sớm mất đi chi giác. Oanh oanh oanh, mạng ta xong rồi. Chi giác cuối cùng của Lục Lâm Thiên dừng ở hình ảnh trên trăm đạo lôi đình giáng xuống, thân thể mình chia thành 4-5 mảnh, dù là Đại La Kim Tiên cũng khó tránh được tử kiếp. Một khắc cuối cùng, trong đầu Lục Lâm Thiên nghĩ tới mẫu thân, Vô Song, Hồng Lăng, Tiểu Linh, còn có Tâm Đồng, Cảnh Văn cùng Nam Thúc, Tiểu Long, Lão Độc Vật, Bạch Oánh, những thân ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, sau đó hắn hoàn toàn mất đi chi giác. Bên trong khu vực xương trắng dày đặc, thời gian chậm rãi trôi qua. Mọi người không tìm được gì khác, mà người của Phi Linh Môn đang tìm kiếm lối vào kiến trúc khổng lồ cũng không tìm được, kiến trúc giống như không hề có kẽ hở, không hề có chút dấu vết xuất hiện. Thần sắc của họ vô cùng ngưng trọng, trưởng môn đã bị nhốt 3 ngày, vẫn chưa có tin tức, điều này làm mọi người phải nghĩ tới kết quả xấu nhất. Lữ trưởng môn, có biện pháp nào mở ra nơi quỷ dị này hay không? Bạch Oánh hỏi, thần sắc khẩn trương. Khẽ lắc đầu, sắc mặt Lữ Chính Cường thật khó xem. Con rể bị nhốt bên trong, hắn bó tay hết cách, từng thử nghiệm mạnh mẽ phá vỡ, nhưng mấy người liên thủ vẫn không cách nào lay động được mảy may. Vậy làm sao bây giờ, trưởng môn còn ở bên trong? Người Phi Linh Môn lo lắng không thôi. Bạch Linh tiểu thư, có biện pháp nào không? Đông Vô Mệnh hỏi. Huyết Mị, người có thể cảm ứng được hắn hay không? Bạch Linh xoay người hỏi Huyết Mị, nàng biết trong đầu Huyết Mị có huyết hồn ấn. Giữa hai người sẽ có liên hệ vi diệu. Loại cảm giác này ta chưa từng gặp qua, thật sự kỳ quái, giống như mất đi liên hệ, lại như không có. Huyết Mị trả lời. Đây rốt cục là địa phương nào, thật là quỷ dị. Sắc mặt Thiên Độc Yêu Long cực kỳ khó xem, lần đầu xuất hiện vẻ e ngại. Mau nhìn xem, Thiên Lang Tinh quỷ vị. Giữa không trung, ánh trăng lộ ra ngoài, bắt đầu chiếu xuống đại địa. 7 ngày đã qua. Thiên Lang Tinh quý vị, Tinh Nguyệt Thiên Sát đại trận sắp khôi phục. Đi nhanh lên, đừng để bị vây trong này. Siêu siêu. Thanh âm xé gió vang lên, không ai muốn tiếp tục ở lại địa phương quỷ quái này. Chúng ta làm sao bây giờ, lần này không lấy được vật gì, sợ quay về sẽ bị trách phạt. Ở một góc, vài thân ảnh tụ tập, ánh mắt nhìn chằm chằm kiến trúc khổng lồ, thân ảnh đeo mặt nạ nói. 7000 năm. Bảo vật của Huyền Thiên Môn chúng ta chưa từng gặp qua, cũng không biết làm sao tìm được, người của bốn đại sơn môn cũng không tìm thấy, chúng ta thông chi giới chủ trước hãy làm tiếp quyết định. Một thân ảnh trầm giọng nói. Lục Lâm Thiên hình như đã bị nhốt bên trong, mà bên trên muốn bắt hắn, có cần thông chi giới chủ hay không? Bên trên cực kỳ trọng thị tiểu tử kia, tự nhiên phải thông chi giới chủ. Dứt lời vài thân ảnh cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Thánh nữ. Thiên Lang Tinh quý vị, chúng ta rời khỏi trước. Một linh vương trong thiên địa các lên tiếng nói. Nhất định là giấu trong huyền thiên bí cảnh, tại sao không có ở đây? Nữ tử không ngừng thì thầm, tựa hồ muốn tìm đồ vật trọng yếu nào đó. Có lẽ lúc trước huyền thiên môn sợ bí cảnh bị phá, không dám đặt bên trong bí cảnh. Lam Thập Tam nói. Chúng ta đi thôi, lần này xem như không ai lấy được vật kia, không ít người đều thất bại. Chỉ tiếc Lục Lâm Thiên giữ nhiều lành ít, nếu hắn không xảy ra chuyện gì, nhất định là đối thủ của ta.
Nữ tử nhíu mày, lập tức nói. Chúng ta đi thôi, một khi tinh nguyệt thiên sát đại trận phong tỏa, chúng ta sẽ bị nhốt muôn đời, chỉ sợ bị vây chết bên trong, mà thiên sát đại trận tựa hồ bị phá, nhưng vẫn còn lại tinh nguyệt đại trận, chúng ta chưa có cách nào phá vỡ. Dứt lời người của thiên địa các đều rời đi, nữ tử đột nhiên quay đầu nhìn tòa kiến trúc, tựa hồ khẽ thở dài. Sao lại không có, chẳng lẽ bị người chiếm được hay sao? Bảo vật kia không thấy xuất hiện qua, không khả năng có người lấy được, nhất định bị huyền thiên môn giấu trong huyền thiên bí cảnh. Thiên lang tinh quý vị, vầng trăng đã lên, tinh nguyệt đại trận sắp khôi phục, mau đi ra. Trong đám người có không ít thanh âm vang lên, sau đó rời đi thật nhanh. Thiên lang tinh bắt đầu quý vị, ánh trăng dâng lên, lại bị một mảnh mây mờ bao phủ, thiên lang tinh chậm rãi di chuyển, ánh trăng lại chiếu sáng không trung. Những địa phương thiên lang tinh đi qua, những tinh tú lập tức sáng trở lại, những hải vực trong đại lục bắt đầu yên tĩnh. Thiên lang tinh quý vị, ai có thể mang đi được bảo vật kia, lúc trước ngay cả huyền thiên lão quái còn không khống chế được, bằng không bốn đại sơn môn cần gì dây dưa huyền thiên môn, ai? Trong thiên địa vang lên tiếng thở dài, cũng không biết từ đâu truyền ra, ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Thiên lang tinh dần dần mở đi, mà ánh trăng bắt đầu chói mắt. Oanh long long, trong không gian bắt đầu rung động, lung lay như muốn sụp đổ. Chúng ta phải đi ra ngoài. Lữ Chính Cường nói, nhưng trưởng môn làm sao bây giờ, trưởng môn còn chưa đi ra đâu. Thanh Hỏa lão quỷ nói, đi ra ngoài trước đi, tới lúc đó tiếp tục nghĩ biện pháp. Vân Thiếu Thiên nói, toàn bộ đệ tử Phi Linh Môn đi ra ngoài trước, miễn cho lưu lại bị nhốt ở đây, đi ra ngoài mới có thể nghĩ biện pháp. Đông Vô Mệnh cắn răng nói, mệnh lệnh mọi người rời đi. Người của Phi Linh Môn bất đắc dĩ rời khỏi. Trong lòng đều hiểu được lưu lại cũng vô dụng, bị nhốt trong này chỉ còn chịu chết vô ích. Suy, ánh trăng bao phủ kiến trúc khổng lồ, sương mù thổi tan, một mảnh hào quang hiện lên, diện tích càng lúc càng lớn, xen lẫn thiên địa năng lượng dày trọng, giống như một tầng cương cháo bao phủ xuống. Tinh nguyệt đại trận khôi phục, mọi người mau lui lại. Từng thanh âm kinh hô truyền ra, mọi người cấp tốc lao ra, bị nhốt trong này chỉ còn con đường chết. Nhóm người Lữ Chính Cường, Công Tôn Hóa Nhai đều vội vã rời khỏi, thoát khỏi không gian nhanh như chớp. Oanh long long, cả đoạn thiên sơn mạch đều vang lên đinh tai nhức óc, quang mang cùng ánh trăng hô ứng phóng lên cao, bao phủ cả dãy núi non liên miên khôn cùng. Một đạo quang quyển cực lớn từ trên 9 tầng trời áp xuống, trực tiếp bao phủ cả dãy núi, từng thân ảnh nhanh chóng thoát thân bay ra. Quang quyển càng ngày càng nhỏ, một đạo huyết sắc thân ảnh đứng lặng tại chỗ vẫn chưa rời đi. Huyết Mị, người còn không đi. Bạch Linh kêu lên. Chủ nhân bị vây ở trong này, ta muốn chờ chủ nhân, dù sao ta vốn sống ở nơi đây, các ngươi đi thôi, không cần để ý tới ta. Huyết Mị nói, đã bị bố trí huyết hồn ấn, từ tận sâu trong linh hồn sẽ tuyệt đối trung thành với chủ nhân, hiện tại chủ nhân sinh tử không rõ, nàng sẽ không rời đi. Cũng tốt, người vào trong nhìn thấy, ta ra ngoài nghĩ biện pháp. Bạch Linh nhíu mày, thân ảnh bay ra khỏi quang quyển. Oanh long long. Khi quang quyển hoàn toàn vỡ áp xuống, một đạo cường quang phóng lên cao, tựa hồ dao động thiên địa năng lượng, cả vùng núi non đều biến mất, giống như chưa từng xuất hiện qua. Lục Lâm Thiên kia thật sự bị nhốt bên trong. Phải đó, ta cũng nhìn thấy, hắn không đi ra, phỏng chừng là chết chắc rồi. Võ giả ngũ hệ, thiên phú thật tốt, trời cao đấu kỵ anh tài a. Hừ, võ giả ngũ hệ còn không phải chết chắc rồi. Gia Cát Tử Vân hừ lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên, lộ tia cười lạnh âm tàn. Chủ nhân, ta sẽ chờ ngươi đi ra. Khi bầu trời khôi phục lại vẻ u tối mông lung, không gian đã hoàn toàn yên tĩnh, một màn náo nhiệt suốt mấy hôm nay đã không còn tồn tại, Huyết Mị lăng không đứng thẳng, tóc đỏ tung bay, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào tòa kiến trúc cao ngất lẩm bẩm. Ngay khi thân thể Lục Lâm Thiên bị phá nát, lôi điện dần dần giảm xuống, bớt đi khí thế bạo ngược, nhưng vẫn chưa tiêu tán mà tiếp tục hội tụ trên không. Ngay lúc này chữ vật giới chỉ của hắn trôi nổi trên không trung, ngay nháy mắt một đạo lưu quang lao ra, sau đó hóa thành một thân ảnh già nua hư ảo trôi nổi giữa bầu trời. Không xong, ta mới ngủ say chưa bao lâu, tiểu tử này lại biến thành như vậy, xong đời. Thân ảnh vừa xuất hiện, sắc mặt đại biến nhìn cảnh tượng trước mắt, ánh mắt biến thành kinh ngạc. Gì? Một thanh âm kinh nghi truyền ra,
chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một viên ngũ sắc võ đan, một thanh đại đao huyết sắc cùng một đôi thanh vũ rực hộ vệ hai bên trái phải. Suy, một đạo lôi đình đánh xuống ngũ sắc võ đan, lực lượng thật lớn kia liền bị huyết đao cùng thanh rực đối kháng, lôi quang quanh quẩn, rơi lên trên hai bảo vật, chỉ còn chút ít quanh quẩn trên võ đan. Ánh mắt thân ảnh già nua nhìn chằm chằm, cách ngũ sắc võ đan không xa còn có một viên hồn đan tản ra quang mang chói mắt, trên hồn đan có một thanh kim sắc tiểu đao phóng thích ra kim quang, hóa thành quang hồ bao phủ hồn đan. Đó là cái gì, nơi nào có cỗ tàn hồn mạnh như vậy? Thân ảnh già nua nháy mắt run lên, bên trong kim quang còn có một cỗ tàn hồn thật lớn chiếm cứ bên trong, tiểu đao kim sắc cũng bao phủ cả nó. Suy, một đạo lôi đình đánh xuống, trực tiếp rơi lên kim sắc tiểu đao, nhưng không ngờ lôi đình lại không cách nào lay động được tiểu đao mảy may, thậm chí không tạo nên một tia gợn sóng. Oanh long long, ngay khi lão nhân còn đang kinh ngạc, lôi vân tựa hồ cảm giác được chân khí của hắn, lôi đình hội tụ, oanh kích xuống dưới. Đây là địa phương quỷ quái gì? Lão nhân nhìn thấy lôi điện đánh xuống, bàn tay hư ảo vung lên, một màn hào quang trực tiếp bao phủ thân thể hắn. Suy, lôi đình cường hãn mang theo lực lượng xé rách không gian trực tiếp đánh lên màn hào quang nổi lên ba đào, thân ảnh lão nhân bị đẩy lui, nhưng hào quang vẫn chưa phá nát. Thật là cường hãn. Sắc mặt lão nhân đại biến, nhìn chằm chằm lôi vân trên không trung, ánh mắt cực kỳ nghi hoặc lẩm bẩm. Tử kim huyền lôi, không ngờ là tử kim huyền lôi. Chẳng lẽ, thần sắc nghi hoặc, ánh mắt lão nhân lập tức đại biến. Tử kim huyền lôi, chẳng lẽ đây là bảo vật của huyền thiên quái vật, tiểu tử này sao lại xông vào bên trong bảo vật của lão quái kia, lão quái không phải đã chết sao, chẳng lẽ bảo vật vẫn luôn vô chủ. Lão nhân nhíu mày, lập tức nhìn chằm chằm phía trước, ngoại trừ ngũ sắc võ đan cùng hồn đan, còn có một đoàn thịt nát thật lớn. Không khó nhìn ra đoàn thịt nát vẫn còn tương liên với nhau, mà kinh mạch cùng huyết mạch tuy đứt thành từng khúc, nhưng trong mơ hồ lại vẫn còn vương vấn. Suy, một đạo lôi đình oanh kích lên đoàn thịt nát, lúc này lôi đình không còn khí tức cuồng bạo, oanh kích lên đoàn thịt máu hiện lên điện quang lưu xuyến, biến thành cực kỳ huyền ảo. Còn chưa hoàn toàn phá hủy, lại đối kháng được bước đầu tiên, cũng may bản thể tiểu tử này cường hãn, bằng không thật sự hết thuốc chữa. Sắc mặt lão nhân ngưng trọng, lại có vẻ thoáng nhẹ nhõm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn buông lòng. Phá rồi lại lập, đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi, trong đại nạn lại là đại cơ duyên, nếu không thể vượt qua, sau này ngươi chỉ đi tới bước này, nếu qua được trong thiên địa còn ai muốn đối phó ngươi đều phải nghĩ kỹ. Dứt lời ánh mắt lão nhân ngẩn ra, nhìn lên mai rùa nhỏ cỡ lòng bàn tay trôi nổi trên không trung, hắc quang không ngừng hiển lộ. Gì, không ngờ là mai rùa cửu giai của bộ tộc Huyền Vũ. Tiểu gia hỏa này sao lại được cơ duyên như thế, lực phòng thủ của mai rùa kiên cố a, nhưng tiểu gia hỏa kia còn chưa hoàn toàn dung hợp, huyết mạch không tinh khiết, đáng tiếc, đáng tiếc. Khẽ thở dài, ánh mắt hắn lại rơi lên đoàn thịt nát, từng đạo lôi đình một mực giáng xuống, tựa hồ mang theo một loại quy luật, mỗi đạo lôi đình rơi xuống đoàn thịt nát lại càng nát hơn, điện mang màu tím quanh quẩn, tựa hồ rèn luyện cho khung xương huyết nhục càng thêm cường hãn một ít. Tử kim huyền lôi rèn thể. Phá rồi lại lập, đây không bình thường, linh khí địa cấp cùng huyết lục bảo vệ võ đan của ngươi, mà vật kinh khủng kia lại bảo vệ hồn đan cho ngươi, tuy vi sư không giúp được ngươi bao nhiêu, nhưng có thể giúp ngươi bảo hộ tâm trí, là long hay trùng phải nhờ chính ngươi, đừng làm vi sư thất vọng. Lão nhân nói xong thủ ấn kết xuất, từ giới chỉ của Lục Lâm Thiên bắn ra một đạo huỳnh quang, linh ngọc sàng lập tức xuất hiện. Phanh phanh, giữa không trung, lôi đình màu tím oanh kích thẳng lên người lão nhân. Hừ, tử kim huyền lôi vô chủ còn chưa làm gì được bản tôn. Lão nhân vừa dứt lời, thủ ấn kết xuất, linh ngọc sàng tỏa sáng hào quang, trực tiếp ngăn cản ngay trên đỉnh đầu hắn. Trong phút chốc lôi đình mang theo lực lượng hủy diệt oanh kích lên linh ngọc sàng, nhưng không lưu lại chút dấu vết, chỉ làm quang mang mở đi một ít. Nếu Lục Lâm Thiên tỉnh táo nhất định sẽ giật mình, không nghĩ tới linh ngọc sàng còn có lực phòng ngự khủng bố thế này, bằng không hắn cũng không tới nông nỗi như vậy. Tiếp theo sau, thân ảnh lão nhân đi lên linh ngọc sàng trôi nổi bên dưới đoàn thịt nát, huỳnh quang bao phủ thân hình vỡ nát của Lục Lâm Thiên. Suy, một đạo lôi đình oanh kích lên đoàn thịt nát, mà lúc này nhờ có hào quang của linh ngọc sàng, đoàn thịt nát trở nên sống động hơn không ít. Suy, cứ như vậy trong không gian biến thành tử tịch, chỉ còn tiếng sấm sét không ngừng oanh kích,
tổng cộng là 4 đạo, đều dựa theo quy luật cố định oanh kích vào thân thể phá nát của Lục Lâm Thiên, một đạo đánh vào ngũ sắc võ đan, một đạo oanh vào hồn đan, mà đạo cuối cùng lại đánh lên trên mai rùa bảo hộ Tiểu Long. Tựa hồ vì âm dương linh vũ quyết, võ đan đã có thói quen cắn nuốt lực lượng từ bên ngoài tới, lúc này đang cắn nuốt năng lượng lôi đình, ngũ sắc võ đan chậm rãi hấp thu lôi lực màu tím, với tốc độ mà mắt thường khó thể phá hiện càng ngày càng bóng loáng lẫn ngưng thật. Lúc này hồn đan được kim quang bao phủ, lôi đình căn bản không thể chạm tới, ngược lại còn có cảm giác như vô lực, quỷ dị khiến người nói không nên lời. Mà lúc này lôi đình rơi xuống mai rùa không lưu chút dấu vết, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy bí văn trên mai rùa quanh quẩn hấp thu lôi đình trực tiếp thẩm thấu vào bên trong. Trong bất chi bất giác thời gian đã qua một tháng, lúc này đã vào mùa đông, nhiệt độ rất thấp, bên trong đoạn thiên sơn mạch lá cây héo úa, thân cây trơ trụi đứng thẳng, có lẽ bởi vì thiên lang phá nhật, đại tuyết lả tả, cả thiên địa như biến thành trắng xóa. Ánh mắt Bạch Linh nhìn chằm chằm về phía trước, vẫn lạnh lùng uy nghiêm. Nhưng người quen thuộc nàng đều không khó phát hiện, trong mắt của nàng đã mất đi thần thái ngày xưa. Không ít người bắt đầu rời khỏi đoạn thiên sơn mạch, họ đã nghĩ đủ mọi biện pháp nhưng chỉ vô dụng, huyền thiên bí cảnh đã hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại, nhưng nó thật sự đã xuất hiện qua. Bạch Linh đã tìm tất cả các địa phương, đi tới chỗ vách núi khi trước, nhưng không phát hiện được gì, còn thông đạo nham thạch cũng không có chút biến hóa trong đêm trăng tròn. Bạch Linh đại nhân, còn có biện pháp nào cứu chủ nhân hay không? Thiên sĩ tuyết sư thu nhỏ thân hình xoay quanh trên bầu trời, đôi mắt lo lắng, hắn vẫn luôn ở bên ngoài đợi chủ nhân, không đi vào trong huyền thiên bí cảnh, thật không nghĩ tới chủ nhân lại bị vây khốn bên trong. Ngươi có thể cảm ứng được với hắn hay không? Bạch Linh lắc đầu hỏi ngược lại. Không thể, không có liên hệ, ta không thể phán đoán. Thiên sĩ tuyết sư lắc đầu, trong đầu hắn có linh hồn lực của chủ nhân, vốn có thể liên lạc. Nếu chủ nhân tử vong thì huyết hồn ấn sẽ tiêu tán, nhưng bây giờ cảm giác của hắn rất kỳ diệu, tuy huyết hồn ấn không biến mất nhưng lại không cảm giác được chủ nhân tồn tại. Đông Cung Phụng, Bạch Cung Phụng, chúng ta nên làm gì bây giờ, trưởng môn vẫn chưa đi ra. Toàn bộ đệ tử phi linh môn đều khẩn trương, thật không có biện pháp, suốt một tháng nay họ vẫn không có cách nào. Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đưa mắt nhìn nhau, hai người chỉ biết thở dài. Đã nghĩ đủ mọi cách rồi. Chư vị về trước đi, ta đi hỏi trưởng lão Linh Thiên Môn, có lẽ sẽ có biện pháp cũng không nhất định. Lữ Chính Cường nói, suốt một tháng nay người của Linh Thiên Môn vẫn chưa rời đi. Lần này vất vả Lữ trưởng môn. Bạch Oánh nói, Oánh tỷ, quan hệ giữa Lâm Thiên cùng Linh Thiên Môn như vậy thì không cần khách sáo, chúng tôi về trước, có lẽ một ít trưởng lão Linh Thiên Môn sẽ có biện pháp. Lư Khâu Mỹ Vi nói, Độc Phương, Quỷ Tiên Tử. Ở chung quanh đây còn có không ít người như hổ rình mồi, đoán chừng là có hứng thú với thu hoạch của các ngươi đi cùng chúng ta thôi, phỏng chừng sẽ không có ai dám cản rỡ. Lữ Chính Cường nhìn quanh bốn phía, trong một tháng này ở khu vực chung quanh có không ít chân khí mờ ảo tồn tại, tựa hồ như đang chờ đợi, không hề nghi ngờ, chỉ sợ là có hứng thú với thu hoạch của Phi Linh Môn, lần này ai cũng biết Phi Linh Môn chiếm được không ít bảo vật, người của bốn đại sơn môn đương nhiên không ai dám động. Nhưng Phi Linh Môn thì chưa chắc, khó bảo toàn có người bí quá hóa liều. Lời của Lữ Chính Cường cả Đông Vô Mệnh cùng Bạch Oánh đều hiểu được, nếu chỉ dựa vào họ chỉ sợ lần này về sẽ không được thái bình, nhưng nếu về họ đều lo lắng, mà lưu lại họ không có biện pháp gì. Đi về trước đi, tới lúc đó hãy nghĩ biện pháp, có lẽ tiểu tử kia phúc lớn mạng lớn, đã đi ra ngoài cũng không chừng, Lâm Thiên không giống là kẻ đoản mệnh. Vân Tiếu Thiên nói, Bạch Linh tiểu thư, chúng ta về trước đi. Đông Vô Mệnh nói. Các ngươi trở về đi, ta lưu lại đây. Bạch Linh nhìn chằm chằm cảnh tuyết trắng xóa trước mắt, Phi Linh Môn không có hắn, nàng trở về có ý nghĩa gì? Nghe được quyết định của Bạch Linh, nhóm người Đông Vô Mệnh cũng không tiện nhiều lời, nhưng sắc mặt Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi cùng Vân Tiếu Thiên đều biến hóa. Sau một lát mọi người lên yêu thú phi hành rời đi, cả vùng núi non trắng xóa trở nên yên tĩnh. Gió lạnh thổi qua, váy áo Bạch Linh bay phất phới như thiên tiên đứng lặng giữa bầu trời đầy tuyết. Ngươi nhất định không có chuyện gì, đúng không? Bạch Linh thì thầm, ánh mắt lộ tia khác thường. Hô! Thiên sĩ tuyết sư đáp xuống mặt tuyến, thân hình thuần trắng cùng cảnh tuyết tan thành một khối, lẳng lặng đứng bên người Bạch Linh. Trên Vân Dương Tông, trên ngọn núi hùng vĩ cao Vê Úp Xilon Tê trong mây, tuyết trắng bao phủ cả dãy núi mênh mông.
Bên trong đình viện, La Lan thì ôm ngực, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Muội làm sao vậy? Một trung niên nằm bên cạnh La Lan Thị, người này mặc áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, mang theo cỗ khí khái anh hùng, chính là Lục Trung. Không biết, gần đây luôn bị đau ngực như thế. La Lan Thị nói, nghỉ ngơi thì tốt rồi, có lẽ là quá mệt mỏi. Lục Trung khuyên bảo, muội lo lắng Lâm Thiên sẽ xảy ra chuyện, muội luôn có dự cảm bất tường. La Lan Thị lộ vẻ lo lắng. Liên hệ mẫu tử vô hình làm bà càng thêm sốt ruột. Không đâu, hắn đi tới một bước này vẫn không xảy ra sự cố, nhất định là không, muội sinh đứa con trai giỏi thôi. Lục Trung dìu La Lan Thị ngồi lên ghế. Cũng là con của huynh, dòng máu trên người hắn là của huynh. La Lan Thị nói. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên trong không gian lôi đình không ngừng đánh xuống, dựa theo một loại quy luật huyền ảo, vẫn luôn lặp đi lặp lại một động tác. Lục Lâm Thiên tỉnh lại, nghiêm khắc mà nói hắn còn chưa tỉnh, nhưng ý thức đã khôi phục, bởi vì lúc này hắn đã hoàn toàn không còn thân thể, chỉ có ý thức linh hồn bắt đầu thanh tỉnh. Lục Lâm Thiên vừa tỉnh táo lại, nhất thời cảm giác trong đầu đau đớn cực độ, là loại đau đớn xâm nhập linh hồn, sau một lát hắn muốn mở mắt, lúc này mới phát hiện mình đã không còn nhìn thấy, bốn phía đều là u tối, tựa như hỗn độn, mình rơi vào trạng thái như thế giới mới sinh ra. Ta làm sao vậy? Ta còn chưa chết, nhưng đây là nơi nào, là chuyện gì xảy ra? Một loạt nghi vấn hiện lên trong đầu hắn, Lục Lâm Thiên chỉ nhớ được trên trăm đạo lôi đình đánh xuống, tận mắt chứng kiến thân thể mình nổ thành một đoàn thịt nát, máu tươi tuôn tràn, hẳn đã phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Lục Lâm Thiên nghĩ thầm, chẳng lẽ mình còn chưa chết mà lại tiếp tục xuyên qua? Sau một lát hắn chợt phát hiện linh hồn lực của mình vẫn còn, trong lòng vừa vui mừng lập tức thi triển linh hồn lực quan sát. Sau một lát hắn hoàn toàn kinh ngạc, hết thảy trong không gian hắn đều hiểu như lòng bàn tay, võ đan, hồn đan, thân thể lại hoàn toàn tách biệt ra, điều này thật sự quỷ dị làm người không thể tưởng tượng nổi, mà loại trạng thái này hắn vẫn còn chưa chết, còn có Tiểu Long đang được Mai Rùa bảo hộ lơ lửng cách đó không xa. Lục Lâm Thiên thật sự kinh hãi, mình có tu vi linh xuất cửu trọng, linh hồn ly thể hẳn phải chết chắc, nhưng bây giờ chia lìa với hồn đan lại không gặp phải sự tình gì. Suy, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được lôi đình vẫn tiếp tục đánh xuống, mà huyết lục, huyễn ảnh thanh vũ dực, kim sắc tiểu đao đang bảo hộ hồn đan, võ đan thậm chí linh ngọc sàng cũng đang che chở đoàn thịt nát của mình. Tiểu tử, người đã tỉnh sao? Ngay lúc Lục Lâm Thiên còn đang kinh hãi, thất thần luống cuống, một thanh âm già nua truyền tới. Tiền bối, là ngươi sao? Đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc, hắn nhận ra thanh âm linh hồn thể từng cứu mình vài lần. Mà thanh âm này ngày trước hình như hắn từng nghe qua, giờ phút này hắn không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng linh hồn trao đổi. Đương nhiên là ta, tiểu tử ngươi lần này xem như trải qua đại nạn. Vừa dứt lời, trên linh ngọc sàng hiện lên huỳnh quang, ngay lập tức một thân ảnh hư ảo xuất hiện. Sư phụ! Lục Lâm Thiên chấn kinh, linh hồn thể kia không phải ai khác mà chính là Thánh Thủ Linh Tôn, tuy trước kia hắn nhìn thấy là hài cốt Thánh Thủ Linh Tôn, nhưng lần này nhìn thấy là linh hồn thể. Hắn vẫn đoán được đây là sư phụ của mình. Sư phụ, ngươi chưa chết. Lục Lâm Thiên kinh hãi hỏi, vô cùng khiếp sợ, nhưng lại vui mừng, tuy hắn tiếp xúc sư phụ thời gian không nhiều, nhưng đây là vị sư phụ đầu tiên của hắn, có được thiên linh lục nên hắn mới có được nhiều thủ đoạn, tuy sư phụ chưa dạy mình nhưng những kiến thức trên thiên linh lục mãi tới bây giờ mình vẫn chưa học xong đâu. Nếu ta đã chết thì còn có thể cứu ngươi được nhiều lần như vậy sao, tiểu tử hỗn trướng. Còn thường xuyên nguyền rủa ta, chờ sau này ta sẽ tìm tiểu tử ngươi tính sổ. Thánh Thủ Linh Tôn trừng mắt nói. Hắc hắc, Lục Lâm Thiên cười, lập tức nói. Sư phụ, ngài ẩn núp ở nơi nào, sao đệ tử không biết, ngài nói để đệ tử dễ tìm thôi. Ta vẫn luôn ở trong Linh Ngọc Sàng, bản thân ngươi tìm không thấy ta, không cho ngươi biết là vì muốn tôi luyện ngươi, ban đầu ta không nhìn ra ngươi là Linh Vũ song tu, sao mới biết được. Cho nên luôn âm thầm bảo vệ ngươi, nhưng lần này ta chỉ vừa ngủ say một hồi thì tiểu tử ngươi lại biến thành như vậy. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Sư phụ, đệ tử như bây giờ, thật sự không cách nào hành lễ với ngài. Lục Lâm Thiên uể oải nói. Mặc dù lần này ngươi gặp đại nạn, nhưng cũng là đại cơ duyên, người khác muốn có còn không được đâu, họa phúc luôn đi cùng, hiện tại phải nhờ vào chính ngươi. Thanh âm Thánh Thủ Linh Tôn có chút mỏng manh nói. Đã một tháng nay ta thúc giục Linh Ngọc Sàng giúp ngươi bảo hộ huyết nhục,
tiêu hao khá lớn, không còn giúp ngươi được nữa, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính ngươi. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, thầm nghĩ chẳng lẽ bộ dáng mình hiện tại thê thảm như vậy mà không có chuyện gì sao, họa phúc đi cùng, mình chỉ có họa, còn chưa thấy phúc đâu. Tiểu tử, ánh mắt không đủ cũng không trách ngươi, chuyện mấy ngàn năm trước ngươi làm sao biết được. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, chẳng lẽ ngài biết đây là địa phương gì sao? Lục Lâm Thiên vội vàng hỏi, nếu như ta đoán không sai, nơi này chính là bên trong bảo vật của Huyền Thiên Yêu Tôn mấy ngàn năm trước. Thánh Thủ Linh Tôn nói, Huyền Thiên Yêu Tôn, Lục Lâm Thiên chưa từng nghe nói qua người này, trong lòng cũng thoải mái, người của mấy ngàn năm trước hẳn cùng thế hệ với sư phụ, đương nhiên hắn chưa nghe nói qua. Huyền Thiên Yêu Tôn là cường giả cùng một thế hệ với ta, cũng là người sáng lập Huyền Thiên Môn, thực lực của lão quái kia mạnh không tưởng tượng nổi, lúc trước ở trên đại lục không có mấy người dám trêu chọc lão quái kia, chỉ đáng tiếc 7.000 năm hắn lại bị người của bốn đại sơn môn liên thủ đánh chết. Nếu như ta đoán không sai, nơi này nằm trong Huyền Thiên bí cảnh đi, về sau ta nghe nói lão quái kia bị đánh chết, cũng nghe nói bốn đại sơn môn đều không lấy được bảo vật, lão quái đem toàn bộ bảo vật bỏ vào Huyền Thiên bí cảnh. Ta cũng muốn tìm bảo vật cho nên đi khắp nơi, ai biết không tìm được vị trí của Huyền Thiên bí cảnh. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, chẳng lẽ Huyền Thiên Yêu Tôn còn lợi hại hơn cả sư phụ sao? Trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ kinh ngạc, Huyền Thiên Yêu Tôn dám đối kháng bốn đại sơn môn, không nói tới thực lực cũng đã xem như anh hùng hào kiệt. Nếu chỉ nói thực lực, lão quái kia thật sự mạnh hơn ta. Thánh Thủ Linh Tôn khẽ thở dài, trong mắt như hồi tưởng vị kiêu hùng danh chấn thiên hạ ngày trước, nói. Lúc trước trong toàn bộ đại lục, hắn tuyệt đối là kiêu hùng, mà Huyền Thiên Môn cũng là một trong năm thế lực lớn của cổ vực, nhưng cuối cùng bị bốn đại sơn môn ám toán, vì vậy diệt môn, nghe nói cuộc chiến ấy kinh thiên động địa, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, lão quái kia cả đời quái gở, trong môn phái mặc dù cường giả như mây, nhưng như tầm như mã tầm mã, nếu ngày trước lão quái chịu kết giao cường giả, thì người của bốn đại sơn môn làm sao dám dễ dàng động Huyền Thiên Môn, mà khi ta nghe tin thì đã chậm. Nếu ta biết sớm nói không chừng đã giúp hắn một tay, lão quái kia chết là vì tính cách quá mức quái gở mà thôi. Nghe được sư phụ đánh giá Huyền Thiên Yêu Tôn, Lục Lâm Thiên cảm thấy thật ngoài ý muốn, sư phụ là linh tôn cửu trọng, nếu còn mạnh hơn sư phụ, hẳn là võ đế cùng linh đế trong truyền thuyết, nhưng danh hào của lão quái kia chỉ là yêu tôn, phỏng chừng vẫn là vũ tôn, chỉ sợ là cửu trọng. Đoán chừng là có không ít lá bài tẩy mới mạnh hơn sư phụ, nhưng sư phụ nói luận thực lực không bằng lão quái, như vậy về trận pháp, khôi lỗi, còn có thủ đoạn khống thú hẳn là cao minh hơn, nhưng nói thế nào cũng không thể phủ định Huyền Thiên Yêu Tôn tuyệt đối là một nhân vật. Nghe khẩu khí của sư phụ, hình như còn có chút giao tình. Sư phụ, vì sao bốn đại sơn môn phải diệt Huyền Thiên Môn? Lục Lâm Thiên hỏi, có một số việc hiện giờ ngươi chưa đủ thực lực để biết, không cần hỏi nhiều. Nhưng bốn đại sơn môn muốn tiêu diệt Huyền Thiên Môn là bởi vì họ uy hiếp địa vị của bốn môn phái, đổi lại là ai cũng muốn lấy bảo vật của Huyền Thiên Môn, một bảo vật khiến người phải đỏ mắt. Thánh Thủ Linh Tôn nói, là bảo vật gì? Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Suy, lại có lôi đình đánh xuống, Thánh Thủ Linh Tôn đánh ra hào quang, cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, chỉ nói. Ngươi có muốn biết danh hào của Huyền Thiên Yêu Tôn vì sao mà có không? Đệ tử đúng là có chút tò mò, chẳng lẽ Huyền Thiên Yêu Tôn có thân thể yêu thú sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Huyền Thiên Yêu Tôn được xưng là yêu tôn, không phải vì có thân thể yêu thú, mà là bởi vì hắn quá mức biến thái. Thánh Thủ Linh Tôn khẽ thở dài nói. Lực phòng ngự của lão quái kia vô địch thiên hạ, ta nhớ được khi ở tổ yêu lâm, lão quái đối kháng với một cường giả bát giai đỉnh của Huyền Vũ nhất tộc, kết quả vị cường giả kia thi triển công kích thiên phú cực mạnh nhất. Nhưng chỉ bất phân thắng bại với lão quái mà thôi, phòng ngự bản thể của lão quái thật sự có thể so sánh với Huyền Vũ nhất tộc, hơn nữa còn không kém hơn mai rùa của bọn họ. Lực phòng ngự mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên than thở, cho dù Huyền Thiên Yêu Tôn là vũ tôn đỉnh, nhưng lực phòng ngự dù mạnh thế nào cũng phải kém hơn yêu thú, huống chi là cường giả Huyền Vũ bộ tộc, tỷ như Tiểu Long, thực lực mới tới lục giai nhưng lực phòng ngự có thể đối kháng công kích của vũ vương bình thường. Kỳ thật nhiều người đều biết Huyền Thiên Yêu Tôn có thể biến thái như vậy, đó là bởi vì trong tay có một kiện kỳ bảo, hắn lấy được trong vụ tinh đại điện, gọi là Tử Lôi Huyền Đỉnh, đây là một kiện võ linh khí, nhưng trình tự đã đạt tới thần khí trong truyền thuyết,
cũng chính là võ linh khí thiên cấp, mà còn không phải thiên cấp bình thường. Tử Lôi Huyền Đỉnh, thần khí, võ linh khí thiên cấp. Lục Lâm Thiên thật không ngờ trong tay Huyền Thiên Yêu Tôn còn có thần khí, hỏi. Sư phụ, chẳng lẽ Tử Lôi Huyền Đỉnh có liên hệ với lực phòng ngự của Huyền Thiên Yêu Tôn sao? Ban đầu ta cũng lão quái kia có chút giao tình, cho nên biết một sự tình. Thánh Thủ Linh Tôn nói. Tử Lôi Huyền Đỉnh có một tác dụng biến thái, có thể bồi dưỡng bất diệt huyền thể, người có được sẽ có Tử Lôi Huyền Đỉnh, mà quá trình rèn thể là phải trải qua đau đớn khi thân thể phá nát, trải qua nỗi khổ bị rèn thể, nếu qua được sau đó phá rồi lại lập, là có thể rèn luyện được bất diệt huyền thể, mà bây giờ ngươi cảm giác được chính là một loại lôi điện đáng sợ tên Tử Kim Huyền Lôi. Người bình thường thân thể phá nát hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu dưới Vũ Vương dù là võ giả hay linh giả, võ đan cùng linh đan tuyệt đối không chịu nổi Tử Kim Huyền Lôi oanh kích, không thể trải qua được cửa thứ nhất, một khi võ đan linh đan rời khỏi thân thể, cũng hẳn phải chết, dù có linh khí che chở chỉ vô dụng, mà hiện tại võ đan linh đan của ngươi vẫn hoàn hảo, chỉ sợ là vì được bảo vật bảo hộ. Mà người có tu vi Vũ Vương Linh Vương, hồn anh không cách nào đối kháng Tử Kim Huyền Lôi, thân thể đương nhiên bị phá hủy. Vận khí của tiểu tử ngươi không tệ, võ đan của ngươi có được huyết lục là do tài liệu vạn niên xích đồng chế tạo bảo hộ, hơn nữa còn có huyễn ảnh thanh vũ dực bảo hộ, xem như miễn cưỡng bảo vệ võ đan của ngươi, mà hồn đan lại có vật kinh khủng kia che chở, Tử Kim Huyền Lôi không thể ảnh hưởng chúng. Thân thể ngươi xưa nay dị thường cường hãn, ta còn giúp ngươi bảo vệ một tháng, cho nên xem như chống đỡ được bước đầu tiên. Thánh Thủ Linh Tôn nói, sư phụ, ý của ngài là đệ tử có thể trở thành bất diệt huyền thể. Lục Lâm Thiên mừng rỡ hỏi. 7.000 năm trước Huyền Thiên Yêu Tôn bị bốn đại sơn môn liên thủ đánh chết, Tử Lôi Huyền Đỉnh biến mất, hiện tại nhìn thấy lôi đỉnh kia giống như Tử Kim Huyền Lôi, hơn nữa biến hóa như vậy chỉ là không gian trong Tử Lôi Huyền Đỉnh, xem như vật vô chủ, chỉ dựa theo linh trí thần khí rèn luyện ngươi mà thôi, cho nên chỉ cần ngươi vượt qua được, sau đại nạn chính là đại phúc, tới lúc đó chẳng những có được bất diệt huyền thể, còn có được thần khí Tử Lôi Huyền Đỉnh, đạt được cơ duyên lão quái lưu lại. Đợi thêm một thời gian dù ngươi muốn đi ngang trong đại lục cũng không có mấy người làm gì được ngươi. Nhưng mà sư phụ, hiện tại đệ tử nên làm gì bây giờ? Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, mình hoàn toàn chia lìa với thân thể, thật sự không thể làm được gì. Ta cũng không biết. Thánh Thủ Linh Tôn lắc đầu, hắn chỉ biết như vậy, thoáng trầm xuống lại nói. Không biết tiểu gia hỏa Tiểu Long từ đâu có được mai rùa do cường giả cửu giai Huyền Vũ bộ tộc lưu lại. Đoán chừng là do huyết mạch không tinh khiết nên không dung hợp thành công, mà một tháng nay thật sự là ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa kia bị Tử Kim Huyền Lôi oanh kích lại kỳ tích dung hợp cùng mai rùa, ngươi không cần lo lắng cho hắn, nếu dung hợp thành công hắn sẽ đạt được toàn bộ truyền thừa của cường giả bộ tộc Huyền Vũ, sau này lực phòng ngự sẽ tuyệt đối cường hãn. Suy, đúng ngay lúc này lại có lôi đình đánh xuống, bị Thánh Thủ Linh Tôn ngăn cản, nhưng hắn cũng tiêu hao không ít. Tốt lắm. Chuyện kế tiếp phải xem ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp, ta tiêu hao nhiều lắm, không thể giúp được ngươi nhiều, mà nếu ngươi không cách nào ra ngoài, ta cũng bị vây ở đây, ngươi đừng hại sư phụ ngươi đó. Thánh Thủ Linh Tôn cười khổ, thân ảnh hư ảo tiến nhập vào Linh Ngọc Sàng biến mất. Suy, huỳnh quang biến mất, Linh Ngọc Sàng lập tức biến mất trong chữ vật giới chỉ. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, mình nhất định không thể chết. Mình còn phải quay về gặp mẫu thân, còn có Vô Song, Tiểu Linh cùng Hồng Lăng, đã đáp ứng Cảnh Văn phải tới Độc Cô Gia tìm nàng, còn có con đường cường giả còn chưa hoàn thành. Con đường cường giả? Lục Lâm Thiên lẩm bẩm, đây không phải con đường cường giả của bản thân sao, nếu mình tránh thoát đại nạn lần này, trở thành bất diệt huyền thể, thực lực càng mạnh, sẽ tiến một bước dài trong con đường cường giả.